không làm nữa thì thôi, không phá bỏ cái cũ không có cái mới, lo gì chứ, nói không chừng đây là một cơ hội. Nhà máy chẳng phải đang cạnh tranh giám đốc sao? Trương Khắc nói, bên phía City cổ phần Hải Châu cháu có thể đánh tiếng được, cháu nghe chị Hứa Tư nói chuyện cậu muốn làm phó giám đốc rồi, cháu tin năng lực của cậu, không hỏi nhiều nữa. Cậu cũng yên tâm, hai tên vương bát đản kia không xuất hiện trong danh sách cạnh tranh đâu. Thì Vệ Trung vẫn có chút nghi ngại. Bọn chúng giỏi luồn cúi lắm, lại có quan hệ rất tốt với mấy cục trưởng thành phố, City cổ phần Hải Châu an bài nhân sự có phải nghe cục cơ khí nông nghiệp không? Lưu Phân cười khúc khích. Thì ra là anh muốn làm giám đốc thật, uổng cho tôi và chị anh quan hệ tốt như thế mà anh giấu không nói, tới lúc đó phải tới nhà tôi mời khách ăn cơm nhé. Thì Vệ Trung cười khổ. Chuyện còn chưa đâu vào với đâu, tôi mới chỉ nghĩ trong lòng thôi. Dám nghĩ thì mới dám làm, chẳng phải anh vừa nói bên ngoài có người mời anh làm việc lương tháng 1.000 sao, không làm được giám đốc thì ra ngoài. Cho dù làm phó giám đốc cũng phải nộp hơn 3 vạn tiền đảm bảo, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Nơi này không có người ngoài, thì Vệ Trung chẳng cần giấu giếm, vợ ông ta công việc không tệ, ông ta thì ít nhiều cũng là chủ nhiệm nhà máy, nên trong nhà có chút tích góp, chỉ có điều vì chuyện Hứa Tư năm ngoái lấy hết tiền tích góp ra rồi, còn vay hộ rất nhiều tiền. Lưu Phân cũng biết chuyện đó, bĩu môi nói. Đợi anh lên làm giám đốc rồi còn lo không vay nổi số tiền đó à? Người dân vay tiền luôn khó, còn cán bộ vay tiền rất dễ. Trương Khắc vốn ở lại là để an ủi Thi Vệ Trung, thấy ông ta lúc này còn có tâm tư đi nghĩ chuyện cạnh tranh tức là không để chuyện hôm nay ở trong lòng, nói với Phó Tuấn. Chúng ta đi thôi. Trương Khắc vào phòng Trần Phi Dung, hai tiểu nha đầu nằm ngủ trên giường, Tích Dung nắm chặt tay đặt hai bên gò má phúng phích. Tích Phú Ngủ thích cau mày, cái môi nhỏ hơi rảo lên. Trần Phi Dung đang ngồi học bài trước bàn, ánh đèn vàng chiếu lên nửa thân trên của cô, vừa cảm thấy có người vào phòng liền quay lại, thấy Trương Khắc lại cúi đầu đọc sách, không nói không rằng. Trương Khắc đặt hai tay lên má Tích Dung ép vào giữa, làm cô bé con thức giấc, Tích Dung vẫn còn ngáy ngủ, đưa tay gạt Trương Khắc ra, vùng vẫy một hồi rồi ôm lấy cổ Trương Khắc làm nũng. Sao anh không đánh thức Tích Dung? Lúc này Tích Phú vẫn ngủ ngon. Tư thế cũng không đổi. Trương Khắc bẹo má Tích Dung. Em là Tích Dung, có nhíu mày cũng vô ích thôi. Quay sang bắt gặp khuôn mặt thanh lệ Trần Phi Dung, cô cố che giấu nụ cười, nhưng khóe miệng cong cong kia đã bán đứng cô, Trương Khắc hỏi. Hai hôm nữa là sinh nhật Đường Thanh, bạn có đi không? Trần Phi Dung quay đi tiếp tục xem sách, không lý tới y. Tích Dung kéo tai Trương Khắc nói. Trương Khắc kém quá. Ngay cả anh Tiểu Huy còn có bạn gái chơi cùng. Tiểu Huy là con trai anh cả Phó Tuấn, mới 5 tuổi. Chương 172, cha con bàn mưu. Trương Khắc xấu hổ bế Tích Dung ra ngoài, Phó Tuấn bế Tích Vũ. Cả nhà Hứa Tư đều ở đây, Trương Khắc không dám quá thân mật với cô, Hứa Tư càng có tật giật mình, chỉ chào qua loa rồi lên xe. Xe đi về phía tây, còn chưa tới phố thị đã nghe thấy tiếng loa oang oang, đêm hôm khuya khoắt còn tuyên truyền chính sách giải tỏa. Phó Tuấn nói. Bắc loa được 2 ngày rồi, phát suốt, ngay cả ở lầu chuông cũng nghe thấy, nhà quanh đây căn bản đêm không ngủ yên. Trương Khắc cười khẩy. Ép người ta chuyển đi đấy, anh cứ đợi mà xem, sau này thủ đoạn của bọn chúng còn nhiều lắm. Trận hỏa hoạn lần trước mặc dù thành phố và những người như Thiệu Chí Cương đều nghi ngờ địa ốc Cẩm Thành, nhưng tất cả im lặng một cách ăn ý, vì đây chỉ là khởi đầu, vì bọn họ đoán chừng chính sách giải tỏa vùng phía Tây sẽ mau chóng khởi động. Lúc này gây khó cho Cẩm Thành, khó khăn sẽ mau chóng rơi lại trên đầu bọn họ. Trong mắt người dân thường, thành phố giao khu bị cháy cho Cẩm Thành là sau vụ hỏa hoạn, không có người chỉ điểm, người dân sẽ không hoài nghi Cẩm Thành. Qua phố chợ thấy ở giữa chỗ bị cháy dựng một dàn đèn cao xạ chiếu sáng xung quanh như ban ngày, tiếng loa đinh tai nhức óc, xem ra trước khi những hộ kia chịu di rời, loại chuyện này sẽ còn tiếp tục. Vài thập niên 90. Vì để sản xuất nông nghiệp đi theo hướng quy mô hóa phù hợp với thời đại, trong nước bắt đầu tăng cường khuyến khích người dân mua máy nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Dưới hoàn cảnh đó, nhà máy cơ khí nông nghiệp được chiếu có lớn, nhưng chỉ vài năm đã rơi vào khốn cảnh thu không bù nổi chi, vì quản lý có vấn đề nghiêm trọng. Nên Lý Minh Học kiên quyết yêu cầu thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo nhà máy, nhưng Cục Cơ khí Nông nghiệp không chịu, đành đàm phán dùng phương pháp trung gian, nhân tuyển cạnh tranh chỉ giới hạn trong tầng lãnh đạo. Cùng điều kiện hạn chế cho công nhân viên tham gia, đủ các loại hạn chế khiến thực chất chức vị giám đốc thực chất chỉ có thể chọn trong mấy phó giám đốc, xưởng đốc, chủ nhiệm. Phó Tuấn đưa Trương Khắc về nhà trước,
lúc xuống xe nhìn hai cô nằm ghế sau ngủ say tít, Trương Khắc cười nói. Cuối tuần này chỉ đồng sẽ tới Hải Châu, hai cô bé nhà anh nhất định sẽ thích mê. Về tới nhà, cha cũng vừa mới về, mẹ đang xem phim truyền hình dài tập, nhìn đồng hồ sắp 10 giờ. Sao mẹ thức đêm xem cái này? Trương Khắc và cha đều có thói quen ngủ muộn dậy sớm, mẹ thì không, Lương Cách Chân thuộc loại ham ngủ, nên năm nay đã 42 mà trẻ hơn khối phụ nữ 35, vẫn rất xinh đẹp, Trương Khắc di truyền từ mẹ, nên được cái tướng mạo khiến các cô gái yêu thích. Lương Cách Chân mắt nhìn tivi nói. Vì cha con toàn về vào giờ này, mà hiện giờ tivi vào giờ này chiếu nhiều phim hay lắm, sắp tới chiếu lại cả Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Trương Chi Hành cũng hứng chí ngồi xuống xem với vợ, thực ra ông chẳng mấy hứng thú thể loại phim ảnh, với lại xem ngang có thú vị gì, chẳng qua là suốt ngày đi sớm về muộn, nên muốn đền bù cho vợ phần nào, Trương Khắc mở tủ lạnh lấy bình nước giải khát, y không nhắc tới chuyện Thi Vệ Chung mời khách, chỉ nói. Hôm nay ở khách sạn Long Hoa con thấy lãnh đạo cục cơ khí nông nghiệp đánh bạc, còn có giám đốc nhà máy cơ khí, cái người mặt đầy sẹo ấy ba. À, là Chu Kiệt, Chu Mặt Dỗ. Trương Chi Hành than. Cái cục cơ khí nông nghiệp ấy không chịu buông quyền nhân sự ra. Nhân sự không đổi thì cải cách còn được mấy giá trị. Trương Khắc cũng biết đó là kết quả bình hành giữa các phe thế lực hiện giờ, vẫn nói. Đã là cải cách, không thể chỉ nghĩ tới cân bằng lợi ích các phương diện, đắc tội với một số người là khó tránh khỏi. Con thấy City cổ phần Hải Châu phải có thái độ cứng rắn hơn, dương ngọn cờ thành phố mà lại để cục cơ khí nông nghiệp chặn đường. Lấy cục đó ra khai đao. Lý Minh Học chẳng muốn thay hết lãnh đạo trong cục là gì, cứ để ông ta thoải mái làm đi cha. Hôm nay sao con lại chủ động hỏi tới mấy việc này? Trương Chi Hành ngờ vực. Không phải lại vừa gây sự bên ngoài đấy chứ? Đúng là hiểu con không ai bằng cha, Trương Khắc cười khì. City cổ phần Hải Châu là thí điểm của thành phố, phải tranh thủ nắm lấy quyền nhân sự và tài chính, thế mới thực sự nói tới được vấn đề kinh doanh, còn ủng hộ mọi người. Lần này đã nói chuyện xong phương án thay đổi nhân sự với cục cơ khí nông nghiệp rồi, tầng quản lý sẽ dùng cách cạnh tranh, thay đổi quá đột nhiên e không tốt lắm. Trương Chi Hành hơi do dự. Ba nhớ hôm ăn tối ở cầu Tứ Phượng không, ngồi bên cạnh con là Thiệu Chí Cương, trước kia anh ta là giám đốc nhà máy cơ khí, bị Chu Mặt Dỗ kéo xuống. Con nghĩ trong tay anh ta thế nào cũng có một số tài liệu, bất kể giao cho cục khiếu nại hay viện kiểm sát, chỉ cần trước khi chuyển xuống cục nông nghiệp xử lý thật nghiêm túc là đủ. Thập niên 90 con đường tố cáo thông thường là qua các nơi nhận đơn thư khiếu nại chuyển tới đơn vị liên quan, cái gọi là đơn vị liên quan đa phần là đơn vị chủ quản người bị tố cáo, tài liệu tố cáo nói không chừng ngày hôm sau rơi vào tay người bị tố cáo, tiếp đó người tố cáo bị đả kích báo thù. Dưới tình cảnh đó rất ít người dám tố cáo bằng tên thật, còn tố cáo nặc danh quá nửa không được quan tâm đúng mức. Trương Chi Hành đặt tay lên trán suy nghĩ. Như thế cũng được. Ít nhất trong thời gian điều tra phải bỏ ra khỏi danh sách cạnh tranh. Lương Cách Chân quay đầu sang nói một câu. Cục nông nghiệp trì hoãn cạnh tranh thì sao? Trương Khắc lắc đầu. Con thấy chú Kim chẳng có mấy việc để làm, để chú ấy quản việc này đi. Đám lãnh đạo cục cơ khí nông nghiệp sợ liên lụy, còn ai dám nhảy ra yêu cầu trì hoãn? Cho dù có người dám yêu cầu chả lẽ bên phía cổ phần Hải Châu không có lập trường của mình. Lương Cách Chân đẩy vai chồng con. Đi đi. Vào bàn ăn mà thảo luận âm mưu quỷ kế, làm em xem phim không xong. Trương Khắc đành theo cha đứng dậy vào bàn ăn. Trương Chi Hành tiếp tục câu chuyện. Đây chỉ là kế quyền biến thôi, xí nghiệp khác mà cũng làm thế thì thẻ nào cũng loạn. Con thấy hiện giờ chuyển hệ thống quốc sĩ quan trọng nhất là rút bỏ cấp bậc hành chính, những giám đốc kia rốt cuộc là người kinh doanh xí nghiệp hay quan viên chính phủ đặc phái. Cái này không chặt đứt làm sao chuyển biến được, chính phủ một giám sát xí nghiệp được thôi. Nhưng tập trung ở City cổ phần Hải Châu thôi, đừng có vươn xuống dưới xí nghiệp, quấy nhiễu chuyện kinh doanh, quyền kinh doanh và quyền giám sát phải tách bạch. Chuyển biến này liệu có quá cấp tiến không? Trương Chi Hành tỏ ra lo lắng. Trương Khắc biết chừng qua một thời gian nữa TW mới đề xuất rõ ràng việc tách bạch quyền kinh doanh và giám sát quốc sĩ, còn quyền sở hữu tài sản tới năm 97-98 mới phá vỡ được tư duy truyền thống. Hiện giờ nhiều địa phương chỉ làm không nói. Nhưng vấn đề sở hữu quốc sĩ là một quả bom, cổ phần Hải Châu mặc dù chưa can thiệp vào vấn đề cực kỳ mẫn cảm này, nhưng làm theo cách Trương Khắc, sẽ hạn chế cực lớn quyền khống chế quốc sĩ của chính phủ. Trương Khắc dụ dỗ. Nếu là thí điểm thì phải chấp nhận nguy hiểm chứ ạ, Lý Minh Học có nghiên cứu về vấn đề này rồi, ba cứ ủng hộ ông ta hết mình là được, nếu bom có nổ, cũng để ông ta chắn trước cho ba chốc lát,
ba còn lo cho sĩ đồ trở ngại hay sao? Trương Chi Hành vòng tay ôm lấy đầu con trai, vỏ mạnh. Nếu chỉ vì đấu đá ba nghỉ hưu sớm cho xong, đâu thể lấy Lý Minh Học ra làm lá chắn. Có khi ông ta thích thì sao? Da đầu bị cha vò phát đau, Trương Khắc vùng vẫy né tránh. Chuyện nhà máy cơ khí nông nghiệp cứ quyết định thế né, để con gọi điện cho người ta. Chương 173, Ly Gián. Trương Khắc về phòng gọi điện cho Thiệu Chí Cương, nghe thấy tiếng nhạc sầm sầm, đoán chừng hắn còn đang ở ngoài tiêu khiển với Vạn Dũng. Thiệu Chí Cương tâm cơ thâm trầm, bề ngoài nịnh bợ Vạn Dũng thì được, chứ tuyệt đối không dễ dàng ngả về phía Vạn Dũng. Thiệu Chí Cương bị đuổi khỏi nhà máy, đương nhiên là căm hận Chu Kiệt, tuy hắn không có tài liệu lập tức lật đổ Chu Kiệt, nhưng Trương Khắc chỉ cần chút tài liệu có tính chân thực là được, trước tiên gạt Chu Kiệt và mấy tên phó giám đốc ra khỏi danh sách cạnh tranh, sau này thong thả điều tra vấn đề của bọn chúng. Dù sao Kim Quốc Hải tới Hải Châu chẳng có mấy việc mà làm, cho hắn một hai vụ án để hắn đốt thời gian cũng tốt. Nghe Trương Khắc kể chuyện Chu Kiệt đắc tội với mình, Thiệu Chí Cương gật đầu liên hồi, hắn có sẵn tài liệu trong tay. Chỉ là nghĩ không đủ lật nhào Chu Kiệt nay, nếu đưa lên thành phố, nói không chừng cuối cùng chuyển cho cục cơ khí rồi để Chu Kiệt tự xử lý. Còn Trương Khắc xen vào chuyện này thì khác hẳn rồi, Thiệu Chí Cương hỏi thêm. Chu Mặt Dỗ sao lại đắc tội với Khắc thiếu gia vậy? Trương Khắc kể qua loa chuyện hôm nay uống rượu bảo Phó Tuấn ném Chu Kiệt xuống sông, không nói gì tới chuyện cạnh tranh chức phó giám đốc. Nghe nói ông ta chơi anh một vố, nên thuận tiện xử lý hộ anh thôi. Thiệu Chí Cương không biết chuyện thi vệ chung, cho nên chỉ nghĩ Trương Khắc nhớ tới mối thù cũ của hắn, trong lòng tất nhiên ghi nhớ ân tình của y. Thiệu Chí Cương mặc dù tới ngày hôm mới nỗ lực tiếp xúc với Vạn Dũng, nhưng biết rõ quan hệ phức tạp ở thành phố, hơn nữa hắn cũng không phải là không biết năm ngoái giáo huấn Vạn Thiên Tài ở quán ba của Thính Thanh. Hiệu quả phòng cách âm không tốt lắm, tiếng nhạc chát chúa như nện vào tim người ta, Thiệu Chí Cương lo Trương Khắc biết chuyện hắn tiếp xúc với Vạn Dung, chỉ sợ Trương Khắc hỏi mình đang làm gì. Nói ra thì Thiệu Chí Cương tiếp xúc được với Vạn Dũng là nhờ City ẩm thực Thế Kỷ Dương chiêu bài của Cẩm Hồ, không có điều này, hắn chưa tiếp xúc được với người có tầng cấp như Vạn Dũng. Vạn Dũng có cuồng đến đâu cũng không dám không coi Từ Học Bình ra gì, ông ta thậm chí còn hy vọng Tạ Vãn Tình cũng tham dự hạng mục cải tạo Sa Điền, như thế ông ta có được nhiều lợi ích hơn nữa từ trên tỉnh, tiếc rằng Thiệu Chí Cương chỉ đại biểu cho bản thân, được cái hầu hạ chu đáo. Ở Hải Châu bất kỳ ai biết quan hệ giữa Trương Chi Hành và Từ Học Bình đều không muốn có quan hệ quá căng với ông, hơn nữa Vạn Dũng cũng chỉ coi Trương Khắc bắt nạt Vạn Thiên Tài chỉ là tranh chấp giữa đám thiếu niên, không coi nó quá nghiêm trọng. Vạn Dũng cũng không coi quan hệ giữa Đường Học Khiêm và nhà họ Vạn nhất định là không đội trời chung, ít nhất quan hệ giữa Chu Phú Minh và nhà họ Vạn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi quan hệ căng thẳng của hai bên trước đó. Nói trắng trong từ điển của Vạn Dũng, không hề có cái gọi là nguyên tắc hay lập trường. Tất cả mối quan hệ phức tạp là do tranh chấp lợi ích hết. Thiệu Chí Cương người thay Cẩm Hồ phụ trách City Thế Kỷ, trước đó vì trung tâm ẩm thực mà nổi danh khắp Hải Châu cũng phải cầu tới mình còn gì. Ai biết Thiệu Chí Cương có phải là hòn đá hỏi đường của Cẩm Hồ hay không? Ngay cả Trương Chi Hành trước kia còn chẳng hay biết gì, Vạn Dũng càng chẳng thể biết tầm quan trọng của Trương Khắc ở Cẩm Hồ, đương nhiên không có chút ý đề phòng nào, nhìn Thiệu Chí Cương cầm điện thoại đi vào, hỏi. Ai vậy? Thiệu Chí Cương cười xòa. Bên cầu Tứ Phượng, có chút chuyện nhỏ, không hề gì, đừng để chuyện này làm hỏng hứng chí của thị trưởng Vạn. Nếu bên anh có chuyện thì hôm nay dừng ở đây thôi. Vạn Dũng không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không hiểu tình lý với Thiệu Chí Cương, dù sao sau lưng hắn là Cẩm Hồ. Thiệu Chí Cương đương nhiên nóng lòng thoát thân, cơ hội lật đổ Chu Kiệt đang đợi, dù hắn chẳng quan tâm tới cái chức giám đốc nhà máy khỉ gió kia, nhưng mối hận trong lòng không thể không trả. Nịnh bợ. Thị trưởng Vạn thật thông cảm cho đám người số khổ chúng tôi. Rồi gọi ba cô gái tới bồi tiếp Vạn Dũng và thư ký của ông tiếp tục ở lại ăn chơi. Thiệu Chí Cương rời hộp đem về thẳng nhà, để cho Trương Khắc thuận lợi chặn chỗ tài liệu này điều tra trước khi nó được chuyển xuống cho Cục Cơ khí Nông nghiệp. Thiệu Chí Cương ký tên mình vào số tài liệu chuẩn bị từ lâu, sáng hôm sau đưa tới Cục Khiếu Nại. Cục Khiếu Nại vốn thuộc phân quản của Trương Chi Hành. Về sau ông bận chuyện ở City cổ phần Hải Châu nên giao phó thư ký trưởng quản lý. Ngày hôm qua Kim Quốc Hải nhận được điện thoại của Trương Khắc, nên mới sáng sớm đã tới thị sát công tác, thấy được số tài liệu này liền gọi điện cho Trương Khắc nói đã chỉ thị viện kiểm sát chuyên môn lập án điều tra. Trương Khắc liền gọi điện cho cha, nói bản tài liệu ở cục khiếu nại cứ để theo quy trình thủ tục bình thường đưa tới cục cơ khí nông nghiệp là được, tung tích số tài liệu gửi cho kỷ ủy thành phố cũng không cần quan tâm.
Tài liệu Thiệu Chí Cương chuẩn bị liên quan tới việc Chu Kiện hành vi phạm tội thất trách, thuộc phạm vi viện kiểm sát trực tiếp điều tra. Chu Kiện trước khi bị viện kiểm sát gọi tới điều tra không lâu mới biết mình bị Thiệu Chí Cương tố cáo, đó là ngày thứ ba sau khi ông ta bị ném xuống sông Sơ Cảng, đang đầy bụng tức phát óc nghĩ cách vớt phát lại thể diện. Thiệu Chí Cương tố cáo ngoại trừ Chu Kiện còn có ba tên phó giám đốc khác, Lý Minh Học đề xuất chọn bốn người khác từ nhà máy tham dự cạnh tranh, cục cơ khí nông nghiệp không có ai nhảy ra phản đối, đám đầu não cục chỉ hy vọng viện kiểm sát điều tra tới chừng mực là dừng. Trương Khắc không quan tâm tới những chi tiết đó, lần cuối tuần này Tạ Vãn Tình không về tỉnh thành, mà Chu Thúc Huệ đưa chỉ đồng tới Hải Châu. Từ khi con trai chết, bà chưa từng bước chân vào Hải Châu, đầu năm nay Chu Thúc Huệ vừa tròn 55 tuổi, không tới ban ngành nhàn tản nhậm chức mà nghỉ hưu luôn về chăm sóc chỉ đồng. Trương Khắc ném hai nha đầu Thích Dung Thích Vũ ở biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, ăn cơm chưa xong ở đó vội chạy tới Trấn Ích Long, điện tử Ái Đạt đang chủ bị sản xuất, bận tối mắt. Tuy có Đinh Hòe, Tô Tân Đông ngày đêm làm việc, nhưng Trương Khắc cũng không thể chỉ cổ vũ mồm, cũng ngày đêm không nghỉ, rảnh rỗi là chạy tới đó. Trương Khắc ở nhà máy cả buổi chiều, tối lại chạy về biệt thự Tiểu Cẩm Hồ ăn cơm, thấy Thích Vũ Thích Dung đang chơi trò lừa người hai cô bé quen dùng với chỉ đồng. Hai chị em cứ nấp đi một lúc rồi nhảy ra hỏi chỉ đồng. Ai là Tích Dung? Chẳng hiểu chỉ đồng nhận ra từ đâu, chỉ cần cắn môi im lặng một lúc là chỉ ngay ra được. Hai chị em bị phát hiện vội nấp đi thay y phục, lại nhảy ra hỏi chỉ đồng. Ai là Tích Vũ? Chỉ đồng mút tay suy nghĩ một lúc chỉ đúng Tích Vũ. Chu Thích Huệ cười vui vẻ. Bọn chúng chơi trò này cả chiều rồi đấy, vậy mà vẫn chơi say sưa như vậy. Hai tiểu nha đầu này bác chẳng nhận ra ai là chị ai là em. Vậy mà chỉ đồng nhìn cái nhận ngay ra được. Trương Khắc xem một lúc mới nhìn ra sơ hở, Tích Dung chỉ biết hỏi, ai là Tích Vũ? Tích Vũ luôn hỏi, ai là Tích Dung, chỉ đồng nghe hỏi cũng biết ngay là ai với ai rồi, nhưng cứ vờ suy nghĩ. Thấy chỉ đồng không chịu mở miệng nói, Trương Khắc bóp mẽ mánh của hai tỉ muội, Tích Dung mặt tỏ ra không sao tin nổi. Thật à, bạn nhận ra bọn mình bằng cách đó à? Chỉ đồng xấu hổ trốn vào lòng Trương Khắc. Tích Dung kéo Tích Vũ sang bên cạnh tiếp tục nghĩ cách lừa người, Phó Tuấn cười khổ. Cứ tiếp tục thế này thì ngay mẹ chúng cũng không nhận ra nổi nữa. Chương 174, chỉ đồng nói rồi. Từ Học Bình tới Bắc Kinh họp, Chu Thúc Huệ và chỉ đồng sẽ ở Hải Châu thêm vài ngày, bà mong Phó Tuấn để Tích Vũ Tích Dung ở lại chơi với chỉ đồng vài ngày, cho dù người lớn có chăm sóc chỉ đồng tốt đến đâu, nếu không có bạn cùng tuổi để chơi, chỉ đồng không khỏi cảm thấy cô đơn. Chu Thúc Huệ thích hai tiểu nha đầu này vô cùng, bảo Phó Tuấn đón cả vợ tới ăn tối cùng, Trương Khắc bảo Phó Tuấn thuận đường đi qua trường học đón cả Đường Thanh tới. Cái xã hội này không ai có thể thoát tục được, Phó Tuấn và vợ muốn được nhà vợ tha thứ, hàn gắn lại quan hệ cha con rạn nứt bao năm, con đường ngắn nhất là tạo dựng được quan hệ với nhà tỉnh trường. Nhân lúc Phó Tuấn đi đón Lý Minh Du, Trương Khắc tranh thủ kể chuyện đôi uyên ương si tình cho Chu Thúc Huệ nghe. Đến khi hai vợ chồng Phó Tuấn tới thì mắt Chu Thúc Huệ đã đỏ hoe vì xúc động, nhìn thấy mấy vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Minh Dung cảm thấy hết sức thương xót. Trương Chi Hành tan giờ làm là đưa vợ tới ăn tối, trên đường đi đón cả Cố Kiến Bình, Đường Học Kiêm tham gia bữa tiệc do Hiệp hội các xí nghiệp tư nhân tổ chức, nói là nếu bên đó kết thúc sớm sẽ qua. Đường Thanh thấy hai chị em Tích Vũ Tích Dung, không ngờ trên đời có đôi song sinh giống nhau từ khuôn mặt tới giọng nói, lại còn đều xinh xắn khả ái như vậy. Cứ như hai con búp bê, cô nàng còn tính trẻ con thích mê luôn, hào hứng tham gia trò chơi đoán người của hai cô bé. Lúc này kỹ xảo lừa người của hai tiểu nha đầu lại cao thêm một bậc, chỉ đồng trong thời gian ngắn không nhận ra được, Đường Thanh nhìn mãi đoán mò được hai ba lần, người khác trò chuyện trong phòng khác, cô nàng cùng chỉ đồng mê mẩn cái trò chơi đoán người. Trương Khắc nói cho cha Lý Minh Du và Lý Minh Học là anh em họ, cũng kể lướt qua chuyện cũ đau buồn kia. Nghe thấy Phó Tuấn từng ngồi tù. Lương Cách Chân không thích cho lắm, Trương Chi Hành tính tình khoáng đạt, mặc dù Trương Khắc không nói kỹ nguyên nhân, nhưng có thể làm một cô gái xinh đẹp không ngần ngại hủy dung mạo chờ đợi, ắt phải có câu chuyện bi tráng đằng sau, nói sẽ bảo Lý Minh Học khuyên giải cha mẹ vợ của Phó Tuấn. Sống trên đời nếu con cái coi cha mẹ là kẻ thù thì đúng là một bi kịch. Mọi người ngồi nói chuyện ở phòng khách, đợi Tạ Vãn Tình ở công ty về, đột nhiên Đường Thanh chạy từ cầu thang xuống, vừa chạy vừa reo. Chỉ đồng nói rồi. Chỉ đồng nói rồi. Mọi người ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp, Trương Khắc chớp mắt mấy cái rồi đứng bật dậy, hưng phấn kéo Đường Thanh chạy ngược lại lên tầng, y cũng không dám tin lời Đường Thanh nói là sự thực. Trương Khắc chạy như bay lên tầng 2, nhìn thấy chỉ đồng mở đôi mắt trong veo đen láy nhìn mình,
bàn tay trắng nón mũm mĩm chỉ hai tiểu nha đầu. Đây là Tích Dung, đây là Tích Vũ. Gần một năm trời mới mở miệng ra nói chuyện, giọng cô bé có hơi trúc chắc, Trương Khắc dám nói chắc đây là âm thanh dễ nghe nhất mà y nghe được trong năm nay, mừng tới phát khóc. Chu Thúc Huệ chạy quá vội, đầu gối đập vào cầu thang, nhưng chẳng hề cảm thấy đau, nghe thấy cháu gái nói chuyện thật rồi, nước mắt lăn dài, ôm chầm lấy chỉ đồng, vai run run, tay lau hai dòng nước mắt chảy mãi không hết, nhưng miệng cười suốt, chẳng biết phải nói gì. Mọi người thấy thế cảm động không thôi, Từ Học Bình và Chu Thúc Huệ tuy thân ở chức cao, nhưng tuổi già mất con, lòng đau như xé không khác gì gia đình bình thường, lại thêm chứng mất nói của chỉ đồng càng là tảng đá lớn đè lên lòng đôi vợ chồng già. Trương Chi Hành dục con. Tiểu Khác, mau gọi điện thoại nói với tỉnh trưởng từ tin vui này. Trương Khác thì ôm chỉ đồng xuống phòng khách nói. Phải để chị Vãn Tình về nhà một cái là nghe được giọng nói của chỉ đồng. Có lẽ trong số tất cả mọi người, Trương Khác là người cảm thụ rõ nhất cô đơn và nỗi buồn của quá phụ trẻ đó. Tạ Vãn Tình từ nhỏ được giáo dục theo kiểu quý tộc nhà họ Tạ, lúc nào cũng phải tỏ ra đoan trang điềm đạm, tình cảm không thể bộc lộ thái quá. Nhưng càng kìm nén càng đau khổ, đôi mắt lúc nào cũng mang nỗi buồn mang mác u uẩn của cô không giấu được Trương Khác. Chỉ đồng là nguồn an ủi duy nhất của Tạ Vãn Tình lúc này. Nghe Đường Thanh kể, từ khi Trương Khác vạch trần cách phân biệt hai chị em, Tích Vũ Tích Dung liền thay đổi cách nói chuyện, chỉ đồng không thích ứng kịp, nhưng dù sao giọng nói hai tiểu nha đầu có chút khác biệt nhỏ, Trương Khác nghe không ra, Đường Thanh cũng nghe không ra, nhưng chỉ đồng lại nhận ra được, sau vài lần đoán sai, rốt cuộc cũng nhận ra được. Tiếp đó Tích Vũ Tích Dung liền không nói nữa để chỉ đồng đoán, chỉ đồng còn chưa học viết, cũng chưa học cách nói bằng tay, chỉ bằng tay không sao biểu đạt được điều mình muốn thể hiện, cô bé tức quá không ngờ chỉ Tích Dung nói. Bạn là Tích Dung. Chỉ đồng trước đó đã trải qua rất nhiều lần trị liệu tâm lý, chuyên gia tỉnh, chuyên gia Bắc Kinh cũng không biết mời tới bao nhiêu người mà không có hiệu quả, vợ chồng Từ Học Bình sốt hết cả ruột, không ngờ làm chỉ đồng mở miệng lại từ chuyện đơn giản như thế. Chu Thúc Huệ càng thêm yêu thích hai tiểu nha đầu này, chỉ là lúc này mọi tâm tư của bà đều đặt lên chỉ đồng, mong được nghe cháu gái nói thật nhiều, dù chỉ là một từ đơn giản cũng đem lại cho bà niềm vui vô hạn. Chu Thúc Huệ gọi điện cho Lý Giang Nghĩa, được biết chồng đang họp, bà bất chấp, bảo hắn gọi chồng ra nghe điện thoại. Từ Học Bình từ phòng họp đi ra, vừa nhận lấy điện thoại liền nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của chỉ đồng hai mắt liền cay xè, nhưng cuộc họp vẫn đang tiến hành, ông không thể bỏ đi quá lâu. Kích động nghe tiếng nói không lưu loát lắm của cháu gái mà như nghe tiếng nhạc trời, lưu luyến mãi mới cúp điện thoại xuống được. Tạ Vãn Tình từ công ty về biệt thự, vào nhà thấy mọi người đều quỳ ở phòng khách vây quanh chỉ đồng, đang lấy làm lạ thì chỉ đồng quay cái đầu nhỏ đáng yêu sang, do dự một lúc rồi gọi. Mẹ! Giây phút đó vẻ ngoài kiên cường điềm tĩnh thường ngày của cô bị nước mắt đánh tan, chẳng còn sức bước tới dù chỉ một bước, cô dựa vào khung cửa kính từ từ khuỵu xuống, người gục trên bậc thềm. Trương Khác vội bế chỉ đồng tới bên cạnh, Tạ Vãn Tình khóc nấc lên, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, chẳng còn chú ý tới hình tượng nữa, ôm lấy con gái khóc nức nở, tiếng khóc hòa trộn cả vui sướng đau khổ, kìm nén làm người xung quanh nghe mà xót xa. Chỉ đồng thấy mẹ khóc thương tâm như thế, sợ hãi khóc toáng lên. Chu Thúc Huệ khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, bị cảnh này làm bật khóc tiếp. Lương Cách Chân đi tới đỡ hai mẹ con dậy, khóe mắt còn ướt vẫn cười nói. Chuyện vui thế này còn khóc gì nữa? Rất lâu sau tâm tình mọi người mới dần dần bình ổn lại, Trương Khác ôm chỉ đồng trong lòng, Đường Thanh bên cạnh hai mắt đỏ hoe, hai tiểu nha đầu Tích Vũ Tích Dung chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chỉ đồng khóc thật tội nghiệp, cũng ở bên cạnh Trương Khác vừa nắm vạt áo ý vừa nắm bàn tay nhỏ của chỉ đồng, mắt ngây ngô nghi hoặc. Tâm tình kích động, mọi người chẳng còn nghĩ tới cơm nước nữa, quây quần ở phòng khách, nghĩ đủ mọi cách để chỉ đồng nói nhiều hơn, chỉ sợ thời khắc này biến mất. Sáng hôm sau thức dậy chỉ như một giấc mộng đêm hè. Trương Khác kể lại nguyên do chỉ đồng đột nhiên nói chuyện được, Chu Thúc Huệ kéo Tích Vũ Tích Dung vào lòng, nói với vợ chồng Phó Tuấn. May nhờ hai cô bé này, dì muốn chúng sau này cùng chỉ đồng cùng làm cháu gái gì, cũng để chỉ đồng có thêm bạn. Lý Minh Du mặc dù chưa bao giờ hối hận vì theo Phó Tuấn, nhưng sao chẳng lo cho cuộc sống của con mai sau. Cô khéo ứng xử hơn Phó Tuấn, nên nghe Chu Thúc Huệ xong, thuận theo ý bà vui vẻ nói. Tích Vũ Tích Dung có người bà như gì là phúc phận của chúng. Chương 174, chỉ đồng nói rồi hai. Chu Thúc Huệ muốn chia sẻ niềm vui trong lòng với mọi người, quay sang bảo với Trương Chi Hành. Minh Du hiện giờ còn phải làm cả ca đêm, không tiện chiếu cố cho con, tôi xưa nay không hỏi tới những việc này,
hôm nay là lập đầu phá lệ, anh đừng để hai đứa cháu nuôi của tôi không có người chăm sóc, anh mà không nhận lời, tôi đi nhờ thị trường đường. Việc điều động công tác của Lý Minh Dung cần nhớ tới Đường Học Khiêm ra tay, ai biết gây ra động tĩnh lớn thế nào. Có khi còn có lời đồn đoán không hay, đâm ảnh hưởng tới Lý Minh Du. Trương Chi Hành vội gật đầu, nói nhất định giải quyết ngay, liền hỏi Lý Minh Du mong có được công việc gì. Vợ chồng Phó Tuấn Ngại không dám nói, Trương Khắc liền giới thiệu cô tốt nghiệp Học viện Kinh tế tỉnh, vào thời đó được coi là nửa phần tử tri thức rồi. Trương Chi Hành đang lo Lý Minh Du là công nhân phổ thông, không tiện an bài công việc tốt, lúc đó khó ăn nói với Chu Thúc Hệ, nghe con trai nói thế, sảng khoái nói. Được, ngày mai tôi sẽ đi hỏi thăm, chọn mấy công việc để cô lựa chọn, thế nào cũng để cô vừa lòng. Đổi sang một công việc dễ chịu với người thường mà nói là chuyện nằm mơ cả đời cũng không thành sự thực, nhưng trong mắt những người như Chu Thúc Huệ, Trương Chi Hành chẳng qua chỉ là một câu nói. Lý Minh Du luống cuống nhưng không che giấu được niềm vui, nói. Không dám làm phiền thư ký trưởng như thế, tôi chỉ cần được đổi sang làm ca sáng để tối về chăm sóc cho Tích Vũ Tích Dung là được rồi. Trương Khắc cười trấn an cô. Chỉ đổi được sang ca sáng, chẳng phải cha tôi không có năng lực sao? Chị cứ yên tâm đi. Phó Tuấn Ít nói, lòng cảm kích mà không biểu đạt ra được, Lý Minh Du sợ hãi từ chối không dám nhận giúp đỡ của Trương Chi Hành. Cô đừng chối từ nữa, chỉ đồng hôm nay mở miệng nói, làm mọi người vui mừng hết sức, đổi công tác là chuyện nhỏ thôi, chẳng phiền phức gì. Cố Kiến Bình nói vào, hiện giờ Tiểu Khác còn có xe đưa đón, oai phong hơn cả ba nó rồi, nếu không để Tiểu Khác an bài công tác cho cô cũng được. Trương Khắc sao chẳng nghe ra ý tứ trong đó, vội nói. Giờ trời nóng lên rồi, dì cố ra đường không tiện, bác đường đang cải cách xe công, dì phải ủng hộ công tác của bác ấy, dùng xe không tiện. Hiện Cẩm Hồ đang có xe dư, nếu dì cần dùng có báo một tiếng lúc nào cũng được. Cố Kiến Bình trêu. Cháu nói thế chẳng qua vì thương Thanh Thanh thôi chứ gì, dì và mẹ cháu chỉ dạo phố cần dì xe. Mẹ! Đường Thanh xấu hổ đỏ mặt. Nhưng bị mọi người gán ghép với Trương Khác quen rồi, không tới mức chạy trốn nữa, liếc nhìn sang Trương Khác, hờn dỗi nói. Mẹ lại nói lung tung rồi. Đường Học Khiêm đang cắt giảm chi tiêu hành chính, siết chặt vấn đề dùng xe công vào việc tư, sau Tết Đường Thanh cũng phải ngồi xe buýt đi học. Trời lạnh còn đỡ, giờ trời nóng dần, mặc y phục mỏng, trên xe đông người khó tránh khỏi kẻ xấu lợi dụng đụng chạm, Trương Khác sợ Đường Thanh chịu thiệt, rất muốn điều xe đưa đón cô, thấy Cố Kiến Bình nói thế rồi. Y mặt dày chẳng sợ người khác cười, nói thuận theo. Vậy cháu bảo lái xe bên Cẩm Hồ mỗi ngày đưa đón Thanh Thanh đi học, còn gì cố dùng xe tự giải quyết nhé. Cố Kiến Bình thấy con rể hiểu ý như thế rất hài lòng, chỉ mặt y nói. Đấy đấy, mọi người xem, tôi nói mà Tiểu Khác nó chẳng lấy lòng đám phụ nữ trung niên chúng tôi đâu. Mọi người cười rộ lên. Đường Thanh thẹn thùng không biết để đâu cho hết, mặt đỏ hồng rực rỡ, càng muôn phần diễm lệ. Lúc này tâm tư của Tả Vãn Tình từ trên người chỉ đồng thu lại một chút, nhìn Đường Thanh và Trương Khác, bất cứ ai cũng phải thừa nhận đây là một đôi trời sinh, nghĩ tới Hứa Tư, Tả Vãn Tình không khỏi thầm thương cho cô, ngay cả một cơ hội để cạnh tranh cũng chẳng có. Tới rất khuya, đến khi Đường Học Khiêm vội vàng xã giao với bên kia xong tới đây, mọi người mới nhớ ra còn chưa ăn cơm, bụng sôi ủng ục, vội bảo đầu bếp chuẩn bị ăn cơm. Trong lúc ăn cơm thì cuộc họp ở Bắc Kinh cũng kết thúc. Từ Học Bình lại gọi điện thoại tới muốn nghe giọng của cháu gái. Ngày hôm sau ông sẽ về tỉnh thành, chỉ mong được gặp chỉ đồng ngay, nhưng một tỉnh trưởng không thể tùy tiện tới Hải Châu được, liền bảo vợ đưa chỉ đồng về, còn bảo muốn gặp cả Tích Vũ Tích Dung, trong điện thoại, ông đã nhận hai đứa cháu nuôi này rồi. Chu Thúc Huệ bảo Lý Minh Dung cũng xin nghỉ vài ngày, đưa con tới tỉnh thành chơi. Chu Thúc Huệ giữ hai chị em Tích Vũ Tích Dung ở lại biệt thự, Lưu Văn Binh đưa cả nhà Đường Học Khiêm về. Phó Tuấn chở nhà họ Trương về khu tập thể chính phủ, Trương Khác bảo cha mẹ xuống xe trước. Trương Chi Hành ngạc nhiên hỏi. Hôm nay còn làm gì mà không ngủ ở nhà? Con cũng định đưa chỉ đồng lên tỉnh thành, vừa khéo con có chuyện trên đó, mai phải đi sớm rồi, con còn phải đi lấy tài liệu. Lương Cách Chân xem đồng hồ, quá nửa đêm rồi, không muốn con trai giờ này còn lang thang ngoài đường, nói. Ngày mai lấy không được à? Ngày mai vội vội vàng vàng. Nói không chừng quên mất chuyện gì. Trương Khác nói tới đó nhớ ra một việc. Chuyện cạnh tranh giám đốc nhà máy cơ khí có kết quả chưa ba? Bên này đã có kết quả sơ bộ rồi, danh sách chỉ cần Cục Nông nghiệp xác nhận là chính thức công bố. Trương Chi Hành hơi thắc mắc sao Trương Khác lại quan tâm tới chuyện này,
nhưng con lớn rồi có mối quan hệ riêng, ông không muốn hỏi nhiều, vả lại ông rất yên tâm về đứa con này. Sợ CS nghi, Trương Khác không hỏi thi vệ trung có trong danh sách hay không, với chức vụ chủ nhiệm phân xưởng của thi vệ trung vốn chỉ đủ cạnh tranh chức phó giám đốc, song sau khi Chu Kiện và ba phó giám đốc vì bị viện kiểm sát điều tra nên loại bỏ khỏi danh sách cạnh tranh, bên City cổ phần Hải Châu nới lỏng điều kiện hơn, thi vệ trung được cạnh tranh giám đốc. Nghe Hứa Tư kể thì ở nhà máy thi vệ trung có uy vọng khá cao trong công chức phổ thông, chuyện Chu Kiện bị ném xuống sông càng làm uy vọng lên tới đỉnh điểm. Nhìn từ việc tiến cử của công nhân thì tình thế của thi vệ trung rất lạc quan, nhưng phía City cổ phần Hải Châu phải có suy tính toàn diện hơn. Chu Kiện và ba tên phó giám đốc thất trách gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà máy đã được xác thực, lúc này Cục Cơ khí Nông nghiệp sẽ không dám ra mặt phản đối danh sách tầng quản lý do City cổ phần Hải Châu đưa ra, giờ chỉ còn đợi danh sách chính thức công bố. Viện kiểm sát còn chưa có quyết định hành động với đám Chu Kiện thì Cục Cơ khí Nông nghiệp đã tuyên bố khai trừ công chức của chúng, chờ viện kiểm sát xử trí. Thiệu Chí Cương vì việc này còn mời Trương Khác ăn cơm để cảm ơn, nói. Chuyện tiếp theo Khác thiếu gia cứ để tôi. Mặc dù chuyện đám Chu Kiện không chỉ đơn giản là thất chức, nhưng Kim Quốc Hải chẳng qua tới Hải Châu đeo chức danh kiếm kinh nghiệm mà thôi, chưa có năng lực thúc đẩy điều tra sâu hơn, tội thất trách cuối cùng sẽ chỉ bị xử trí nhẹ. Thậm chí Cục Cơ khí Nông nghiệp còn không khai trừ chúng ra khỏi đảng, nên chuyện tiếp theo tất nhiên nên giao cho Thiệu Chí Cương xử lý. Thiệu Chí Cương cũng chủ động đề cập tới việc tiếp xúc với Vạn Dũng, Trương Khác ý thức được trong việc này Vạn Dũng có dụng ý lấy lòng Cẩm Hồ, thầm tính, nếu để Chu Phú Minh biết chuyện này ông ta sẽ nghĩ sao đây? Tất nhiên ông ta sẽ phải lo lắng Vạn Dũng liệu có bị Đường Học Khiêm lôi kéo hay không, lo lắng mọi toan tính sẽ hỏng bét hay không. Chỉ cần có cơ hội làm cho giữa Chu Phú Minh và Vạn Dũng sinh ra một vết nứt thôi Trương Khác cũng sẽ không bỏ qua, đặc biệt quyết tâm tiến vào ngành địa ốc của Thiệu Chí Cương rất kiên định. Trương Khác chẳng có lý do nào không lợi dụng, liền nói. Mới đầu thành lập Cẩm Hồ, tôi đã hứa với tỉnh trưởng Từ và thị trưởng Đường sẽ không tùy tiện bước vào lĩnh vực nhạy cảm để gây nghị luận xấu. Anh muốn tham gia vào thương nghiệp địa ốc, Cẩm Hồ mặc dù không tham dự, cũng không có qua lại về tài vụ, nhưng sẽ cố gắng giúp đỡ hết mức có thể. Chương 175, điện tử ái đạt sắp bay cao. Mặc dù không thể cùng Cẩm Hồ xen vào hạng mục cải tạo Sa Điền làm Thiệu Chí Cương tiếc nuối. Nhưng thái độ của Trương Khác so với việc dứt khoát từ chối trước đó đã tốt hơn nhiều. Trương Khác còn nói, Cẩm Hồ muốn tăng tài sản chuyển thành công ty hữu hạn, người góp vốn sẽ tăng lên trên 5 người, anh có hứng thú tham gia không? Thiệu Chí Cương muốn vào ngành địa ốc, số tiền có thể bỏ ra góp vốn sẽ rất hữu hạn, cổ phần ở Cẩm Hồ sẽ không có bao nhiêu, quan trọng là sẽ đóng dấu Cẩm Hồ lên người hắn, sau này hắn càng thân mật với Vạn Dũng, càng khiến Chu Phú Minh nghi ngờ. Thiệu Chí Cương làm gì có chuyện từ chối đề nghị của Trương Khác. Sau khi Cẩm Hồ thành công ty cổ phần hữu hạn, hắn được thành thành viên ban quản trị cùng Tạ Vãn Tình, đó là điều trước kia có mơ cũng không dám. Từ Học Bình sẽ ngồi máy bay về tỉnh thành, nếu muốn kịp đón ông từ máy bay xuống, phải xuất phát sớm từ Hải Châu. Trương Khác còn phải tới điện tử Ái Đạt, nhưng không thể để vợ Phó Tuấn một mình ở nhà trước, nên đi cùng tới Trần Ích Long luôn. Thị trường đầu đĩa bùng nổ đã có dấu hiệu đầu tiên. Vạn Yến thiếu tài chính sản xuất, lượng cung cấp hàng cho thị trường thiếu hụt, ít hơn cả năm ngoái. Chiếc đầu đĩa do Samsung đưa ra đầu năm vươn lên mạnh mẽ, nửa năm lượng tiêu thụ đã hơn 10 vạn chiếc. Nhiều công ty thấy thế đua nhau bắt tay vào sản xuất đầu đĩa, bọn họ thậm chí dùng 2 tháng đã tự đưa ra được sản phẩm của riêng mình. Với kiến thức tìm hiểu được trong thời gian qua, Diệp Kiến Bân biết chip giải mã đời 1 và chip giải mã đời 2 khác nhau lớn ra sao. Bất kể là sản phẩm của Vạn Yến hay Samsung, cùng mấy chục loại đầu đĩa đang sản xuất kia, đều dùng chip giải mã đời 1. Điện tử Ái Đạt thời gian đầu đầu tư kỹ thuật nhiều như thế, lại tốn 6-7 tháng trời chuẩn bị, lúc này mới chuẩn bị thí điểm sản xuất là vì trực tiếp sử dụng chip giải mã đời 2 làm linh kiện hạch tâm. Trương Khác muốn ngay lập tức bứt lên trong thời gian đầu thị trường bùng nổ. Diệp Kiến Bân ý thức được điều này, nhưng Trương Khác nhùng nhằng không chịu đi sâu thảo luận hợp tác giữa hai bên. Làm lòng hắn như lửa đốt. Hiện giờ thị trường đã có thêm 7-8 loại đầu đĩa, nhiều nơi chủ động tới tận nơi hy vọng Thịnh Hâm thành đại lý tiêu thụ của bọn họ, nhưng Diệp Kiên Bân vẫn không có động tĩnh gì, đợi câu trả lời của Trương Khác. Điều kiện sản xuất thử đã sẵn sàng, nhanh nhất tháng sau sẽ có nhóm sản phẩm đầu tiên ra đời, lúc đó sẽ là thời điểm thao tác thị trường. Trương Khác tới cửa nhà máy mới gọi điện thoại cho Tô Tân Đông. Ngủ rồi hả, tôi vào nhà máy rồi. Muốn để anh ngủ thêm một chút nên giờ mới gọi điện thoại,
tôi tới tỉnh thành trước dự kiến nên đến lấy tài liệu. Đi vào văn phòng thấy Đinh Hòe đang dọn dẹp đệm dưới đất, Trương Khắc nói. Cứ để gió, tôi đi rồi mọi người còn ngủ tiếp. Tô Tân lấy tài liệu trong ngăn kéo, quay đầu hỏi Trương Khắc. Tôi có cần tới tỉnh thành trước không? Không cần, mai tôi đi có việc riêng, khả năng sẽ hội diện với Diệp Kiến Bân. Trương Khắc lấy tài liệu xong rồi về thành phố luôn. Phó Tuấn tới bên cạnh Trương Khắc làm việc chưa lâu, nhận thức của Lý Minh Du với Trương Khắc chỉ qua vài lần tiếp xúc hữu hạn, cô còn tưởng Ái Đạt là nhà máy cấp dưới của Cẩm Hồ. Ngồi trên xe nhìn về phía chân trời, thấy vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, chỉ loáng thoáng có vài ngôi sao ẩn hiện, Trương Khắc lo sáng sớm mai sẽ có mưa. Về tới nhà trọ đã là 1 giờ sáng, Trương Khắc bảo Phó Tuấn về nghỉ ngơi, 6 giờ 32 vợ chồng lại tới đón Trương Khắc, rồi hội họp với nhóm Tạ Vãn Tình, hai chiếc xe lên đường cao tốc chạy tới sân bay quốc tế ngoại thành tỉnh thành vào lúc 11 giờ. Tới đón Từ Học Bình không chỉ có bọn họ mà còn cả người của chính phủ tỉnh, Lục Văn Phu phó thư ký trưởng chính phủ tỉnh ngồi trong xe đợi, Chu Thúc Huệ nhận ra nên tới chào hỏi. 11 giờ 30 ấy bay đáp xuống đúng giờ. Từ Học Bình rảo bước đi tới đoàn người đón tiếp, ôm trầm lấy chỉ đồng. Từ Học Bình làm tỉnh trưởng chưa tròn 2 tháng, thời gian đó Trương Khắc lên tỉnh thành 3 lần đều không gặp ông. Lúc làm bí thư chính pháp ủy ông mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc, lúc này trông ôn hòa hơn, tinh thần phấn chấn, không có chút biểu hiện nào của tuổi già. Từ Học Bình đuổi hết người chính phủ tỉnh tới đón mình về, Lục Văn Phu hiểu tâm tình cậu Từ Học Bình, nói. Tỉnh trưởng mấy tháng qua bận rộn, nên nghỉ ngơi cho tốt. Rồi dẫn đội xe chính phủ rời đi, Lý Giang Nghĩa có việc về chính phủ tỉnh trước rồi. Vợ chồng Phó Tuấn lúc này mới nhìn thấy thực lực chống lưng cho nhà họ Trương, một vị tỉnh trưởng, nhưng không khiến người ta cảm giác thở không ra hơi, đại khái cảnh ông cháu thân thiết giữa Từ Học Bình và chỉ đồng đã làm mờ đi uy nghiêm trên người ông. Trương Khắc cùng Từ Học Bình ngồi cùng xe, Tạ Vãn Tình cùng hai tiểu nha đầu ngồi ở xe Phó Tuấn. Từ Học Bình đặt chỉ đồng lên đùi quan sát Trương Khắc. Từ sau Tết tới giờ rất ít gặp nhau, so với mùa hè năm ngoái gặp nhau y đã trở nên đĩnh đạc trưởng thành hơn, giờ nhìn Trương Khắc đã không còn chút dấu vết trẻ con của thiếu niên rồi. Nghe nói cháu và thằng nhóc họ Tạ vừa gặp nhau đã có chuyện không vui hả? Luận quan hệ thân thích, Tạ Kiếm Nam là cháu bên ngoại của Từ Học Bình. Trương Khắc cúi đầu xuống cười ngượng. Lúc đấy hơi quá khích, giờ cháu vẫn còn hối hận. Từ Học Bình cười ha hả, không có ý trách móc gì, còn tỏ vẻ thích thú. Tuổi trẻ mà, phải có chút máu nóng chứ, nếu như đám giả bác đây thì còn thú vị gì nữa. Nghe bà nội chỉ đồng nói, cháu đập cho chiếc BMW kia tanh bành, tới giờ vẫn để ở bãi đỗ xe của Cẩm Hồ hả? Trương Khắc gãi đầu. Đấy là cháu quên dọn dẹp à? Được rồi, cháu không cần đối phó với bác, nhà họ Tạ thế lớn nghiệp lớn, khó tránh khỏi có hành vi và tâm thái của giai tầng đặc quyền, hạ chút uy phong của họ cũng tốt. Chu Thúc Huệ ngồi ghế trước quay lại nói. Ông nói thì nhẹ nhàng lắm, thằng bé nhà Cẩn Du thiếu niên đắc chí, tuổi trẻ đã kiếm được cả chục triệu đồng, tính khí chắc chắn là hỏng rồi, nói không chừng hận cả Vãn Tình ấy chứ. Từ khi Tạ Chiêm đục khoét City Hải Dụ, Chu Thúc Huệ đã không có thiện cảm với nhà họ Tạ, còn bảo Tạ Vãn Tình bớt qua lại với nhà mẹ để, nên tất nhiên ghét lây cả Tạ Kiếm Nam. Từ Học Bình hôm nay tâm tình rất tốt, cười nói. Tiểu Khác cũng đâu phải vừa, còn sợ thằng nhóc nhà Chu Cẩn Du à. Chúng ta là trưởng bối, cứ công bằng làm trọng tài là được, để bọn nhóc đánh nhau. Ha ha ha, à Tiểu Khác, nghe nói Diệp Tổ Phạm muốn gặp cháu hả? Từ Học Bình tuy nói công bằng, nhưng Trương Khác vẫn nghe ra ông thiên vị mình, nếu người đằng sau Tạ Kiếm Nam công bằng đứng nhìn, thì Trương Khác không sợ tên tiểu tử đó có thủ đoạn gì. Đấy là chuyện tháng tư, Thịnh Hâm tổ chức lễ hội giới thiệu rất thành công, trong đó cháu có giúp chút xíu, Diệp Kiến Bân khen người khác đúng là không biết tiết kiệm ngôn từ. Nên Diệp Lão mới có ý muốn gặp, chỉ là sau khi bọn họ biết cháu mới học cao trung thì không nói tới việc này nữa. Từ Học Bình cười lớn. Diệp Tổ Phạm ít giao tiếp với bên ngoài, đám người như bác đây muốn gặp ông ta còn khó, ông ta lại trịnh trọng muốn gặp một học sinh cao trung, đại khái là không bỏ thể diện xuống được. Chu Thúc Huệ vội đi đón Từ Học Bình quên thông báo cho đầu bếp, về tới Tân Mai Uyển mới phát hiện cơm nước chưa có, Tạ Vãn Tình thông báo cho sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh đưa cơm tới. Chuyện chỉ đồng chịu nói chuyện làm đôi vợ chồng già ý thức được, có quan tâm chăm sóc chu đáo tới mấy cũng không có lợi cho chỉ đồng bằng việc được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, nên suy tính tới để chỉ đồng đi nhà trẻ. Chương 176, kỳ nghỉ hè của mỹ nữ.
Còn về phần nhà trẻ Hải Châu hay nhà trẻ tỉnh thành lại thành một vấn đề, cuối cùng Từ Học Bình thấy Chỉ Đồng và Tích Vũ Tích Dung nô đùa với nhau không biết mệt, liền quyết định. Qua mùa hè để Chỉ Đồng tới bên mẹ nó đi, có Tích Vũ Tích Dung chơi cùng tốt hơn ở với hai ông bà già chúng ta. Thấy vợ không muốn xa cháu, khuyên giải. Bà đấy, không thể đặt hết tâm tư lên người Chỉ Đồng được, phải kiếm niềm vui khác, mà bà rảnh rỗi hơn tôi mà, còn có thời gian tới thăm Chỉ Đồng. Chu Thúc Huệ dù không muốn, nhưng cũng thấy như thế tốt hơn cho Chỉ Đồng nên miễn cưỡng đồng ý. Ăn trưa xong, Từ Học Bình không tới chính phủ tỉnh mà hỏi Trương Khác chuyện City cổ phần Hải Châu, rất tán đồng cách làm chỉ làm không nói của Trương Khác, đã là cải cách thế nào cũng đụng chạm tới những vấn đề mẫn cảm, chỉ cần vấn đề không bị phóng đại lên mức vô hạn, thì Từ Học Bình có thể bảo vệ được. Trương Khác bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu kinh tế vĩ mô, nên đề tài để nói Từ Học Bình cũng nhiều lên. Năm 94 trong nước tiến hành ổn định vĩ mô, khi ấy giới kinh tế học đa phần phản đối, nhiều nhà kinh tế học có tiếng lúc ấy đều cho rằng kinh tế trong nước còn chưa quá nóng, không cần phải ổn định vĩ mô, tranh cãi tới tận năm 97 mới dần lắng xuống. Từ Học Bình muốn Trương Khác sau này vào đại học học kinh tế chính trị, chỉ là khóa trình giai đoạn cơ sở với Trương Khác đã không còn ý nghĩa mấy nữa. Ba cô bé đang nô đùa ở phòng ngoài, buổi chiều trời nóng bức. Trương Khác và Từ Học Bình ở trong phòng mát mẻ ngăn cách tới bên ngoài, nhìn ba cô bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới nhớ ra mùa hè đã tới rồi. Trương Khác vốn tính buổi chiều tới chỗ Diệp Kiến Bân, nhưng Từ Học Bình hiếm khi ở nhà, liền hoãn tới ngày mai, buổi chiều chơi đùa cùng ba cô bé, tối mọi người cùng ở lại Tân Mai Uyển. Hôm sau Tạ Vãn Tình phải về Hải Châu trước xử lý công việc ở Cẩm Hồ, Chu Thúc Huệ và Lý Minh Du đưa ba cô bé đi chơi tỉnh thành, Phó Tuấn đưa Trương Khác đi gặp Diệp Kiến Bân. Tới công ty Thịnh Hâm, Phó Tuấn phát hiện một tầng ở đây thôi cũng rộng hơn cả nhà máy điện tử Ái Đạt, khuôn viên nhà máy Ái Đạt rộng 30 mẫu, nhưng kiến trúc thì chưa tới 1/4. Ngay cả Cẩm Hồ ở Hải Châu được xem là một công ty lớn, nhưng so với Thịnh Hâm trước mắt thì thua kém còn quá xa, Trương Khác lần đầu tiên tới đây. Diệp Kiến Bân biết Trương Khác lần này tới bàn việc hợp tác cụ thể, hắn đợi ngày này đã gần 2 tháng rồi, mới sáng sớm đã tới công ty chờ đợi. Xe Trương Khác vừa tới tòa nhà công ty đã kéo Diệp Tiểu Đồng đi đón. Nhân viên Thịnh Hâm chưa bao giờ thấy Tổng Giám Đốc đích thân xuống lầu đón khách, tin tức lan khắp công ty, mọi người còn tưởng có quan lớn chính phủ tới tham quan, đều đứng ở cửa kính nhìn ra. Chỉ thấy một thanh niên còn trẻ hơn cả Diệp Kiến Bân từ xe đi ra, tất nhiên không phải quan lớn chính phủ gì rồi, nhưng Tổng Giám Đốc lại rất hưng phấn bắt tay người ta, còn khoác vai y cùng đi vào, thế là lại suy đoán là thái tử gia nhà nào. Nên mới làm Tổng Giám Đốc thường ngày nghiêm túc lạnh lùng phải dùng khuôn mặt ôn hòa giả dối. Thiệu Tâm Văn hơi cận, hắn đứng ở lầu 2 nhìn xuống không nhận ra Trương Khác, vì trong ấn tượng của hắn Trương Khác lúc nào cũng có đại mỹ nữ làm bạn bên cạnh. Đang thầm suy đoán xem người kia là ai thì nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Đồng bảo hắn tới văn phòng của Diệp Kiến Bân gặp Trương Khác, Thiệu Tâm Văn reo mừng. Trương Khác đích thân tới, nói vậy là bên điện tử Ái Đạt đã sẵn sàng rồi à? Một nhân viên phòng thị trường đang báo cáo công tác với Thiệu Tâm Văn nghe vậy thốt lên. Là Trương Khác, người lập phương án lễ hội cuồng hoan lần trước à? Vì kinh ngạc, giọng không khỏi hơi lớn, nhân viên phòng thị trường ở gian ngoài cùng đứng dậy, vào văn phòng Thiệu Tâm Văn hỏi. Giám đốc Thiệu, anh mời được Giám đốc Trương tới giảng dạy cho chúng tôi rồi hả? Còn chưa đợi hắn trả lời đã hè nhau. Chúng ta tới phòng bồi huấn chuẩn bị thôi. Thiệu Tâm Văn dở khóc dở cười. Không biết phải nói làm sao với Trương Khác đây, còn cả thân phận của y nữa, thật là. Công ty Thịnh Hâm chiếm cứ trọn 3 tầng của tòa nhà, đi vào văn phòng của Diệp Kiến Bân, không đợi hắn mời, Trương Khác đã ngồi xuống ghế sofa, đưa tay sờ lớp da mềm, quan sát trang trí nội thất xa hoa trong phòng, tặc lưỡi. Giám đốc Diệp đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cậu cũng kém gì đâu. Diệp Kiến Bân cũng đã tới văn phòng của Trương Khác, tiếc là không gian bên đó không lớn bằng. Nếu không cứ nhìn cách bố trí của Trương Khác thì thấy bên mình khó so được. Trương Khác lắc đầu. Chẳng qua là tôi bỏ tiền trang trí cho người khác nhìn thôi. Thiệu Tâm Văn đẩy cửa vào cười nói. Khác thiếu gia lần này tới gây oanh động lớn đấy. Trương Khác mỉm cười, dựa lưng vào ghế, rất thoải mái vắn chân lên, bảo Diệp Kiến Bân. Anh Thiệu muốn dọa tôi chạy đây mà. Đang nói chuyện thì một cô gái bưng trà nước vào, Trương Khác nhìn một cái sáng mắt. Thầm nghĩ Diệp Kiến Bân đúng là biết siêu tập mỹ nữ tới công ty, cô gái này từ trên xuống dưới mông eo ngực đều phát tán sự dụ hoặc khiến nam nhân nhìn thôi đã muốn phạm tội. Trương Khác liếc thấy Thiệu Tâm Văn trước mặt cô gái này ngồi thẳng dậy,
dùng hai tay đón lấy chén trà trong tay cô, mắt nhìn thẳng không hề lợi dụng lúc cô cúi xuống đưa trà cổ áo mà nhìn trộm ngực người ta, nên cũng không dám có chút hành động xuồng xã nào. Cô gái đưa nước ọi người cầm khay đứng đó, mắt hơi nheo lại nhìn Trương Khác giang tay ra. Giám đốc Diệp, sao không giới thiệu chị dâu đi? Nghe y nói thế, cô gái bật cười. Đúng là không giấu nổi cặp mắt của Khác thiếu gia, tôi là Đinh Văn Di. Ngồi xuống bên cạnh Trương Khác xong mới đưa bầy tay thon nhỏ ra bắt tay Trương Khác. Rất hân hạnh được gặp chị. Trương Khác đã nghe chuyện Diệp Kiến Bân bị vợ quản giáo rất nghiêm, cười nói. Giám đốc Diệp mỗi lần nhắc tới chị đều khen không biết chán, tôi nghe mà đau hết tai, hôm nay gặp chị với biết giám đốc Diệp không quá lời chút nào. Đinh Văn Di che miệng cười. Tôi cũng được nghe Kiến Bân nói tới Khác thiếu gia, tôi vốn không tin mấy, nghe Khác thiếu gia khéo lấy lòng phụ nữ thế này, chả trách tôi được lão gia tử phái đến đây mời cậu tới nhà chơi. Diệp Tiểu Đồng nói. Hôm qua biết Khác thiếu gia tới, ông nội phái chị Văn Di tới làm đại biểu mời Khác thiếu gia. Trương Khác còn tưởng sẽ bàn việc với Diệp Kiến Bân ở công ty, không ngờ còn có cơ hội gặp Diệp tổ phạm, vậy là không cần đi giảng bài cho phòng thị trường nữa, Thiệu Tâm Văn lần này không còn gì để nói, đành mong lần sau có cơ hội. Ngồi ở văn phòng Tạ Kiến Bân một lúc, mọi người liền lên đường tới nhà riêng của nhà họ Diệp ở ngoại thành, tỉnh thành là cái lò lửa nổi tiếng, hiện giờ dù mới là 9 giờ sáng. Ra đại sảnh không có điều hòa đã thấy ngột ngạt khó chịu. Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang sóng vai vừa đi vừa nói chuyện thì thấy Giang Đại Nhi xuất hiện ở bậc thềm, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đi cùng còn có cô gái khác ở chung phòng ký túc xá là Lệnh Tiểu Yến. Giang Đại Nhi nhìn thấy Trương Khác kêu lên ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Lần trước hứa dẫn Giang Đại Mỹ nữ đi chơi Hải Châu nhưng vì bận công việc không thoát thân được, làm Trương Khác có chút áy náy và tiếc nói, thực ra tiếc nuối nhiều hơn. Giang Đại Nhi ở trước mắt nụ cười rạng ngời, đội mũ che nắng, do từ ngoài sáng đi vào, mắt chưa thích ứng, hơi nheo lại, cong cong như vầng trăng non. Trương Khác không dự liệu tỉnh thành nóng như vậy, y mặc áo sơ mi dài tay, còn Giang Đại Nhi mặc áo phông ngắn tay có cổ, mặc quần jean, giày thể thao, trang phục như một nữ sinh, trẻ trung tươi tắn khiến trái tim các chàng trai đập rộn ràng, nhưng bầu ngực phập phồng sau lớp áo mềm, cho người ta biết đây không còn là một cô bé nữa. Trương Khác vừa rồi cảm thấy Đinh Văn Di lộng lấy, thấy Giang Đại Nhi mới biết mỹ nhân phải đứng cùng nhau mới phân cao thấp được. Tôi! Trương Khác bất ngờ gặp Giang Đại Nhi, không tìm được cái có nào thích hợp. Tôi tới đây chơi. Nói ra mới thấy lý do này quá ngớ ngẩn, vội chuyển đề tài. Còn chị tới đây làm gì? Hai, mình đứng đây nửa ngày trời rồi mà ai đó chẳng nhìn lấy một cái. Lệnh Tiểu Yến ở bên cạnh trêu ghẹo. Biết sao được. Với người ta thì chị Đại Nhi hấp dẫn hơn mà. Những người còn lại đều không ai biết hai cô gái này có quan hệ gì với Trương Khác, Đinh Văn Di chưa được gặp Hứa Tư, nhìn thấy Giang Đại Nhi, trong lòng bất giác thoáng qua chút ghen tị. Giang Đại Nhi bị mọi người nhìn chằm chằm, Lệnh Tiểu Yến lại trêu ghẹo như thế, má phấn đỏ hồng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Trương Khác, giọng lý nhí. Công ty Thịnh Hâm tuyển sinh viên làm việc mùa hè, chúng tôi tới dự tuyển. Giọng êm ái như tình nhân thỏ thẻ tâm sự, nói Trương Khác không động lòng là nói dối không biết ngượng mồm. Đinh Văn Di quyết không thể để một cô gái đầy sức hấp dẫn như thế vào Thịnh Hâm, dù làm công tạm thời trong hè cũng không được, liếc nhìn chồng đang tỏ ra đứng đắn không hề nhìn Giang Đại Nhi, song mèo ăn vụng lúc nào ai canh nổi, mỉm cười nói. Khác thiếu gia có công ty riêng mà, sao còn để bạn bè tới Thịnh Hâm làm việc. Trương Khác không ngờ bị Đinh Văn Di làm lộ. Nghĩ cái đoán được cô ta sẽ không muốn Giang Đại Nhi vào Thịnh Hâm. Đầu năm Trương Khác tới nhà Giang Đại Nhi, biết trong bốn cô gái chung phòng, nhà Giang Đại Nhi có hoàn cảnh tốt nhất, không tới mức phải ra ngoài làm việc kiếm học phí. Mà công ty lớn như Thịnh Hâm, quá nửa tuyển sinh viên làm việc hè là để phát tờ rơi quảng cáo, việc vất vả, lương thì thấp, trừ rèn được tinh thần chịu khổ chịu khó thì chẳng được ích gì. Nhìn cánh tay thanh mảnh trắng nõn nã của Giang Đại Nhi, mặt trời chói chang thế kia, Trương Khác không đành lòng để mỹ nhân chịu khổ. Lệnh Tiểu Yến chỉ gặp Trương Khác một lần, đoán ra được y không phải con quan to thì cũng là hào phú, có ý tìm hiểu nhưng ngay cả Hứa Duy còn chẳng biết gì, cô đành chịu chết. Nhà Trương Khác cũng có công ty ở tỉnh thành sao? Có tuyển người làm hè không? Lệnh Tiểu Yến trêu già. Tôi thì thôi cũng được, ít nhất cậu cũng phải tuyển chị Đại Nhi vào chứ, như thế không sợ chị Đại Nhi bị người ta lừa mất nữa. Cậu không biết Đại Nhi có sức mê hoặc thế nào đâu, chúng tôi tới hai công ty rồi, giám đốc của người ta còn chủ động đề nghị tăng lương, chỉ là quá nóng vội,
làm chị đại nhi của cậu sợ chạy mất. Trong bốn cô gái cùng phòng, Lệnh Tiểu Yến năm nay 21 tuổi là từng trải nhất năng nổ nhất, cũng được tính là một mỹ nữ so với đại chúng rồi, nếu chỉ xin việc hè, tuyệt đối không thể thất tuyển ở hai nơi. Té ra Lệnh Tiểu Yến đổi công ty vì Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi kén chọn công ty làm việc hè như thế, nói vậy cô ở lại tỉnh thành trong kỳ nghỉ hè, quá nửa là muốn trốn tên Diệp Hồng bám dai như đỉa đói kia rồi. Trương Khắc cười nói, chị Đại Nhi kén chọn như thế, chị e khó mà tìm được nơi làm việc việc hè, có phải chị không muốn về Huệ Sơn? Trương Khắc nghĩ mình kết oán với Tạ Kiếm Nam, lại đập xe của Diệp Hồng cho Tạ Kiếm Nam mượn, chắc Tạ Kiếm Nam về tới Huệ Sơn, hai tên tiểu tử chung lòng thù địch, xúm lại một chỗ chửi mình rồi. Giang Đại Nhi khẽ ừ một tiếng, đưa mắt lên nhìn Trương Khắc, ánh mắt thật khiến con tim người ta sao động. Trương Khắc quay sang bảo Diệp Kiến Bân. Bạn tôi tới đây ứng tuyển, mong giám đốc Diệp chiếu cố. Diệp Kiến Bân vừa định nói thì bị Đinh Văn Di đá ột cái, vội lấy một danh thiếp ra đưa cho Lệnh Tiểu Yến. Cô gái, cô cầm danh thiếp này tới tìm giám đốc phòng nhân sự, bảo anh ta an bài công việc cho. Rồi nháy mắt với Trương Khắc. Còn vị mỹ nhân này thì Khắc thiếu gia tự giải quyết đi, sư tử Hà Đông nhà tôi giữ lắm, tôi muốn giữ lại dưỡng mắt cũng chẳng xong. Á, chưa nói hết bị Đinh Văn Di nhéo hông, luôn miệng xin vợ đại nhân tha thứ. Giang Đại Nhi rõ ràng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, bối rối hết sức, hai bàn tay nắm lấy nhau, mặt càng lúc càng đỏ. Lệnh Tiểu Yến xem danh thiếp, ngàn vạn lần không ngờ người đứng cạnh Trương Khắc chính là tổng giám đốc của Thịnh Hâm. Sinh viên làm thêm mùa hè chỉ được an bài công tác đơn giản, phổ biến nhất là phát tờ rơi, nhưng được tổng giám đốc chiếu cố, tình hình tuyệt đối khác hẳn, với cô mà nói đây là cơ hội cực tốt. Lệnh Tiểu Yến cười trêu Giang Đại Nhi thôi. Công việc hè mình chọn Thịnh Hâm chắc rồi, có Trương Khắc quan tâm, bạn không cần tìm công ty khác nữa. Nói rồi vẫy tay với Trương Khắc. Thế nhé, 9:30 tôi phải tham gia ứng tuyển rồi, Đại Nhi giao cho cậu đấy, tôi đi đấy. Lệnh Tiểu Yến nói xong vứt bỏ Giang Đại Nhi ở đó, đi thẳng vào cầu thang máy. Giang Đại Nhi bị mọi người trêu cho bối rối không biết phải làm sao, dáng vẻ sợ sệt thẹn thùng làm người ta muốn ôm vào lòng vỗ về an ủi, Đinh Văn Di cười nói với Diệp Tiểu Đồng. May mà chị chặn cô ấy ở đây nhé, nếu không chị dám đảm bảo tiểu thiện của em sẽ thay lòng đổi dạ đấy. Diệp Tiểu Đồng chưa kịp cãi thì Đinh Văn Di nói tiếp. Vậy mời tiểu thư đây cùng chúng tôi đi ăn cơm trưa nhé. Bị bọn họ thay nhau trêu ghẹo, Trương Khắc đành mời Giang Đại Nhi đi cùng gặp Diệp Lão, y không tiện giới thiệu cô, như thế không nói tới Hứa Tư và Hứa Duy là không được. Giang Đại Nhi bị Lệnh Tiểu Yến bỏ rơi, mặc dù rất thẹn thùng, tạm thời chỉ đành theo Trương Khắc. Giang Đại Nhi đỏ mặt đi lên xe của Trương Khắc, y giới thiệu cho Phó Tuấn mỉm cười gật đầu chào, lòng nghĩ, sao các cô gái có liên quan tới Khắc thiếu gia, cô nào cô nấy cũng đẹp tới quá thể đáng thế này. Giang Đại Nhi và Trương Khắc không xa lạ gì nữa, đợi Phó Tuấn quay đi chuyên tâm lái xe, cô dần khôi phục tự nhiên, hỏi. Sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi phải không? Sao cậu còn thời gian lên tỉnh thành chơi? Trương Khắc còn chẳng biết mình có thời gian về Hải Châu thi cuối kỳ nữa không? Trương Khắc không trả lời câu hỏi của cô, quay đầu sang ngắm nhìn đôi mắt to đáng yêu của cô, hỏi lại. Đại Nhi, các chị nghỉ hè rồi à? Chưa, vẫn còn một môn nữa chưa thi. Cho nên có thời gian ra ngoài tìm việc, mấy người bọn họ đều là người của Thịnh Hâm à. Cậu có vẻ rất thân với bọn họ. Lúc Diệp Kiến Bân đưa danh thiếp cho Lệnh Tiểu Yến, cô đang xấu hổ nên không nhìn. Người hơi nhiều tuổi một chút là Diệp Kiến Bân, tổng giám đốc cả Thịnh Hâm. Trương Khắc lần lượt giới thiệu từng người cho Giang Đại Nhi. Công ty của nhà tôi có chút nghiệp vụ qua lại với họ nên hai bên quen nhau. Trương Khắc cố ý nhấn mạnh công ty của nhà. Thật à? Đôi mắt đen láy của Giang Đại Nhi nhìn Trương Khắc chăm chú, giọng cầu khẩn. Vậy cậu nói với giám đốc Diệp cho tôi làm việc ở Thịnh Hâm đi, không lương cũng được. Ra là chỉ kiếm cớ ở lại tỉnh thành thôi, tên Diệp đại thiếu gia kia phiền phức vậy sao? Còn gì nữa? Giang Đại Nhi u oán nói. Nhà máy của ba tôi sản xuất hàng cho nhà hắn, nên không dám đắc tội với hắn, mà mẹ tôi thì suốt ngày thúc giục, như chỉ hận không thể băm nhỏ con gái đem ra bán mới vui lòng. Nên tôi phải trốn ở trường không dám về. Trương Khắc tim nhũn ra. Hay là tôi mời Đại Nhi làm việc? Giang Đại Nhi ủ rũ nói. Mẹ tôi rất ghê, sẽ tới chỗ tôi làm việc kiểm tra, tùy tiện lừa gạt không qua được đâu. Tôi nói thật mà, nhà tôi chẳng trông mong gì vào việc học hành của tôi,
nên tôi đang tập quản lý công ty của nhà. Thật chứ? Giang Đại Nhi nghe thấy có thể lừa được mẹ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Công ty nhà cậu ở đâu? Phải để mẹ tôi tới xem, mẹ tôi mới không nói được gì. Hải Dụ tuy chỉ còn cái vỏ rỗng, nhưng dù sao cái vỏ này đủ dọa khối người, Trương Khắc cười nói. Không vấn đề gì, nếu nghỉ hè Đại Nhi ở trường học không tiện, tôi mượn chỗ cho Đại Nhi ở. Mỗi ngày đi sớm về muộn, nên ở nhà từ học bình không tiện, Trương Khắc lên tỉnh thành ở nhà của Tạ Vãn Tình, nơi đó Giang Đại Nhi cũng theo Hứa Duy tới vài lần rồi. Nghe Trương Khắc nói ra địa chỉ, Giang Đại Nhi reo lên. Tuyệt quá, trong ký túc xá ngay cả quạt điện cũng chẳng có, nơi đó mùa hè vừa nóng vừa ngộp, chúng tôi đang chẳng biết làm sao đây. Lâm Băng hè thì về quê, Tiểu Yến và Hứa Duy ở lại trường, hai bạn ấy mà biết tối nay thế nào cũng vội vàng chuyển tới ở. Trương Khắc thầm than, chẳng lẽ Giang Đại Nhi không biết thứ hay phải giấu đi hưởng một mình mới thú sao? Y không muốn kéo cả Hứa Duy và lệnh Tiểu Yến vào, nhưng dù sao cũng không giấu nổi lệnh Tiểu Yến rồi, muốn lừa Giang Đại Nhi tới đó một mình là không thể, đành chấp nhận vậy. Chương 177, Diệp Lão. Xe rời thành phố đi về phía tây chừng nửa tiếng mới tới trạch viện riêng của nhà họ Diệp, địa hình tỉnh thành là giải giao cắt giữa bình nguyên Giang Hoài và đồi núi Giang Nam. Trạch viện nhà họ Diệp tọa lạc dưới ngọn núi nhỏ cao hơn mực nước biển chừng 40-50 mét. Chính sách trong nước không cho phép xây nhà riêng với quy mô lớn, nên các phú hào thập niên 90 dù có trang viên tư cũng phải đăng ký dưới danh sách công ty, lấy danh nghĩa hạng mục khai phát mua đất. Nhìn từ xa đó là một trạch viện thuần kiểu Trung Quốc, ngay cả tường bao dùng gạch xanh ngói cong, nhưng xe tới gần cánh cổng cảm ứng lực tự động mở ra, Trương Khắc cảm khái, nhà ở thực sự thoải mái đúng là không thể thiếu khoa học kỹ thuật cao. Xe dừng lại, thấy một ông già râu tóc bạc trắng, tay chống gậy đứng ở dưới mái hiên nhà chính, đôi mắt rất sáng có thần, đó là Diệp Tổ Phạm, nhân vật linh hồn trống đằng sau nhà họ Diệp. Trương Khắc và nhóm Diệp Kiến Bân vội xuống xe. Cậu là anh bạn nhỏ mà Kiến Bân, Tiểu Đồng khen suốt ngày đỏ hả? Diệp Tổ Phạm chỉ tay vào Trương Khắc hỏi, giọng khỏe vang khác thường. Cháu chào Diệp Lão ạ. Trước mặt cụ già như vậy, Trương Khắc chỉ có phận làm ra vẻ ngoan ngoãn. Cháu là Trương Khắc, cháu muốn tới bái phỏng Diệp Lão từ lâu. Y có dự cảm với chuyến đi này nên chuẩn bị sẵn quà trong xe, nhận lấy từ tay Phó Tuấn đưa cho Diệp Tổ Phạm. Chúc Diệp Lão sống lâu mạnh khỏe. À, anh bạn nhỏ tới chơi còn mang quà cho ông già này nữa. Diệp Tổ Phạm không đưa đẩy, nhận lấy quà giao cho cảnh vệ đằng sau. Bên ngoài nóng lắm, mau vào nhà đi. Nhà chính mở toang cửa cả trước lẫn sau, không hề có điều hòa, quạt máy. Nhưng gió mát lùa qua cửa thấm vào người, hết sức thoải mái, mồ hôi trên người thoáng cái đã khô hết. Diệp Tổ Phạm là đại lão của Trung Tổ Bộ, 2 năm trước mới về hưu hẳn từ chức phó chủ tịch chính hiệp, tuy nói đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, dù sao mấy năm qua nhà họ Diệp con cháu tham gia chính trường, kinh doanh đều có thành tích không tệ, hình thành mạng lưới quan hệ phức tạp. Diệp Kiến Bân đang có ý chỉnh hợp nguồn lực của nhà họ Diệp ở trong giới thương nghiệp. Diệp Tổ Phạm nhìn ra quốc gia đang có thay đổi kinh thiên động địa, trước thập niên 90, sức mạnh hành chính là vô địch, nhưng sau thập niên 90 lực lượng tư bản bắt đầu âm thầm quật khởi, đôi khi sức mạnh tư bản có thể dễ dàng khiến quốc gia phải cúi cái đầu cao quý xuống. Bởi thế Diệp Tổ Phạm mới ủng hộ Diệp Kiến Bân sáng lập Thịnh Hâm, từng bước đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp từng bước gom vào một tập đoàn. Sau bữa cơm trưa, mọi người trèo lên khu rừng ngọn núi đằng sau tản bộ. Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bồi tiếp Diệp Tổ Phạm thảo luận một số vấn đề kinh tế. Trương Khắc thấy Diệp Kiến Bân giống quan viên cao cấp tự ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia lui về hơn chứ không phải là bậc lão thành cách mạng cả đời làm quan hệ tổ chức. Diệp Kiến Bân có người có kinh nghiệm, có thủ đoạn, có tầm nhìn như thế đứng sau ủng hộ, đúng là may mắn lớn của hắn. Trương Khắc trước đó còn đau đầu không biết đàm luận đề tài gì thích hợp với ông cụ này, giờ thì thoải mái rồi. Sau núi có một hồ nước nhỏ, mọc đầy cây ấu dại, mặt hồ nổi bập bềnh lá ấu xanh, bên hồ có một con thuyền nhỏ neo đậu, Trương Khắc mà sớm biết có chỗ hay thế này đã đưa chị Đồng và hai chị em Tích Vũ Tích Dung tới chơi rồi. Giang Đại Nhi và Đinh Văn Di, Diệp Tiểu Đồng ngồi ở bãi đá bên hồ, cởi giày cho bàn chân trắng mịn xuống nước, khẽ lúc lắc, nhìn thấy có con cá nhỏ tới mổ chân, cô bị ngứa bật cười. Hàng cây bên hồ có mấy tảng đá thiên nhiên xếp thành bàn ghế. Diệp Tổ Phạm ngồi xuống, nói với Trương Khắc. Nghe Kiến Bân nói anh bạn nhỏ có công ty sản xuất đầu đĩa. Trương Khắc không ngờ đề tài này lại do Diệp Tổ Phạm khơi lên trước tiên,
y và Diệp Kiến Bân ngồi bên ông cụ, Thiệu Tâm Văn nói chuyện với Phó Tuấn, tuy hắn và Diệp Tiểu Đồng quan hệ thân mật, nhưng xem ra chưa vào được giai tầng hạch tâm của nhà họ Diệp. Trương Khắc tuy bất ngờ song vẫn bình tĩnh đáp. Nhà máy chuẩn bị sản xuất rồi ạ, trước đó cháu có hẹn với City quảng cáo Phi Hồng thảo luận chuyện quảng cáo, lần này sẽ ở tỉnh thành vài ngày. Diệp Kiến Bân cười. Khắc thiếu gia đích thân giám sát, quảng cáo nhất định vô cùng đặc sắc. Trương Khắc lắc đầu. Giai đoạn đầu vào thị trường, mục đích quảng cáo chỉ là thông báo cho thị trường biết, quảng cáo hữu hiệu chưa chắc đã đặc sắc, huồng hồ hiện giờ Ái Đạt cũng không có nhiều tiền làm quảng cáo. Trương Khắc không ngại nói tới hiện trạng khó khăn tài chính của mình. Cho nên Ái Đạt muốn được nhà phân phối giúp đỡ tài chính. Toàn quốc có hơn 100 thành phố vừa và lớn, lượng công tác tiền kỳ của Ái Đạt không phải đơn giản. Trương Khắc gật đầu. Đúng là không đơn giản, hơn nữa tôi chỉ cho Ái Đạt 3 tháng. Nếu không hợp tác với Thịnh Hâm, điện tử Ái Đạt chỉ có thể rút người từ Cẩm Hồ, chắc chắn tăng thêm nhiều áp lực cho Cẩm Hồ. Diệp Tổ Phạm chỉ phụ trách khơi lên chủ đề, ông ngồi đó khép mắt nhường lại đất diễn cho hai người trẻ tuổi. Diệp Kiến Bân kinh ngạc thốt lên. 3 tháng, hơn 100 thành phố, dù chia binh ba ngả cũng phải 3 ngày công chiếm một thành thị. Chúng tôi mài kiếm nửa năm, là chỉ mong kiếm thần rời vỏ oai trấn tứ phương, 3 tháng miễn cưỡng đủ rồi. Chủ yếu là tìm nhà phân phối lớn ở lĩnh vực sản phẩm điện tử như Thịnh Hâm hợp tác. Thịnh Hâm tất nhiên sẽ dốc sức ủng hộ Ái Đạt, nhưng các nhà phân phối khác chỉ e không dễ dàng móc hầu bao đâu. Ý tứ Diệp Kiến Bân là Ái Đạt gần như không có tiếng tăm gì trong ngành, nhà phân phối thực lực càng mạnh càng thích chiếm dụng tiền của bên cung cấp hàng, muốn đám đại tài chủ bọn họ móc túi ra trả tiền hàng trước là không thể. Trương Khắc biết y hắn. Rất khó. Có điều chất lượng mạng lưới tiêu thụ trực tiếp quyết định khai phát thị trường, mà con đường Ái Đạt gom tài chính rất có hạn. Ái Đạt gần như chẳng có tài sản gì đem thế chấp, Tống Bồi Minh vay hộ 500 vạn là cực hạn rồi, dù dùng tạm tiền của Cẩm Hồ cũng chỉ như muối bỏ bể. Thấy Trương Khắc thẳng thắn nói ra vấn đề Ái Đạt gặp phải, Diệp Kiến Bân hỏi luôn. Nếu đủ tài chính, Ái Đạt làm sao mau chóng mở rộng sản xuất? Quan trọng là ở tích lũy kỹ thuật tiền kỳ. Mấy cái xưởng 2 tháng sản xuất ra sản phẩm thì chu kỳ được bao lâu? Huống chi thị trường cũng không phải là có thể lập tức khai phát được, hiện giờ trong khuôn viên nhà máy còn đất trống, chỉ cần có tài chính, có thể mở rộng mỗi tháng sản xuất 4,000-5,000 sản phẩm. Hiện Ái Đạt có thể sản xuất bao nhiêu? Chừng 2,000 đầu đĩa mỗi tháng, bị tài chính giới hạn, tháng này nếu sản xuất thí điểm thuận lợi, tháng sau có thể đưa ra 1,000 cái. Diệp Kiếm Bân biểu lộ hứng thú lớn với thị trường đầu đĩa. Nên Trương Khắc không che giấu gì. Hiện giờ Ái Đạt chỉ có thể kiên trì yêu cầu nhà phân phối trả tiền hàng trước, dù mỗi nhà trả 3,000 vạn, chỉ cần thao tác tốt, có đủ tài chính sản xuất một tháng. Đương nhiên một phần còn dùng để mở rộng thị trường. Cậu tính toán tỉ mỉ như thế, thực sự được nhờ không ít từ Tô Tân Đông. Trương Khắc cười. Chuyện sản xuất đúng là may mà có Tô Tân Đông. Tô Tân Đông luôn có kế hoạch chính xác chi ly. Nhờ cào đó Trương Khắc mới có tính toán tỉ mỉ hành động trên thị trường. Trương Khắc có được trợ thủ đắc lực như thế làm Diệp Kiến Bân rất hâm mộ, nhưng giờ không phải là lúc hâm mộ người khác. Lần này mới Khắc thiếu gia tới đây chủ yếu là muốn thảo luận, Thịnh Hâm và Ái Đạt có những cơ hội hợp tác nào. Hợp tác với Thịnh Hâm có cái lợi rõ ràng, mọi người hiểu rõ nhau, khỏi phải lãng phí nước bọt, trước kia Thịnh Hâm đã đề xuất trả trước 1,000 vạn rồi, hiện giờ sẽ chỉ tăng thêm, Ái Đạt có thể lập tức có tiền để sản xuất. Với lại ở Hoa Đông chỉ cần treo biển Thịnh Hâm, việc phát triển nhà phân phối cấp 2 sẽ rất dễ dàng. Chương 178, Mỹ Nhân Ngư. Bất lợi là sau này toàn bộ thị trường Hoa Đông sẽ bị Thịnh Hâm khống chế, mất đi một khoản lợi nhuận lớn, nhưng Trương Khắc không đem lo lắng này nói ra, y còn có tính toán khác, nói. Điều kiện tiền vào thị trường đầu đĩa thấp, Ái Đạt từ không tới có cũng chỉ mất 6 tháng đã coi là chuẩn bị đầy đủ rồi, hiện giờ thị trường rất hấp dẫn, nhưng sẽ mau chóng bão hòa. Tôi tính thời điểm đỏ là khoảng đầu năm 98, lúc đó thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất giữa các nhà sản xuất là giảm giá giành thị trường. Những doanh nghiệp không có tích lũy kỹ thuật, không có sức cạnh tranh sẽ bị đá khỏi thị trường. Những nhà máy chế tạo sinh tồn được cũng chỉ có không gian lợi nhuận cực thấp, đến lúc đó lợi nhuận không đủ chia cho hệ thống tiêu thụ cấp 3. Thịnh Hâm sẽ có lựa chọn thế nào? Diệp Kiến Bân không biết Trương Khắc phán đoán như thế dựa trên cơ sở nào, nhưng trong lòng không hề hoài nghi. Sự bùng nổ của Ericsson 398 là minh chứng tốt nhất, trước đó không một ai có niềm tin mãnh liệt như y, Trương Khắc càng tự tin, Diệp Kiến Bân càng hưng phấn. Nói như thế, thời Hoàng Kim thị trường có 2 năm,
tôi tin phán đoán khác thiếu gia, nếu cậu lo lắng hệ thống tiêu thụ cấp 3 sau năm 98 trở nên dư thừa, vậy sau năm 98 Thịnh Hâm sẽ giao mạng lưới tiêu thụ cho Ái Đạt. Không chỉ mỗi đầu đĩa, mà điện thoại di động, đồ điện gia dụng sẽ đều phải đối diện với cục diện sản xuất tăng mạnh, không gian lợi nhuận không ngừng thu hẹp, giám đốc Diệp đã nghĩ tới ứng phó thế nào chưa? Diệp Tổ Phạm khẽ ho một tiếng, tới lúc này ông ta mới xen vào câu đầu tiên. Anh bạn nhỏ nói không gian sinh tồn kênh marketing sẽ càng hẹp sao? Vâng ạ, nhìn từ mô hình phát triển của các quốc gia phát triển thì trong nước cũng có xu thế này thay đổi rất nhanh, khả năng chỉ trong 3-4 năm thôi. Giống như Ái Đạt, ban đầu mở rộng thị trường, phải dựa nhiều vào các kênh marketing này, nhưng đợi tới khi Ái Đạt phát triển lên, phải suy nghĩ thoát khỏi nó để trực tiếp khống chế thị trường. Có thể dự kiến các sản phẩm điện gia dụng sẽ có một bộ phận phân ngạch lớn tập trung ở siêu thị trung tâm thương mại cỡ lớn, cùng với thương nghiệp tư bản phát triển cùng thôn tính, tiếng nói của các siêu thị lớn trong lĩnh lưu thông thị trường ngày càng lớn, hoàn toàn có thể tách khỏi các kênh marketing đối thoại trực tiếp với nhà sản xuất. Trương Khắc tự tin trình bày. Diệp Tổ Phạm và Diệp Kiến Bân chìm vào trầm tư, điều này không còn chỉ là vấn đề hợp tác với Ái Đạt nữa, mà đã đụng chạm tới hạch tâm đường phát triển của Thịnh Hâm sau này. Diệp Kiến Bân lẩm bẩm, tức là cùng lúc Thịnh Hâm phát triển mạng lưới tiêu thụ, phải suy tính tới vấn đề truyền hình. Nhưng trong nước dù sao cũng khác biệt lớn so với quốc gia phát triển, trước đó chúng tôi tính phải 10 năm xu thế mới có biến hóa lớn. Lần trước tôi tới Bắc Kinh nhìn thấy một cửa hàng bán lẻ đồ điện, đó là công ty đồ điện quốc Mỹ, bọn họ từ năm 90 đưa ra mô hình mua bán mới, những cửa hàng bán lẻ dưới quyền bọn họ thoát khỏi nhà phân phối trung gian, trực tiếp ký hợp đồng với nhà sản xuất. Thoát khỏi mô hình kinh doanh truyền thống, không biết giám đốc Diệp có chú ý tới công ty quy mô chưa nổi bật này lắm không? Diệp Kiến Bân nghĩ một lúc mới nói. Chuyện của điện khí quốc Mỹ thì tôi cũng biết một chút, chỉ là Thịnh Hâm đột nhiên chen vào thị trường điện gia dụng truyền thống, khó tìm được đường. Ở chỗ khác tôi không biết chứ xí nghiệp Hải Châu thì thị trường điện gia dụng đang chuyển biến từ kinh tế thiếu hụt sang kinh tế dư thừa, City điện gia dụng giao ra thuộc xí nghiệp quốc hữu Hải Châu. Bọn họ không thích ứng được với loại biến hóa này, năm ngoái đã thua lỗ, nửa đầu năm nay đoán chừng sẽ lại tiếp tục thua lỗ. Diệp Kiến Bân mắt tỏa sáng, tiếp nhận công ty điện gia dụng Hải Châu chắc chắn là con đường tắt tiến vào lĩnh vực điện gia dụng truyền thống, chỉ cần tiêu hóa được kênh tiêu thụ của Giao Gia, có thể mau chóng phục chế ở thành phố khác. Một lời của Trương Khắc gợi mở cho Thịnh Hâm con đường phát triển mới, đó mới là con đường dài Thịnh Hâm có thể kiên định đi trên đó 10 thậm chí 20 năm. Diệp Tổ Phạm không ngờ người đứng ngoài lại nhìn ra phương hướng phát triển Thịnh Hâm nên chọn hơn bọn họ, chưa nói tới cơ hội hợp tác tốt đẹp với Ái Đạt, một người trẻ tuổi như y là bạn thương nghiệp nhà họ Diệp cần giao hảo, chỉ tiếc y đã có cơ nghiệp riêng không thể chiêu lãm dưới lá cờ họ Diệp. Diệp Kiến Bân thắc mắc, Khác thiếu gia đã có con đường tốt như thế, vì sao không tự làm? Trương Khác lắc đầu cười, nhân lực có hạn, giờ nhìn khắp cả nước đâu đâu cũng chứa vàng. Chẳng lẽ tôi có thể đào hết mang về nhà mình sao? Muốn được người khác tôn trọng, phải có thực lực mạnh mới được, hiện giờ Việt Tú chỉ là con phượng hoàng còn ấp trong vỏ mà thôi, nhưng rồi có ngày nó cất một tiếng kêu kinh động trời đất. Trương Khắc cất giấu suy nghĩ kín trong lòng, mặt tươi cười, không để lộ ra chút nào. Tạm chưa nói tính toán sau này, hiện giờ chỉ rõ con đường cho Thịnh Hâm rồi, trong quá trình hợp tác tiếp theo, Diệp Kiến Bân còn chơ chẽn tính toán chi ly với y được sao? Nhà họ Diệp cũng đã suy tính tới vấn đề chuyển hình kinh doanh sau này, nhưng bọn họ vốn cho rằng thị trường chuyển biến không gấp như Trương Khắc nói, song thực tế đã cho thấy đó là điều đang diễn ra rồi. Diệp Kiến Bân và Diệp Lão chuyển hướng suy tính sang quy hoạch đường lối phát triển sau này của Thịnh Hâm. Trương Khắc thấy hai người bọn họ dáng vẻ tâm sự trùng trùng, biết trong thời gian ngắn bọn họ khó có tâm tư thảo luận chi tiết việc hợp tác với Ái Đạt, liền đứng dậy đi tới bên hồ. Nhìn mặt nước trong xanh, hưởng thụ cơn gió mát mơn man phủ khắp người. Diệp Kiến Bân gọi Thiệu Tâm Văn, Diệp Tiểu Đồng và Đinh Văn Di tới. Thấy bên cạnh Giang Đại Nhi không còn Kỳ Đà cản mũi, Trương Khắc thoải mái đi tới, ngồi trên bờ đê đá, học theo cô, cởi giày cho chân vào nước hồ mát lạnh. Phó Tuấn thức thời không gọi Trương Khắc, vừa rồi hắn và Thiệu Tâm Văn ngồi câu cá, đó là điểm yếu của Trương Khắc, chẳng cần bêu xấu y trước mặt Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi quay đầu lại nhìn người nhà họ Diệp ngồi dưới tán cây, hỏi. Vừa rồi mọi người thảo luận gì mà hào hứng thế? Tôi chẳng phải đã nói đang học quản lý công ty sao? Tôi vừa học tập bọn họ. Trương Khắc thấy Diệp Kiến Bân đang gọi điện thoại, không hiểu hắn đang nói chuyện với ai.
Giang Đại Nhi chẳng có cớ gì không tin lời Trương Khác, và lại sự thành thục chững chạc cùng chu đáo của Trương Khác đều làm Giang Đại Nhi cảm thấy hết sức ấm áp, quan trọng nhất là Trương Khác ít tuổi hơn làm cô có chút ưu thế tâm lý với y. Từ nhỏ tới lớn cô đều được bạn bè chiếu cố như em út, chiếu cố tới mức làm cô phát ngán rồi, nên càng thấy thoải mái thân thiết với Trương Khác. Thấy Trương Khác cũng học mình cho chân xuống hồ, Giang Đại Nhi thích thú nói. Để xem cậu có dụ được cá tới không? Trương Khác da rất trắng, nhưng sao so được bàn chân ngọc thon thon của Giang Đại Nhi, y híp mắt lại nói. Đám cá ở đây đều háo sắc, tôi đọ sao được với Đại Nhi. Nói lăng nhăng. Không có người khác bên cạnh, Giang Đại Nhi dũng cảm nhận lời trêu ghẹo của Trương Khác, mặt hồng lên khẽ mắng y. Giang Đại Nhi khẽ lắc chân, nói ra cũng lạ đám cá nhỏ vảy bạc bơi xung quanh đợi chân cô cử động là bâu lấy rỉa chân cô. Trương Khác nhìn thấy cảnh đó, nhớ tới một bài báo, kể cho Giang Đại Nhi nghe. Ở Nhật Bản có một loại cá suối nước nóng, thích rỉa ra người, người Nhật Bản ngâm mình trong suối nước nóng, thả loại cá này vào, để chúng ăn da chết trên người, hiệu quả làm đẹp rất tốt, Đại Nhi có thể xuống hồ thử xem, nói không chừng cá trong hồ sẽ làm Đại Nhi càng xinh đẹp hơn nữa. Lại nói lăng nhăng rồi. Giang Đại Nhi lườm y một cái. Thế chẳng phải cần cởi hết y phục. Nói tới đó nhận ra quá ám muội vội ngưng bặt, thấy Trương Khác ngây ngốc nhìn mình, má cô nóng ran, đẩy y một cái. Cậu đang nghĩ bậy gì đấy? Trương Khác đương nhiên đang tưởng tượng ra cảnh Giang Đại Nhi cởi hết y phục tắm mình trong nước hồ, đàn có nhỏ vây quay rỉa người cô, thiếu chút nữa chảy cả nước gãi ra ngoài. Lại chợt nhớ lần Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân ở ký túc xá, bầu vú của cô không quá to nhưng hình dáng yêu mỹ, vừa căng vừa tròn, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ. Điểm suýt hai nụ anh đào đang trực nở, nhớ chiếc chân dài miên man mịn màng như ngọc, chiếc quần lót in hình chuột Mickey, mái tóc đen nhánh xõa tán loạn trên cổ thiên nga mịn màng và bờ vai trơn chuột, cặp môi mỏng ướt mê đắm. Chỉ tưởng tương thôi đã máu Trương Khác chảy dần giật có nguy cơ tuôn ra mũi rồi, bị Giang Đại Nhi đẩy khẽ một cái, thiếu chút nữa rơi tõm xuống hồ. Đáng lý có được chân tình của cô gái tuyệt sắc như Hứa Tư, bất kể là ai cũng phải thấy thỏa mãn rồi, chưa kể Đường Thanh một lòng trao gửi trái tim. Trương Khác còn chưa thấy thỏa mãn đúng là cầm thú, nhưng y không thể phủ nhận vừa rồi Giang Đại Nhi làm dục vọng dâng trào, có lẽ kiếp trước tình cảm bị tổn thương quá sâu, sau đó lại buông thả tình dục, cho nên hiện giờ y không có mấy sức kháng cự với mỹ nữ. Nhớ tới chuyện thương tâm có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Trương Khác bỗng nhiên có chút buồn bã, chẳng biết mình có nên theo quỹ tích nhân sinh kiếp trước, vào Đại học Đông Hải, gặp cô gái làm trái tim y tan nát kiếp trước hay không. Lại đang nghĩ gì đấy? Giang Đại Nhi thấy chớp mắt biểu cảm Trương Khác biến đổi từ dáng vẻ háo sắc sang yêu thương vô tận, ánh mắt nhìn xa xăm tựa chứa tang thương, làm tim cô nhói đau một cách vô cớ. Thầm nghĩ, rốt cuộc cậu là người như thế nào đây, trong mắt mọi người cậu như đứa con cưng được trời yêu ái, sao lại có ánh mắt yêu thương như thế? Ánh mắt hao háo của đám con trai nhìn cô luôn làm Giang Đại Nhi thấy căm ghét, nhưng thi thoảng Trương Khác để lộ ra vẻ tham lam lại khiến cô ngượng ngùng, có lẽ Giang Đại Nhi luôn coi Trương Khác nhỏ hơn mình. Ánh mắt thẳng thắn không hề có tâm cơ của thiếu niên chẳng bao giờ làm người ta ghét. Chương 179, bệnh tình của Hứa Duy. Vì còn phải đưa Giang Đại Nhi về ký túc xá, nên ăn tối xong nghỉ ngơi một chút đám Trương Khác lái xe về thành phố, Diệp Tổ Phạm nhận quà gặp mặt của y, cũng tặng lại nhiều thứ đồ quý giá nhà họ Diệp, hẹn hôm sau nói tỉ mỉ chuyện cụ thể. Cùng sâu cá của Phó Tuấn, nhóm Trương Khác đúng là chở khẳng về nhà, trước tiên đưa Giang Đại Nhi tới ký túc xá nữ. Lúc này chưa tới 10 giờ. Trương Khác vốn định len lén bỏ Giang Đại Nhi lại rồi chuồn, y hơi sợ gặp Hứa Duy. Không ngờ lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng đợi ở cổng ký túc xá, tóm gọn hai người. 10 giờ rồi đấy, còn tưởng bạn kém tới mức bị Trương Khác lừa đi qua đêm cơ. Lệnh Tiểu Yến vừa lên tiếng đã trêu chọc, mắt nhìn Giang Đại Nhi từ trên xuống, làm cô gái hay thẹn hoảng loạn. Hôm nay ra ngoài không bị thua thiệt gì chứ? Nói lung tung gì đấy? Giang Đại Nhi lấy tay che mặt. Bạn quẳng mình lại, mình chỉ đành theo họ tới nông thôn, chuyện việc làm của bạn sao rồi? Nhắc tới công việc lệnh Tiểu Yến quay sang nhìn Trương Khác. Rốt cuộc cậu có quan hệ thế nào với Tổng Giám Đốc của Thịnh Hâm? Tôi tới phòng nhân sự ứng tuyển lấy danh thiếp của Tổng Giám Đốc Diệp ra, người ta hỏi tôi có quan hệ gì, tôi nói được cậu giới thiệu, phòng nhân sự lập tức an bài tôi làm trợ lý kế hoạch phòng thị trường, đây không phải việc người làm công mùa hè có thể nhận được. Sao bọn họ nể mặt cậu như thế? Thế không tốt sao? Nếu chị không thích vậy tôi gọi điện để bảo họ cho chị ra đường phát tờ rơi nhé. Trương Khác nói lảng đi.
À, chị Hứa Duy đâu rồi? Cô ấy làm việc theo giờ ở một KFC, cũng sắp về đấy thôi. Lệnh Tiểu Yến đâu phải Giang Tiểu Nhi để Trương Khác dễ đánh trống lảng. Không phải là không tốt, nhưng tôi làm không tốt không sao chứ. Nếu làm sai chuyện gì cậu có gánh cho tôi không? Thấy Lệnh Tiểu Yến còn chưa chính thức làm việc đã dự phòng trước, Trương Khác cười. Một công ty quản lý chu đáo sẽ không để người mới có cơ hội phạm sai lầm, thời gian đầu sẽ có người chỉ dẫn cho chị. Mà chị làm sai ở Thịnh Hâm liên quan gì tới tôi? Từ gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Duy dắt xe đạp đi tới, ở đó có đoạn đường lên dốc, Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với cô, Hứa Duy mặt nhợt nhạt, mỏi mệt nói. Bắt cóc Đại Nhi đi đâu cả ngày thế, không biết tới đẩy xe giúp tôi à? Sau Tết Chu Thúc Huệ từ chức ở nhà chăm sóc chỉ đồng, Hứa Duy phải tìm việc khác để kiếm tiền học phí, chỉ thi thoảng tới Tân Mai Uyển thăm chỉ đồng, cô cũng không cho Chu Thúc Huệ giúp mình tìm việc tạm thời. Mặc món nợ của nhà họ, Trương Khác chỉ nhấc tay một cái là giải quyết hết được, nhưng người nhà họ Hứa tính cách kiên cường, nếu không có cớ thích hợp, chỉ làm hỏng việc. Trương Khác vội đẩy cửa xuống xe, chạy tới ân cần muốn đỡ lấy xe đạp trong tay Hứa Duy, bị cô lườm một cái, không đưa xe cho y dắt. Thôi khỏi, sao đột nhiên lại chạy tới đây chơi, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu thi không tốt liên lụy chị tôi bị mắng. Bịt miệng Trần Phi Dung lại chẳng phải là xong hết sao? Chẳng biết có phải do ánh đèn huỳnh quang hay không, Trương Khác thấy sắc mặt Hứa Duy trắng bệch, trán đầy mồ hôi, lòng không khỏi khâm phục cô gái mạnh mẽ này, nói. Em lên tỉnh thành có chuyện, còn muốn nói với chị một tin tốt. Trương Khác biết Hứa Duy chăm sóc chỉ đồng mấy tháng, rất có cảm tình với cô bé, sụ mặt ra nói. Chỉ đồng bắt đầu chán em rồi, sáng nay em đánh thức nó dậy, bị nó nói đáng ghét. Cái gì, chỉ đồng nói rồi à? Hứa Duy kêu lên. Quay ngoắt đầu sang phía Trương Khác, đột nhiên thấy váng vất, vội nắm chặt lấy ghi đông, nhưng không đỡ nổi cơ thể. Trương Khác thấy Hứa Duy đột nhiên quỵ ngã thì giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy người cô, hoảng sợ nhìn Hứa Duy, thấy trên mặt cô cắt không ra máu, trên trán rịn ra từng hạt mồ hôi lớn, mắt khép hờ, hơi thở hơi gấp. Hứa Duy bị bệnh tim, mặc dù đã phẫu thuật, nhưng không biết khi nào tái phát, Trương Khác cuống lên, bế xốc Hứa Duy lên, mới phát hiện ra người cô nhẹ bóng. Đám Lệnh Tiểu Yến thấy Hứa Duy đột nhiên té xỉu, chạy ùa tới, hỏi rối lên. Làm sao vậy, làm say vậy? Trương Khác không đáp, chạy tới bên xe, Phó Tuấn mở cửa sau cho Trương Khác bế Hứa Duy lên, Trương Khác nói vội. Quay xe lại, tới bệnh viện. Hứa Duy nằm trong lòng một lúc hơi thở đều đặn trở lại, dãy dụa muốn xuống. Hôm nay trời hơi nóng, nghỉ một lúc là khỏe thôi, không cần tới bệnh viện. Trương Khác không chịu. Đặt tấm thân mảnh khảnh của cô vào ghế sau, gọi Giang Đại Nhi. Chị ngồi đằng sau giúp tôi đỡ chị Hứa Duy. Hứa Duy hơi cuống, dứt khoát muốn ngồi dậy. Chỉ thiếu máu một chút thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, đưa tôi tới phòng y tế của trường là được. Trường khác biết Hứa Duy lo lắng điều gì, nếu không qua thủ tục của phòng y tế trường, tình huống khẩn cấp còn được, nếu là bệnh bình thường sẽ không được trả phí chữa bệnh. Trường khác mặc kệ, đẩy Giang Đại Nhi lên xe, bảo Phó Tuấn. Khóa cửa xe lại. Trương Khác đi vòng qua ghế phụ, mới nhớ ra còn Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng. Lệnh Tiểu Yến nói trước. Cậu tới bệnh viện nào? Chúng tôi đi tới. Bệnh viện Đại học Y. Trương Khác nói bệnh viện gần nhất rồi chui vào xe, nhìn Hứa Duy yếu ớt dựa vào vai Giang Đại Nhi chừng mắt nhìn mình, Y cũng chừng mắt nhìn lại. Hôm nay chỉ chấp nhận số mệnh đi, không cần lo chuyện thuốc men, em có cách giúp chị chuyển phí chữa trị từ trường sang. Rồi quay đi không lý tới cố nữa, nếu Hứa Duy có chuyện gì, chẳng biết chị Hứa Tư của y sẽ thương tâm tới độ nào. Lấy điện thoại di động ra, sợ quấy nhiễu Từ Học Bình, Trương Khác gọi điện cho Lý Nghĩa Giang. Anh Lý, anh có quen ai ở bệnh viện Đại học Y không, bạn em không khỏe, cần chữa trị ngay. Lý Giang Nghĩa không đáp, bên kia lại truyền tới giọng Từ Học Bình. Bạn nào của cháu, có nặng không? Trương Khác không ngờ Từ Học Bình ở bên cạnh Lý Nghĩa Giang, nên nói thật. Là chị Hứa Duy, cháu vừa kể chuyện chỉ đồng với chị ấy thì chị ấy ngất xỉu, chẳng là thiếu máu, cơ thể suy yếu sau khi trúng nắng, không nghiêm trọng lắm, nhưng cháu muốn đưa chị ấy vào bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận. Điện thoại lại chuyển qua Chu Thúc Huệ. Thím tới ngay đây. Hứa Duy chiếu cố chỉ đồng rất tận tâm, ai đối tốt với chỉ đồng thì bà đối tốt với người đó, đặc biệt sau khi chỉ đồng nói được, làm tâm tình bà luôn có chút kích động, nói xong cúp điện thoại ngay. Có gì đâu cứ làm ầm ĩ lên.
Hứa Duy cố nhướng mày lên trừng mắt nhìn Trương Khắc qua kính chiếu hậu. Tôi chỉ choáng một chút. Trương Khắc cũng không ngờ Chu Thúc Huệ lại nói đích thân tới, đúng là hơi ầm ĩ, quay đầu lại nói với Hứa Duy. Thím Chu lấy việc quan tâm tới chị làm niềm vui mà, với lại nhìn chị thế này, chưa nói tới bệnh, mọi người đã đủ lo rồi. Hứa Duy chẳng còn sức cãi nhau với Trương Khắc, nhắm mắt lại ngả vào lòng Giang Đại Nhi. Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe chậm lại, tránh xe sóc ảnh hưởng tới Hứa Duy, bọn họ tới được bệnh viện gần như cùng lúc với xe của Lệnh Tiểu Yến. Chu Thúc Huệ chưa tới, nhưng bà đã gọi điện tới bệnh viện, khi nhóm Trương Khắc tới nơi, bệnh viện đã dàn trận đón địch, có mấy bác sĩ mặc áo trắng đứng đợi ở cổng, dẫn đầu là Phó chủ nhiệm phòng cấp cứu. Tân Mai Uyển cách đây khá xa, trước khi Chu Thúc Huệ tới, viện trưởng bệnh viện đã tới, ông ta họ Cảnh, tới nay liền thay vị phó chủ nhiệm kia, đích thân chẩn bệnh cho Hứa Duy. Hứa Duy và Giang Đại Nhi không tiết lộ thân phận của chỉ đồng cho Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng, làm hai cô gái thấy thế trận này giật mình, càng sợ hãi không biết Trương Khắc là người thế nào. Một lúc sau Chu Thúc Huệ và Lý Minh Du cùng tới nơi, viện trưởng Cảnh đích thân báo cáo bệnh tình của Hứa Duy cho Chu Thúc Huệ, nói cô bị thiếu máu, cơ thể suy nhược, mệt mỏi quá độ, trúng nắng nên ngất xỉu, tạm thời ở lại bệnh viện quan sát, ngày mai bệnh viện sẽ kiểm tra toàn diện. Chương 180, lợi dụng. Hứa Duy liền được đưa vào phòng bệnh cao cấp, Chu Thúc Huệ đến thăm, Hứa Duy ngồi dậy thì bị bà ấn vai nằm xuống. Chỉ đồng trước khi đi ngủ còn nói ngày mai muốn tới tìm chị Hứa Duy chơi, cháu thế này làm chúng ta nói sao với chỉ đồng. Không sao đâu ạ, chỉ tại Trương Khắc cứ làm quá lên. Hứa Duy day dứt nói. Mặc kệ có sao hay không, ngày mai vẫn phải kiểm tra cho kỹ, dù không sao, cháu cũng phải nằm đây tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi hẵng hay. Chu Thúc Huệ dặn dò Hứa Duy nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Việc điều động công tác của Lý Minh Du đã được quyết định, buổi chiều Trương Chi Hành gọi điện tới nói tới cục thuế vụ trước, rồi giải quyết vấn đề biên chế sau, bảo cô yên tâm cùng con ở tỉnh thành chơi vài ngày. Trương Khắc tiến Chu Thúc Huệ, Lý Minh Du đi, lúc này đã muộn, định tìm gian phòng trong bệnh viện nghỉ ngơi tạm, mai còn đi bàn chuyện hợp tác cụ thể với Diệp Kiến Bân. Trương Khắc và Phó Tuấn tới phòng bệnh của Hứa Duy. Ba cô gái còn lại cũng đang ngồi quây quanh giường Hứa Duy, Trương Khắc nói. Giờ này ký túc xá nữ cũng đóng cửa rồi, các chị ở lại đây luôn đi. Tình hình Hứa Duy tạm thời đã ổn định, nhưng cô từng qua phẫu thuật tim, cơ thể lại qua thời gian dài mệt mỏi quá độ và dinh dưỡng không tốt, làm sức khỏe suy yếu, nói cho cùng vẫn là tại áp lực cực lớn của món nợ hơn 20 vạn kia. Phòng bệnh đặc biệt bệnh viện an bài cho Hứa Duy còn có cả gian cho người nhà chăm sóc, chẳng kém gì khách sạn cao cấp. Đủ nhóm Lệnh Tiểu Yến ở lại. Trương Khắc thấy Hứa Duy ngoảnh mặt đi không thèm để ý tới mình, gãi đầu cùng Phó Tuấn đi nghỉ trước. Sáng hôm sau tới thăm Hứa Duy, thấy cô dựa vào thành giường, ngồi đọc sách, Trương Khắc cúi xuống xem bìa sách, tên là Thực Hành Mậu Dịch Quốc Tế, hỏi. Chị lấy đâu ra quyển sách này đấy? Chỉ còn lại môn này chưa thi. Hứa Duy giơ sách trong tay lên. Tôi mang theo bên người, rảnh rỗi mở ra xem. Trương Khắc thò đầu nhìn cửa phòng sát vách. Thầm nghĩ chẳng biết Giang Đại Nhi có ngủ khỏa thân như ở ký túc xá không. Thấy mắt láo liên của y, Hứa Duy cầm gối ném. Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì đấy hả? Trương Khắc giật mình thiếu chút nữa không đỡ được gối, cười nhe răng trả gối lại cho Hứa Duy. Có nghĩ gì đâu, à tối qua chị Đại Nhi có nói với các chị nói kỳ nghỉ hè này có thể tới khu nhà Thanh Sơn không? Cậu không định đi học nữa à? Chuyện hôm qua bị đám Lệnh Tiểu Yến tra tấn Giang Đại Nhi đã thành khẩn khai báo hết, Hứa Duy lấy làm lạ. Sao trong nhà cậu lại đồng ý cho cậu không học nữa? Học thì vẫn phải học, nhưng không cần quá chuyên chú. Trương Khắc định ngồi xuống bên giường nhưng bị Hứa Tư đuổi sang ghế sofa bên cạnh, bày ra bộ mặt tội nghiệp, nói. Có thời gian chẳng bằng học xử lý chuyện công ty. Chỉ vào sách của Hứa Duy. Quyển sách này em cũng học qua rồi. Thế mà ba mẹ tôi cứ tưởng chị tôi dạy kèm cho cậu. Hứa Duy nhìn Trương Khắc cảnh giác. Mà có phải cậu kiếm cớ dụ dỗ Đại Nhi không đấy hả? Trương Khắc bật cười. Chị coi em là người thế nào đấy hả? Trương Khắc không cười còn đỡ, khóe miệng y nhếch lên, nụ cười mang sức hút cực tà đạo, Hứa Duy vỗ trán thở dài. Nguy rồi, Đại Nhi sao hôm qua còn khen cậu không ngớt cơ chứ? Rồi có ngày bị cậu lừa bán còn đếm tiền giúp, đúng là nha đầu ngốc. Không nói chị ấy nữa, nói chuyện của chị đi, chị định làm gì? Còn làm gì, kiểm tra xong rồi về trường, cậu tưởng tôi như cậu sao? Tôi làm gì có tâm tư ở lại chỗ này?
Trương Khắc cười đắc ý. Em chỉ muốn nói cho chị một sự thực, chị có về trường học cũng chẳng yên thân đâu, giờ e cả hiệu trưởng trường Đông Hải cũng biết chị là thân thích của tỉnh trưởng rồi, em thấy tốt nhất kiểm tra xong ngoan ngoãn ở lại nơi này vài ngày, chắc chị cũng không muốn lãnh đạo trường tươi cười xun xoe bên cạnh chị chứ hả? Còn không phải tại cậu hay sao? Hứa Duy tức tối nói. Tôi chỉ giúp chăm sóc chỉ đồng 3 tháng thôi, nói rõ ra là xong. Trương Khắc đã thấy quá nhiều cô gái ham hư vinh rồi, tính cách của Hứa Duy mặc dù hơi gai góc, nhưng càng đáng quý, giang tay nói. Tùy chị vậy, hôm qua em bế chị quá gầy đấy, trên người chẳng có mấy thịt, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu nói gì? Hứa Duy đỏ mặt, hung dữ giơ sách lên. Cậu dám lợi dụng người ta? Thấy Hứa Duy như muốn ném thật, Trương Khắc vội che mặt lách sang gian phòng bên, định gõ cửa được hai cái lại thôi, lòng ngứa ngáy. Nhớ tới cơ thể yêu cầu của Giang Đại Nhi, không đợi bên trong trả lời đã vặn nắm đấm cửa đẩy vào. Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đều mặc y phục chỉnh tề ngồi bên giường, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào y, Trương Khắc ngẩn ra. Sao vậy, mọi người nhìn gì lạ thế? Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đột nhiên ôm lấy Giang Đại Nhi ở giữa cười phá lên, Lệnh Tiểu Yến ghé vào tai Giang Đại Nhi, nhưng lại nói rất lớn. Thế nào hả, thế nào hả? Mình đã nói cậu ta cực kỳ xấu xa mà, còn muốn nhìn thấy bạn ngủ không mặc quần áo lần nữa đấy. Trương Khắc giận người, té ra họ đào hố đợi mình nhảy vào, may mà da mặt y đủ dày, nghe ở phía sau Hứa Duy cũng cười không ra hơi, vẫn dày mặt ung dung đi vào. Giang Đại Nhi bụng mặt cười, không dám nhìn Trương Khắc, cũng không để y nhìn thấy mặt mình, nhưng che không hết được dáng đỏ bao phủ tới tận tai, đến cổ cũng đỏ. Lệnh Tiểu Yến cười chảy nước mắt nói. Đã bảo bạn bị thằng nhóc này lừa mà, bạn còn ra sức khen cậu ta tốt, nào, nào, giờ sao không nhìn cậu ta đi. Lệnh Tiểu Yến muốn tách tay Giang Đại Nhi ra, Giang Đại Nhi không chịu, xoay người vùi mặt vào chăn, Lâm Băng đưa tay cù nách, cô vặn vẹo trên giường, mông chồng chồng lên, chiếc quần ôm sát hai cặp mông tròn lẳn, đã vậy lên lắc qua lắc lại, cực độ thử thách tâm trí của nam nhân. Trương Khắc vẫn phải làm bộ đứng đắn. Các chị đang bắt nạt chị Đại Nhi đấy. Chúng tôi trở ngại hai người chứ gì, trẻ con mà tâm tư không đơn thuần. Lệnh Tiểu Yến nói móc. Có cần chúng tôi nhường phòng cho cậu và chị Đại Nhi trao đổi với nhau về lý tưởng hay cuộc sống gì gì đó không? Trương Khắc vuốt mũi, cười ngượng. Chị Hứa Duy chắc làm mấy việc liền phải không? Tôi muốn nhờ các chị giúp chị ấy bỏ hết mấy công việc này. Y ngại không muốn ở lại làm Giang Đại Nhi xấu hổ, ra khỏi phòng mặc kệ Hứa Duy ở phía sau hò hét. Cậu dựa vào cái gì mà tùy tiện quyết định thay người khác hả? Trong xe còn những thứ lấy từ trạch viện nhà họ Diệp về, chưa đưa tới cho Từ Học Bình, lái xe tới Tân Mai Uyển còn có thể giải quyết được bữa sáng. Từ Học Bình từ sáng sớm đã tới thư phòng đọc báo, Trương Khắc tới kể cho ông ta chuyện hôm qua, Từ Học Bình nói. Diệp Chăn Dân rất ít khi tới tỉnh thành, nghe nói lần này ông ta sẽ tới Ủy ban Thương mại nhậm chức, là nhân vật trọng yếu các nơi lấy lòng. Ủy ban Thương mại trên các bộ và Ủy ban Trung ương, địa vị siêu việt, thậm chí còn nắm cả mảng vốn thuộc về Ủy ban Cải cách Đầu tư trong tay. Mấy năm sau trong cải cách của Quốc vụ Viện, quyền lực của Ủy ban Thương mại tăng thêm một bậc, sát nhập 10 bộ Ủy ban chuyên biệt vào. Cao tầng điều chỉnh quá phức tạp, Trương Khắc cũng chẳng hiểu mấy, nhưng bất kể nói từ phương diện nào, Diệp Chăn Dân đều là một nhân vật trọng yếu. Có điều trước khi ông ta điều khỏi Bộ Ngoại thương, Trương Khắc hy vọng Ái Đạt sẽ có được quyền nhập khẩu trực tiếp linh kiện điện tử. Trương Khắc ở trong thư phòng Từ Học Bình, nghe ông kể ít chuyện bí mật cao tầng, chỉ đồng mang bộ mặt ngái ngủ chạy vào, xem tình hình này hôm qua lại ngủ muộn rồi, cô bé bò lên đùi Trương Khắc, áp mặt vào cánh tay y tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Chu Thúc Huệ đi vào, nói buổi sáng muốn đưa chỉ đồng và Tích Vũ Tích Dung đi thăm Hứa Duy, Từ Học Bình đúng giờ tới chính phủ tỉnh, Trương Khắc ăn sáng với ba tiểu nha đầu. Ăn xong thì sắp tới giờ hẹn với Diệp Kiến Bân, cho ba tiểu nha đầu ăn cơm đúng là quá mệt người. Chương 181, Thế giới xoay quay ai? Tới City Thịnh Hâm thì thấy Diệp Kiến Bân có vẻ hôm qua không ngủ ngon, Diệp Chỉ Đồng còn ngáp trộm, thầm nghĩ xem ra cả nhà họ Diệp hôm qua đều mất ngủ. Nhà họ Diệp nhìn thấy tiền đồ xa rộng, liền quyết định nới lỏng điều kiện hợp tác với điện tử Ái Đạt, một đối tác như Trương Khắc, người thông minh đều sẽ chọn phương thức đôi bên cùng có lợi. Mưu cầu lợi ích thương nghiệp lâu dài, hoặc vĩnh viễn không trở thành đối thủ cạnh tranh. Trải qua trao đổi đầy đủ trước đó, nên hai bên mau chóng bàn bạc ổn thỏa điều kiện hợp tác, Thịnh Hâm tiêu thụ sản phẩm của Ái Đạt tại địa khu Hoa Đông, chi 1.500 vạn tiền đảm bảo, đồng thứ hứa không ăn chặn tiền đại lý cấp 2.
Trương Khắc đương nhiên cho Thịnh Hâm ưu đãi về mặt giá cả. Diệp Kiến Bân làm việc luôn có khí phách cực lớn, hai người vừa bàn xong điều kiện hợp tác, hắn gửi ngay 1.500 vạn vào tài khoản của Ái Đạt. Hợp đồng có thể ký sau, tiền Ái Đạt cứ dùng trước. Trương Khắc đề cập tới vấn đề cho phép nhập khẩu trực tiếp linh kiện điện tử, nhưng nói rất uyển chuyển. Thời kỳ đầu không gian lợi nhuận của đầu đĩa cực lớn, nhưng thị trường chuyển biến từ thiếu hụt sang dư thừa cực nhanh, chi phí mua linh kiện nhập khẩu ảnh hưởng tới chính tới giá thành đồng địa, nếu có giấy phép nhập khẩu trực tiếp có thể tiết kiệm chi phí qua trung gian. Diệp Kiến Bân cười. Ái Đạt còn chưa ra sản phẩm đã bố cục tầng tầng, nếu sau này thực sự xuất hiện cạnh tranh tàn khốc như cậu nói thì ai có thể là đối thủ của Ái Đạt? Trương Khắc lắc đầu. Theo tôi biết thì hiện giờ tập đoàn Tân Khoa đã có kế hoạch tiến vào thị trường đầu đĩa, hơn nữa bước tiến rất vững chắc, trừ linh kiện hạch tâm không có năng lực khai phát, những thứ còn lại đều tự nghiên cứu phát triển, nhìn có vẻ không linh hoạt bằng chúng tôi, nhưng tiềm lực vô hạn, dù sao Ái Đạt bắt tay vào từ con số không mới được nửa năm, cơ sở các phương diện đều rất yếu. Buổi trưa dùng bữa qua loa ở nhà ăn của City Thịnh Hâm, cũng vì yêu cầu của Thiệu Tâm Văn tiến hành giao lưu với công nhân viên. Tuy gọi là bữa ăn đơn giản cũng tới 2 giờ chiều mới xong, Thiệu Tâm Văn phải đứng lên nói đỡ mấy lần Trương Khắc mới thoát thân được. Chu Thúc Huệ buổi sáng đưa ba tiểu nha đầu tới bệnh viện thăm Hứa Duy, còn ở bên Hứa Duy hoàn thành kiểm tra sức khỏe buổi sáng, khi Trương Khắc về tới bệnh viện thì họ đã đi. Lâm Băng có việc về trường trước, Chu Tiểu Quân bạn trai của Lệnh Tiểu Yến tới, mặc dù chỉ gặp nhau một lần, nhưng Trương Khắc nhớ rõ hắn học khoa chính pháp của Đại học Đông Hải, mùa hè năm nay sẽ tốt nghiệp, hỏi. Công tác ở tỉnh thành chứ? Chu Tiểu Quân đứng dậy, nói với vẻ lấy lòng. Ủy ban thương mại tỉnh, tháng 8 tôi mới tới báo danh. Trương Khắc nhìn thái độ là biết hắn tới đây quá nửa là nhắm vào bà nội Chỉ Đồng, buổi sáng Chu Thúc Huệ tới đây, không biết hắn có nóng lòng biểu hiện gì không, chỉ ầm ừ vài tiếng, không hỏi thêm về công tác của hắn. Cơ quan trực thuộc tỉnh mỗi năm đều tới học viện đại học có tiếng tuyển mộ nhân viên công vụ quốc gia, với sinh viên mà nói đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Chu Tiểu Bân vào được Ủy ban Thương mại tỉnh, hoặc năng lực vô cùng xuất sắc, hoặc quan hệ lớn. Trương Khắc và Chu Tiểu Quân chỉ tiếp xúc rất ít, thấy hắn đối nhân xử thế không tệ, bối cảnh gia đình không phải kém, nhưng không nói chuyện kỹ hơn, trong mắt đám Hứa Duy, y chỉ là một học sinh cao trung, chẳng có lập trường thảo luận vấn đề nghiêm túc tiền đồ nhân sinh. Những công việc lặt vặt của chị Hứa Duy đều bỏ hết rồi chứ. Trương Khắc đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực. Vẻ điềm tĩnh của y lúc này làm người ta không nhìn ra khí chất bất cần đời của hoàn khố, ngược lại còn có cảm giác phong độ nhã nhặn, chỉ nam nhân trưởng thành thành đạt mới có. Khi Trương Khắc không có mặt, Giang Đại Nhi hay nói về y, tới khi Trương Khắc đứng trước mặt, cô lại không dám nhìn y. Hứa Duy nằm trên giường, trông không có vẻ đã khỏi bệnh, cứ chừng chừng nhìn Trương Khắc, cô vẫn giận chuyện Trương Khắc buổi sáng tự ý quyết định thay mình. Trương Khắc cười ngồi xuống đối diện với Hứa Duy, hỏi. Buổi sáng kiểm tra đã có kết quả chưa? Sao nhanh như thế được? Tôi có kết quả đã là nhanh rồi. Hứa Duy giọng ngọt ngào, dù ngữ khí có chanh chua một chút cũng không làm người ta ghét. Lệnh Tiểu Yến đang cùng Giang Đại Nhi ôn thi ở phòng khách nói vào. Nơi này điều kiện rất tốt, còn hơn ở khách sạn, trước khi thi được ở đây suốt thì tốt quá, không cần phải về trường chịu nóng bức giày vò nữa, chúng tôi mang cả sách vở và y phục để thay tới đây rồi. Thấy Lệnh Tiểu Yến nháy mắt với mình, Trương Khắc khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Trương Khắc cũng chính hy vọng như thế, Lệnh Tiểu Yến và Giang Đại Nhi đều ở đây, Hứa Duy không có cớ về trường học nữa, nếu không với tính quật cường của cô, không ai có thể giữ lại ở đây dưỡng bệnh được. Nói chuyện mới biết buổi sáng Lệnh Tiểu Yến và bạn trai đi xin nghỉ hết công việc của Hứa Duy rồi, còn mang tiền công của Hứa Duy về, Trương Khắc chân thành cảm ơn. Cảm ơn nhé, làm phiền hai người quá. Có gì mà phải cảm ơn, toàn những kẻ tự ý quyết định thay người khác. Hứa Duy còn chưa nguôi giận, cô không ngờ Lệnh Tiểu Yến lại nghe lời Trương Khắc, xin nghỉ việc hộ cô, còn đem quần áo tới, chuẩn bị ở bệnh viện tới kỳ thi kết thúc. Chuyện một người có thể làm, tuyệt đối không thể lấy tuổi tác người đó ra để tính toán. Lệnh Tiểu Yến trước ngày hôm chỉ gặp Trương Khắc một lần, đó là lần y cùng Hứa Tư tới thăm Hứa Duy, ấn tượng của cô về y là anh chàng đẹp trai ăn chơi. Hơi háo sắc nhưng không làm người ta ghét. Giang Đại Nhi tiếp xúc với Trương Khắc hơn 2 lần, một lần ở Huệ Sơn, một lần theo Hứa Duy tới Hải Châu, trong ký túc xá Lệnh Tiểu Yến khó tránh khỏi suy đoán bối cảnh gia đình chàng trai để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Lúc đó Hứa Duy, Giang Đại Nhi có biết một số chuyện rồi, nhưng liên quan lãnh đạo tỉnh, không tùy tiện lộ ra được.
Tới hôm qua lệnh Tiểu Yến cùng Giang Đại Nhi tới Thịnh Hâm ứng tuyển mới nhận ra ấn tượng trước kia về Trương Khác không chuẩn xác lắm, ít nhất trong thời gian không dài ở Thịnh Hâm, cảm giác những nhân viên Thịnh Hâm mà cô tiếp xúc đều coi Trương Khác là nhân vật trọng yếu. Sáng nay lãnh đạo khoa đích thân tới thăm, còn mang theo cả lời thăm hỏi của hiệu trưởng, lệnh Tiểu Yến mới biến cô bé trước kia Trương Khác nhờ Hứa Duy chăm sóc lại là cháu gái của tỉnh trường. Chu Thúc Huệ đưa chỉ đồng tới thăm Hứa Duy, lại hết sức trùng hợp đúng lúc sở trưởng sở vệ sinh tới thị sát công tác, lệnh Tiểu Yến thực sự cảm thụ được, thế giới này xoay quanh một nhóm người. Cha Chu Tiểu Quân là phó sở trưởng ban kiến thiết kinh tế sở tài chính tỉnh, mẹ hắn là cán bộ phổ thông của sở tài chính, chỉ mỗi vậy đã làm lệnh Tiểu Yến ở trước mặt cha mẹ Chu Tiểu Quân có tâm lý thua kém lớn, một phần do bản thân cô, một phần là do thái độ ăn trên ngồi chốc của cha mẹ Chu Tiểu Quân tạo thành. Nhìn thấy sở trưởng sở vệ sinh khúm núm trước mặt Chu Thúc Huệ, lệnh Tiểu Yến nghĩ không ra cha mẹ Chu Tiểu Quân tới đây có biểu hiện thế nào. Cô chẳng giận Chu Tiểu Quân, nên mới gọi hắn tới bệnh viện chạy đi chạy lại, chỉ cần lọt vào mắt tỉnh trưởng phu nhân, tiền đồ của Chu Tiểu Quân sẽ không thể ước lượng. Lúc này cô càng thêm tò mò về thân phận của Trương Khác, một thiếu niên hoàn khố trông có vẻ háo sắc ỷ gia đình có quyền có thế tiêu pha hoang phí, nhưng nếu thế vì sao những nhân vật cao không với tới kia đều coi trọng y như thế. Trương Khác không hiểu suy tính của lệnh Tiểu Yến, nhưng rất hài lòng về việc cô làm, y còn lo họ không để lời mình nói vào đâu, làm Hứa Duy không thể trút giận lên một mình y. Chương 182, mục tiêu cao xa. Chuyện hợp tác với Thịnh Hâm đã được quyết định, tiếp theo phải điều chỉnh một số công tác, Trương Khác ngồi trong phòng Hứa Duy một chút rồi về gian phòng chăm sóc đặc biệt mà y thuê thêm, tiếc là bên trong không có y ta trẻ trung xinh đẹp phục vụ. Khi gọi điện cho Hứa Tư, y không dám nhắc tới chuyện Hứa Duy ngã bệnh, sợ cô thêm lo, thôi cứ để Hứa Duy khỏe rồi tự nói cho chị vậy. Bao giờ thì cậu về Hải Châu? Hứa Tư hỏi qua điện thoại. Giọng Hứa Tư êm ái, nghe rất dễ chịu, làm y sinh nhớ nhung mỹ nhân bên kia điện thoại. Nhớ em à? Không. Hứa Tư cười khẽ, giọng có chút nũng nịu, trong phòng không có ai khác có thể thoải mái hưởng thụ tình cảm tinh tế của Hứa Tư với mình. Cậu hy vọng tôi nhớ cậu hay không? Trương Khác thích Hứa Tư tinh nghịch như thế, chuyện của Hứa Duy và gia đình cô, y phải tìm cách an bài tốt, Trương Khác không chịu được ánh mắt buồn bã của Hứa Tư, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp vỡ vậy. Trừ hy vọng chị nhớ em, còn hy vọng có chị ở ngay bên cạnh lúc này, được ngửi mùi thơm trên người chị, nhất định có thể quên hết ưu sầu ngủ một giấc chưa an tĩnh. Hứa Tư cười khúc khích. Chỉ biết dụ ngọt người ta, đã đi thăm Tiểu Duy chưa? Hôm qua gọi điện cho nó mà không được. Sáng nay tôi dậy sớm gọi điện, ký túc xá vẫn không ai bắt máy. Vừa rồi em còn ở cạnh chị ấy, em bảo cả mấy chị cùng phòng hè tới khu nhà chị Vãn Tình ở, Lâm Băng về nhà, chị Hứa Duy, lệnh Tiểu Yến, Giang Đại Nhi thì đều ở lại làm thêm mùa hè. Ừ thế cũng được, cậu bảo Tiểu Duy gọi điện cho tôi nhé, nó lâu rồi không gọi điện về nhà. Hứa Tư quay sang chuyện công việc. Tiền đảm bảo của Thịnh Hâm tới rồi, có số tiền này Ái Đạt có thể mở rộng sản xuất. Cậu không về ngay sao? Chuyện sản xuất để Tô Tân Đông phụ trách là đủ, lát nữa em sẽ gọi điện thông báo cho ông ta. Em thì đợi chế bản quảng cáo nơi này làm xong sẽ tới thẳng Bắc Kinh. Trước kia tài vụ của Ái Đạt nhờ Cẩm Hồ phụ trách giờ cần tách bạch, Trương Khác giao cho Hứa Tư giám quản, việc nghiên cứu thì đã có Đinh Hòe, Trương Khác yên tâm ở ngoài tiến hành thao tác thị trường. Thi cuối kỳ thì sao? Hứa Tư lo lắng hỏi. Cậu không định thi nữa à? Xem thời gian rồi tính vậy, kịp thì về thi, dù có về em cũng phải bỏ thời gian ra thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất mới ở thị trấn Ích Long nữa. Thời gian quá eo hẹp, Trương Khác chẳng còn cách nào khác. Tiếp theo đó Trương Khác lần lượt gọi điện cho Tô Tân Đông, Đinh Hòe rồi Tống Bồi Minh, nghe Hứa Tư kể năm nay Hải Châu đón một mùa hè nóng chưa từng có, nhưng giọng Tống Bồi Minh vẫn khỏe khoắn mạnh mẽ, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng ngoài trời. Thập niên 90, nhất là sau năm 92 Đặng Công Nam Tuần, trong nước hăm hở cải cách kinh tế, thế lực bảo thủ mặc dù vẫn hoài niệm về thời đại kinh tế trước đó, nhưng các nguyên lão đều mang tính đảng rất cao, tự hạn chế dục vọng riêng để duy trì ổn định đoàn kết nội bộ. Rất nhiều thanh niên tinh anh mang tinh thần mạo hiểm cải cách được thuận lợi đề bạt vào cương vị trọng yếu, Đường Học Khiêm và Chu Phú Mình chính là lớp người đó. Nhưng không có nghĩa là sĩ đồ của bọn họ từ đó sẽ bằng phẳng, mà bọn họ phải đụng chạm vào những vấn đề mẫn cảm. Ở quan trường trong nước với mối quan hệ rối rắm phức tạp làm họ dễ dàng gặp phải trở ngại, họ sẽ phải học thỏa hiệp, nhưng tinh phần cải cách mạnh mẽ lại không thể thỏa hiệp. Có người có lẽ cho rằng Trương Khác không cần thiết phải giấu giếm,
bất kể là Cẩm Hồ hay Ái Đạt, đều không có sai phạm nào về tài vụ, nhưng ở trong nước, một người hào quang sáng chói, được người khác ngưỡng mộ đồng thời định sẵn trong đó xen vào rất nhiều đố kỵ thù ghét. Miệng nhiều người sói chảy vàng, Trương Khắc không thể không suy tính tới ảnh hưởng xấu với cha, với Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh hiện giờ cực kỳ quan tâm tới điện tử Ái Đạt, vì cả khu thành Nam thậm chí cả thành phố Hải Châu không có sản nghiệp mũi nhọn để kiêu ngạo, hiện Cẩm Hồ chỉnh hợp ngành giấy ở Hải Châu làm ông ta thấy được hy vọng. Ông ta thậm chí còn chuyên môn thành lập văn phòng theo dõi xu thế thị trường đầu đĩa, mặc dù không thể so được với chuyên gia như Tô Tân Đông, nhưng cũng đủ làm ông ta hiểu động thái mới nhất của thị trường. Cho dù Tống Bồi Minh mang nhiệt tình cao vút như thế, song khi nghe Trương Khắc đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất quy mô lớn, ông ta vẫn rất kinh ngạc. Liệu có quá gấp không? Mặc dù thị trường thì Trương đang bùng nổ mạnh, nửa năm lượng tiêu thụ tăng gấp 10, nhưng ai có thể dự đoán chính xác được dung lượng thị trường cuối cùng thế nào? Từ xu thế phát triển kinh tế cùng tiềm lực thị trường trong nước là có thể đại khái tính ra được dung lượng thị trường trong 10 năm sau rồi. Cuối năm nay lượng tiêu thụ có khả năng đột phá 10.000 chiếc một tháng. Trương Khắc ung dung tự tin phân tích tình hình thị trường. Mấy ngày trước cháu nhờ người đưa cho chú Tống mấy đĩa, hiệu quả ra sao? Nếu không nộp tiền bản quyền, một chiếc đĩa sao chép lậu như thế tốn không tới 2 đồng, một khi loại đĩa này lan khắp thị trường trong nước, chú Tống nghĩ thị trường đầu đãi sẽ phát triển khủng khiếp thế nào? Nghe giọng nói bình đạm nhưng ẩn chứa tự tin to lớn của Trương Khắc, Tống Bồi Minh hỏi. Cậu dự định xây dựng cơ sở sản xuất lớn cỡ nào? Quyền hạn phê duyệt của Ủy ban kế hoạch tình lớn chừng nào thì tôi xây dựng lớn chừng đó. Hiện giờ trong nước đang thắt chặt chi tiêu, khống chế quy mô đầu tư công nghiệp, hạng mục công nghiệp hơn 600 mẫu phải được TW phê duyệt, với tình huống hiện giờ cũng khó thông qua được trong thời gian ngắn. Tống Bồi Minh hít một hơi khí lạnh, ông ta không ngờ dã tâm của Trương Khắc lớn như thế, ở Hải Châu trừ khu công nghiệp dệt bông mà City cổ phần Hải Châu còn đang chuẩn bị thì chưa có một hạng mục đơn lẻ nào dung tới 600 mẫu đất. Tới ngay cả cải cách kỹ thuật nhà máy Tân Quang do đích thân ông ta thúc đẩy cũng chỉ có quy mô 150 mẫu. Vậy vấn đề tài chính giải quyết ra sao? TW khống chế khoản vay ngân hàng cực nghiêm, tiền đầu tư trên 100 triệu là nằm ngoài phạm vi năng lực của Tống Bồi Minh, dù đưa lên thành phố cũng rất khó, quan trọng là Đường Học Khiêm liệu có thể dứt khoát ủng hộ con trai Trương Chi Hành không, Chu Phú Minh và các lãnh đạo thành ủy khác liệu có dị nghị gì không? Tài chính tiền kỳ trước xét tới xây dựng nhà xưởng. Chừng 2.000 vạn là có thể khởi động đầu tư rồi, tới lúc đó sản phẩm Ái Đạt đã bán ra, lúc đó vay ngân hàng sẽ dễ dàng hơn, tài chính hậu kỳ không cần quá lo, kế hoạch chi tiết cháu sẽ gửi cho chú Tống. Nếu Trương Khắc đã có suy tính chu đáo rồi, Tống Bồi Minh tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Trương Khắc nói thêm, còn vấn đề chuyện nhượng đất. Tống Bồi Minh sảng khoái nói ngay, chỉ cần trong địa phận thành Nam thì tôi có thể quyết được. Khu sẽ dùng quỹ tài chính hỗ trợ sản nghiệp và chuyển nhượng để cấp đất cho Ái Đạt. 600 mẫu đất công nghiệp, phí chuyển nhượng không phải là con số nhỏ, không có lời hứa này, áp lực sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Đối với Tống Bồi Minh mà nói, độc đoán chuyên quyền hỗ trợ Ái Đạt với mức độ lớn như thế là mạo hiểm chính trị cực lớn, gần như đã đem toàn bộ tiền đồ chính trị của ông ta trói buộc vào điện tử Ái Đạt rồi. Nếu Ái Đạt không có cống hiến chắc việt về thuế thu, công ăn việc làm, tài sản tư hữu cho khu thành Nam, Tống Bồi Minh sẽ có những ngày tháng khốn đốn. Chương 182, Nữ hoàng quảng cáo tương lai. Có được sự ủng hộ của Tống Bồi Minh, một số công tác có thể chuẩn bị trước rồi, mặc dù quy mô khống chế trong phạm vi Ủy ban kế hoạch tỉnh có thể phê duyệt, song dù sao nó cũng là hạng mục lớn ít có của Hải Châu, khi phê duyệt, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt, nên công tác tiền kỳ phải thật toàn diện cẩn thận. Trương Khắc lại gọi điện thoại cho Tô Tân Đông và Đinh Hoè trao đổi. Ái Đạt phải chiêu mộ một lượng binh mã lớn mới có thể ứng phó được chuyện mở rộng tiếp theo, 1.500 vạn của Thịnh Hâm đúng là món tiền cấp cứu đúng lúc. Trương Khắc còn định gọi điện cho cha về việc cạnh tranh giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp, nếu thì Vệ Trung có thể lên cái ghế giám đốc nhà máy, sẽ san sẻ được phần nào áp lực cho nhà Hứa Tư. Ngồi quá lâu vai tê lưng mỏi, Trương Khắc đứng dậy tập thể dục, chưa kịp gọi điện cho cha thì Phó Tuấn đã đem băng phim gốc do công ty quảng cáo chế bản về. Trong phòng bệnh đặc biệt của Hứa Duy có đầu video, Trương Khắc cầm băng qua, thấy các cô gái đều đang chăm chỉ ôn bài, trong lòng có chút áy náy. Chu Tiểu Quân cũng không tới mức rảnh rang ở lại mãi chỗ này, đã đi có việc rồi, có điều hắn nói tối sẽ quay lại, nhìn giờ thì chắc hắn cũng sắp quay lại. Lệnh Tiểu Yến học không được chuyên tâm lắm, thấy Trương Khắc và Phó Tuấn đi vào, liền thò đầu ra nhìn băng trong tay y, bĩu môi nói.
còn tâm tư xem loại băng này à? Loại băng này là loại gì? Giang Đại Nhi duỗi mình ngồi trên ghế sofa, chiếc chân dài thoải mái gác lên đùi Hứa Duy, đưa mắt nhìn Lệnh Tiểu Yến, tỏ vẻ không hiểu lắm, nhìn theo ánh mắt của Lệnh Tiểu Yến, vừa chạm vào mắt Trương Khắc tức thì tránh đi, thần thái e thẹn hoảng hốt của thiếu nữ thực vô cùng quyến rũ. Đây là băng do công ty quảng cáo chế tác nên không có tên tiêu đề, Trương Khắc biết ngay cô hiểu lầm cái gì, rất nhiều phim khiêu dâm lưu truyền trong dân gian đều không nhãn mác. Trương Khắc cười hăng hắc. Chu Tiểu Quân thường rủ chị đi tiếp thụ loại giáo dục giới tính kiểu này sao? Lệnh Tiểu Yến mặt đỏ dừ, gắt gỏng. Nói bậy bạ, bọn tôi thuần khiết hơn thằng nhóc nhà cậu nhiều. Trương Khắc cho băng vào đầu video, ngồi xuống giữa Giang Đại Nhi và Hứa Duy, lười nhác dỗi mình ra. Hứa Duy quay đầu lại, trợn mắt lên. Chỗ này có tí xíu như vậy mà cậu ngồi thoải mái quá nhỉ? Trương Khắc thản nhiên, Giang Đại Nhi chột dạ co chân lại đặt dưới mông, ngồi thẳng dậy. Cậu dám xem ở đây thật à? Lệnh Tiểu Yến cầm sách đứng dậy, la lên. Đây là bệnh viện đấy. Cái gì mà không xem được? Hứa Duy nghi hoặc nhìn Lệnh Tiểu Yến. Xem là biết, mình về phòng đây. Á, không phải tên nhóc xem thứ không sạch sẽ đấy chứ? Hứa Duy nhớ ra loại phim mà Lệnh Tiểu Yến từng kể, hoảng hốt cầm lấy điều khiển từ xa định tắt đầu video đi, trên màn hình đã hiện ra đoạn mở đầu quảng cáo. Phim quảng cáo rất ngắn. Chỉ có 15 giây hình ảnh, ban đầu đập vào mắt là cánh môi đỏ kiều diễm đang khẽ hát đi hát lại hai từ ái đạt, ái đạt. Ống kính kéo xa dần hiện ra toàn bộ dung mạo xinh đẹp của cô gái, tiếp đó màn hình biến hóa chiếc đầu đĩa, cô gái nâng hờ chiếc đầu đĩa trong tay, chăm chú nhìn nó, chậm rãi nói. Sự lựa chọn mới của phim ảnh. Rồi giọng cao lên. Điện khí ái đạt. Trên màn hình hiện ra logo của ái đạt, bông tuyết rơi xuống, kết thúc. Đây là phim quảng cáo tiêu chuẩn lấy quảng bá thương hiệu làm mục đích, tất cả sáng tạo và thiết kế đều do Trương Khắc làm, công ty quảng cáo làm ra theo ý tưởng của y. Đoạn phim quảng cáo ngắn kết thúc, Lệnh Tiểu Yến ngẩn ra tại chỗ. Cái gì đấy? Trương Khắc huýt sáo trêu tức. Ôi thời nay thanh niên nam nữ đơn thuần thật là hiếm. Lâm Băng, Hứa Duy, Giang Đại Nhi hiểu ra, cười rũ rượi, Lệnh Tiểu Yến xấu hổ vô cùng, định bỏ trốn về phòng bên thì bị Lâm Băng tóm lấy. Bạn hay xem loại băng gì hả, nói ra nghe xem nào. Thì ra trong lúc Lệnh Tiểu Yến luống cuống, Trương Khắc đã lấy điều khiển từ xa trong tay tua đi tua lại đoạn phim quảng cáo mấy lần. Xem thật kỹ rồi, Trương Khắc đứng dậy lấy băng, kệ mấy cô gái quấn lấy nhau chọc ghẹo cười đùa trên ghế sofa, đưa băng cho Phó Tuấn. Đem trả đi, cô gái qua bắt mắt, nhưng ánh mắt không có thần, mặt thì đờ đẫn, không có hình tượng trẻ trung tươi mát, giọng nói đơn điệu vô cảm. Anh bảo bọn họ tìm cô gái giọng kiểu âm mũi để lồng tiếng, cô gái trên hình chỉ cần biết đá lông nheo là được. Nói tới đó thì ngưng bặt, vì ánh mắt vô tình dừng trên người Giang Đại Nhi đang cười không ra hơi, mặc dù cô đã áp giọng xuống, nhưng tiếng cười như dòng suối mát chảy róc rách len lỏi từng ngóc ngách trái tim. Mắt Trương Khắc tức thì sáng lên, ngay trước mắt chẳng phải là nhân tuyển tốt nhất hay sao? Trương Khắc tặc lưỡi đi tới bên cạnh Giang Đại Nhi, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh lệ. Đôi cánh môi dày cong lên khiêu khích lại mang cảm giác tinh nghịch, cặp môi này mà xuất hiện trên màn hình dứt khoát thu hút ánh mắt của cả người khắt khe nhất. Cậu nhìn cái gì đấy? Giang Đại Nhi thẹn thùng tránh ánh mắt cháy bỏng của Trương Khắc. Không phải chị Đại Nhi đồng ý làm việc hè cho tôi sao? Trương Khắc chuyển sang nói với Phó Tuấn. Tôi thấy Đại Nhi được đấy, anh đưa cô ấy đi thử. Hứa Duy hiểu ra. Thử không thử cái gì? Cậu định để Đại Nhi giúp cậu làm quảng cáo đấy à? Không được sao? Trương Khắc quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn khuôn mặt kiêu diễm của Giang Đại Nhi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Không chỉ phim quảng cáo, tất cả hình ảnh tuyên truyền đều sẽ đổi sang thành chị Đại Nhi. Giọng nói kiên định của Trương Khắc làm Giang Đại Nhi không muốn từ chối, ánh mắt của y làm tim cô đập loạn, lòng có chút mong đợi chưa từng có, quên cả gạt bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình, trong. Nhưng từ nhỏ tới lớn cô chưa thử làm việc gì, không khỏi hơi thiếu tự tin nói. Tôi sao làm được chứ? Được đấy, Đại Nhi từ nhỏ đã học thanh nhạc, tạo dáng, cô gái xinh đẹp như thế không làm minh tinh thật là lãng phí. Lệnh Tiểu Yến hào hứng nói. Trước kia ở trên đường có gặp một người muốn Đại Nhi thử chụp quảng cáo, còn ra sức lôi kéo rất lâu, nhưng chúng tôi sợ người đó có ý đồ khác, nên không khuyến khích Đại Nhi đi thử. Lần này thì không sao rồi, trong lòng Đại Nhi không chừng đang mong mỏi anh chàng nào đó lừa mất. Nói bậy, Giang Đại Nhi gắt gỏng cắt ngang lời trêu ghẹo của Lệnh Tiểu Yến,
giọng nhu mì êm ái, làm Trương Khắc càng khẳng định phán đoán của mình, nhưng e thẹn và tự ti là bản tính của Giang Đại Nhi. Tôi không làm được đâu. Cái thế giới này đối với nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ hy vọng các cô càng xinh đẹp hơn thì tựa hồ không còn kỳ vọng nào nữa, cho dù cha mẹ Giang Đại Nhi cũng không có mấy kỳ vọng vào cô, ưu thế gia đình càng làm cô không tự lập như Hứa Duy. Lệnh Tiểu Yến, khi ấy vẻ đẹp biến thành gánh nặng, làm Giang Đại Nhi cảm thấy mình vô dụng thiếu tự tin, cho dù đi xin việc cũng băn khoăn đối phương phải chăng chỉ để ý tới dung mạo của mình, nên hoảng sợ né tránh. Đại Nhi có thể thử xem. Hứa Duy cung khuyên. Mùa hè bạn ở lại thế nào cũng phải kiếm việc để làm. Giang Đại Nhi còn có một lo lắng là khiến Trương Khắc thất vọng, nhưng mọi người ra sức khuyên nhủ, nhất là Lệnh Tiểu Yến cổ động hết lời, cuối cùng Giang Đại Nhi do dự đồng ý. Thời gian của Trương Khắc rất eo hẹp, hận không thể lôi Giang Đại Nhi đi thử ngay lập tức, tranh thủ quyết định luôn. Nhưng Chu Tiểu Quân đến không đúng lúc chút nào, tay còn mang theo mấy món ăn vặt các cô gái rất thích, lập tức đánh tan ý muốn đi thử của Giang Đại Nhi, đành trì hoãn lại. Chương 185, quả nhiên hoàn mỹ. Mẹ Hứa Tư nhìn con gái, không thấy giống con mình gặp chuyện gì khó khăn, miệng còn mỉm cười, bà biết con gái tâm tư đơn thuần đa cảm, nói không chừng bị chuyện gì đó làm xúc động. Lấy khăn lông đưa cho con. Không sao thì tốt. Mẹ à, vừa rồi cậu gọi điện thoại, nói có người muốn mua nhà của chúng ta, cậu hỏi nhà chúng ta có bán không? Thật sao? Mẹ Hứa Tư không tin lắm. Vệ Trung sao không nói với mẹ trước nhỉ? Hải Sơn, anh vào đây mau. Hứa Hải Sơn đang ở sân giúp người ta sửa xe máy, người nhễ hại mồ hôi, tay đầy dầu mỡ đi vào. Chuyện gì thế? Vệ Trung nói có người muốn mua nhà của chúng ta, anh quyết đi. Có nói mua làm gì không? Mà cái viện tử rách này mà cũng có người mua à? Đương nhiên bán được thì tốt, mặc dù chẳng được mấy đồng, trả được phần nào nợ cũng tốt, nhưng ai chịu mua? Hứa Hải Sơn mừng cuống lên, nhưng vẫn tỏ ra ngờ vực. Hứa Tư trả lời cha. Cậu không nói ạ, đại khái có người thấy nơi này sắp giải tỏa, mới định tới mua nhà, người thường giải tỏa chẳng được bao tiền. Nhưng có người nhờ vả quan hệ, bán được gấp mấy lần. Chuyện Hứa Tư nói thì Hứa Hải Sơn cũng biết, trước khi có phương án giải tỏa, rất nhiều người mua nhà ở vùng Tây Sa Điền, thành phố mặc dù đưa ra tiêu chuẩn giải tỏa, nhưng những người đó chính nhắm vào phí giải tỏa, họ có quan hệ trên thành phố, ai biết kiếm chắc được bao nhiêu. Ở vùng phía đông này người mua nhà ít hơn, nhà ở mặt phố còn có nhiều người nhòm ngó, nhưng những chủ nhà đó không dễ bán nhà đi, không ngờ họ vào tận đây mua nhà. Nhà ở Hứa Tư sâu trong ngõ tới 100 mét. Hứa Hải Sơn gật đầu. Bán đi, chỉ cần đúng theo tiêu chuẩn thành phố là được, đợi giải tỏa tới chỗ này còn mất 2-3 năm nữa. Mẹ Hứa Tư lo lắng. Bán nhà rồi chúng ta ở vào đâu? Lúc đó hẵng hay, thuê phòng có 100 đồng thôi, điều kiện hơi khó khăn một chút, nhưng cứ nghĩ cách trả tiền cho người ta hẵng nói. Hứa Hải Sơn suy nghĩ rất thoáng đạt. Vệ Trung làm giám đốc rồi cũng phải tiêu nhiều tiền. Mẹ Hứa Tư sợ chồng hiểu lầm. Vệ Trung không ép chúng ta bán nhà đâu. Điều này anh biết, ý anh là chúng ta không thể kéo chân cậu ấy. Hứa Hải Sơn làm kỹ thuật lâu năm ở nhà máy, thức khuya dậy sớm giúp người ta làm chút việc riêng, mỗi tháng cũng có thu nhập gần 1.000, mẹ Hứa Tư làm công tạm thời nhưng cũng được 500 đồng một tháng, Hứa Tư chỉ dám nói thu nhập có 2.000, nói nhiều sợ cha mẹ bận lòng, hàng xóm không chừng cũng có lời ra tiếng vào khó nghe. Nếu không có món nợ hơn 20 vạn kia, thu nhập nhà Hứa Tư tính trên mặt bằng Hải Châu cũng là kha khá rồi. Trương Khắc không có thời gian quan tâm tới chuyện quá cụ thể, nếu đã nhờ thi vệ Trung giúp, tin rằng mọi chuyện sẽ được xử lý thỏa đáng, đẩy cửa ra ban công. Đây là tòa nhà độc lập của bệnh viện, công trình thiết bị còn đầy đủ hơn cả khách sạn cao cấp, mỗi một gian phòng độc lập đều có ban công, mặc dù Hứa Duy đã nói rõ quan hệ giữa cô và Từ Học Bình, nhưng Chu Thúc Huệ đích thân tới thăm 2 lần. Bệnh viện sao dám qua loa? Trương Khắc nhìn thấy Hứa Duy ngồi bóng tối ban công đối diện, cảm giác cô rất cô đơn buồn bã, khẽ buông một tiếng thở dài. Hứa Duy lúc này mới phát hiện ra Trương Khắc, vội thu lại tâm sự. Cậu nói về phòng nghỉ ngơi cơ mà. Vừa gọi điện cho chị Hứa Tư. Thấy Hứa Duy lui lại dựa vào tường, giấu toàn thân trong bóng tối, hẳn Hứa Duy luôn tự trách bản thân về chuyện của chị mình, điều cô thể hiện ra ngoài mấy ngày qua đều là lớp vỏ ngụy trang. Em không nói chuyện của chị, hẳn chị biết tình trạng của bản thân, chị hy vọng ngày mai bệnh viện có chẩn đoán thế nào. Thấy Hứa Duy không nói gì, Trương Khắc đành cố khuyên cô. Chị phải làm sao để những ủy khuất 2 năm qua chị Hứa Tư có ý nghĩa?
mơ hồ thấy thân thể Hứa Duy trong bóng tối run run, nghe tiếng khóc cố kìm nén của cô, lòng y chẳng dễ chịu hơn chút nào. Một số chuyện chỉ là cái nhấc tay mà thôi, thế giới này không phải chỉ toàn bao phủ trong bóng đen tối tăm, chị đừng từ chối ý tốt của người khác nữa. Thấy có người mở cửa ban công, Trương Khắc không nói gì thêm, quay trở lại phòng. Ngày hôm sau Phó Tuấn đưa Giang Đại Nhi đi thử, khách hàng yêu cầu đổi người, phía công ty quảng cáo không có lý do gì để từ chối, nói không chừng chỉ hoài nghi Giang Đại Nhi có quan hệ đặc thù gì đó. Vì tránh Giang Đại Nhi khỏi xấu hổ không thể hiện được bản thân, Trương Khắc không cho nhóm Lệnh Tiểu Yến đi cùng. Trương Khắc cùng Tô Tân Đông vừa lên tỉnh thành tới Thịnh Hâm ký hợp đồng, có cơ sở 1.500 vạn Thịnh Hâm cung cấp, Tô Tân Đông tự tin hơn nhiều, ký hợp đồng xong nói rất nhiều ý tưởng về sản xuất với Trương Khắc. Hiện giờ cung ứng một số linh kiện hạch tâm chất lượng cao chỉ có Philip, nếu bản thân có thể tự sản xuất ra linh kiện đó, là có thể phá vỡ sự lũng đoạn của Philip. Giá cả lũng đoạn và giá cả cạnh tranh thị trường là sự chênh lệch trên trời với dưới đất, bước này sớm muộn cũng phải bước đi, mặc dù rất khó, nhưng muốn làm lớn phải phát triển theo hướng này. Đương nhiên hiện giờ Ái Đạt không thể thiếu linh kiện cao cấp do Philip cung ứng, Trương Khắc đồng ý cho Tô Tân Đồng dùng một phần kinh phí nghiên cứu, nhưng tin tức không được tiết lộ ra ngoài. Ái Đạt hiện giờ còn chưa khiến cho Philip chú ý, nhưng sau khi Ái Đạt quật khởi, Philip nhất định sẽ không muốn thấy có người phá vỡ địa vị lũng đoạn của mình. Chẳng may lúc đó bản thân chưa tự cung ứng được linh kiện, Philip lại cắt nguồn hàng thì đúng là dở khóc dở cười. Chu Du không dứt mình ra được, Trương Khắc mượn Lưu Minh Huy từ Cẩm Hồ, bảo hắn lên Bắc Kinh bàn chuyện quảng cáo với DTHTW, tranh thủ phát trong bộ phim truyền hình mới của DTHTW vào tháng 7, mỗi tháng tốn 60 vạn. Thời gian cách bộ phim quảng cáo mới được chiếu chỉ còn 10 ngày nữa. Chu Nhất Bình một trong bốn người đầu tiên người được Trương Khắc tuyển vào Hải Thái cũng theo Chu Du rời bỏ Hải Thái, hắn trực tiếp gia nhập Ái Đạt, hiện giờ tạm thời phụ trách công tác quản lý nhân lực. Ái Đạt sắp mở rộng mạnh, nhân tài là một chướng ngại, thập niên 90, công ty săn đồng người rất hiếm, huống hồ hiện giờ Ái Đạt chẳng có danh tiếng gì, muốn moi được người có kinh nghiệm ở công ty điện tử có tiếng khác là rất khó khăn. Hiện giờ bọn họ nhắm vào một phó giám đốc vô tuyến điện nguyên khí của thành phố Huệ Sơn, thích hợp vị trí giám đốc kinh doanh. Buổi chiều Tô Tân Đông sẽ tới Huệ Sơn hội họp với Chu Nhất Bình tiến hành tiếp xúc với người này. Cùng Tô Tân Đông ăn cơm xong, Trương Khắc quay về bệnh viện, tới nơi được cho biết Hứa Duy sau khi nghe kết quả hội chẩn đã kiên trì làm thủ tục xuất viện. Trương Khắc cứ đứng ngây ra tại chỗ mất một lúc mới nhớ gọi điện qua nhà Tạ Vãn Tình, Hứa Duy quả nhiên ở đó, còn nghe thấy giọng Giang Đại Nhi. Hứa Duy không biết số điện thoại di động của Trương Khắc nên khi làm thủ tục xuất viện không báo được cho y, nhưng đã liên lạc với Chu Thúc Huệ trước rồi. Toàn bộ chi phí nằm viện cùng thuốc men của Hứa Duy do Đại học Đông Hải chi trả, đương nhiên đó là tác dụng của ánh hào quang tỉnh trưởng, nếu không số thuốc men đắt tiền chữa trị cho Hứa Duy không thuộc phạm vi chi trả. Làm như thế có lẽ trong lòng Hứa Duy không dễ chịu lắm, song Trương Khắc dứt khoát không cho cô tự gánh chi phí chữa trị. Cuối cùng Hứa Duy cũng chịu nhượng bộ. Trương Khắc thở phào, ở lại bệnh viện hỏi thăm chi tiết bệnh tình của Hứa Duy, đồng thời đợi Phó Tuấn đến đón. Kết quả thế nào? Trương Khắc vừa ngồi vào xe đã hỏi ngay. Qua rồi, buổi sáng đã quay phim xong, phối âm đã được ghi, đợi buổi chiều làm thành phim, giám đốc của Phi Hồng vỗ ngực nói lần này đảm bảo làm Khắc thiếu gia hài lòng. Phó Tuấn nói chuyện với Trương Khắc qua gương chiếu hậu. Chương 186, Thế giới nội tâm của Mỹ nữ. Thật đấy à? Trương Khắc không nghĩ có thể thuận lợi như thế, còn tưởng Giang Đại Nhi phải mất một thời gian mới có thể tự nhiên đứng trước ống kính, đặc biệt là phần phối âm, sao có thể thử một lần là làm người ta thỏa mãn được. Anh không gạt tôi đấy chứ. Có gạt cũng là giám đốc của Phi Hồng, tôi chỉ thuật lại lời của ông ta thôi. Nếu thuận lợi như thế còn có thể kịp về Hải Châu thi cuối kỳ. Trương Khắc dục Phó Tuấn tăng tốc tới khu đô thị Thanh Sơn. Khu đô thị Thanh Sơn khi đó có rất ít nhà cao tầng. Nằm phía nam hồ Tây Hà, mở cửa sổ ra là công viên lớn nhất tỉnh thành, Tạ Vãn Tình mua năm 92, với giá tận 3.000 một mét vuông, trong trí nhớ của Trương Khắc tựa hồ phải 4-5 năm sau giá nhà ở của tỉnh thành mới đạt mức này. Cho nên sống trong khu đô thị Thanh Sơn toàn những người phú quý, chiếc Passat của Trương Khắc đỗ ở bãi đỗ xe chẳng có chút nổi bật nào. Cả bốn cô gái đều có mặt, nhà mỗi tuần có giúp việc tới dọn dẹp, bốn cô gái chỉ cần đem quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân tới. Không phải chuẩn bị thêm quá nhiều, ngoài ra còn có hai cu ly miễn phí là Chu Tiểu Quân và Phó Tuấn nên không vất vả gì. Khi Trương Khắc tới nơi thì đám Hứa Duy đang quây quanh Giang Đại Nhi,
ép cô biểu diễn lại nội dung quảng cáo, thấy Trương Khác vào, Lệnh Tiểu Yến cười xấu xa. Bọn mình không cần cũng được, nhưng Trương Khác thể nào cũng phải xem chứ. Bạn hớp lấy hồn của Kaita, nói không chừng sau này cậu ta mời bạn làm đại sứ hình tượng cho công ty nhà cậu ấy đấy. À, giám đốc của công ty quảng cáo chính là lão lùn xùn xấu xí lần trước bám lấy Giang Đại Nhi ở trên đường mời bạn ấy quay quảng cáo đấy. Lần trước còn tưởng lão ta có mưu đồ xấu với Đại Nhi, đúng là oan cho lão ta. Thì ra ba cô gái làm xong thủ tục xuất viện là chạy thẳng tới công ty quảng cáo xem tình hình của Giang Đại Nhi, không ngờ tới nơi thì xong hết cả rồi. Nhân viên chế tác khen cảm thụ âm nhạc, giọng nói và độ ăn hình của Giang Đại Nhi hết lời. Đám Hứa Duy không được nhìn thấy, nên lúc này mới đòi cô biểu diễn lại, dù chỉ nói lại câu quảng cáo cũng được, nhưng Giang Đại Nhi sống chết đều không chịu. Trương Khác không tưởng tượng ra được hình ảnh Giang Đại Nhi trước ống kính máy quay, trong ấn tượng của y, cô thuộc loại thiếu nữ không biết thể hiện bản thân, có lẽ chính vì bề ngoài hoàn mỹ của cô khiến người ta không để ý tới phẩm chất khác, kìm nén khả năng khác của cô phát triển. Thấy Giang Đại Nhi nhắm tịt mắt mặt đỏ bừng dứt khoát nói không, Trương Khác không muốn làm khó cô, bên công ty quảng cáo đã nói ok rồi, vậy đợi phim mẫu làm ra cũng không muộn. Trương Khác cũng biết một số người trước ống kính tự nhiên trấn tĩnh, còn trong cuộc sống hàng ngày lại rất khép mình nhút nhát. Nhà của Tạ Vãn Tình có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, cùng phòng ngủ dành cho khách và giúp vệ. Tầng trên có 3 phòng, phòng ngủ chính, phòng trẻ con và thư phòng. Phòng ngủ chính của Tạ Vãn Tình đó là chốn riêng tư chứa kỷ niệm của cô và chồng, nên mọi người không thể dùng. 4 cô gái ngủ ở phòng trẻ con và thư phòng ở tầng trên, Trương Khác và Phó Tuấn ở 2 phòng ngủ tầng dưới. Trên tầng 2 ngoài 3 gian phòng ra còn có một sảnh nhỏ, chuyển bàn trong thư phòng ra, thành giống một quầy bar nhỏ, không gian trống ở thư phòng đủ trải mấy tấm đệm. Kiếp trước Trương Khác sống ở khách sạn nhiều phát ngát rồi, nhìn nhóm Hứa Duy chỉ huy Chu Tiểu Quân, Phó Tuấn bố trí phòng óc, vui vẻ đứng bên xem. Sắp xếp phòng xong 4 cô gái nhao nhao muốn ra chợ mua thức ăn về tự làm, Phó Tuấn liền lái xe chở các cô đi. Xe Passat không được rộng như chiếc Audi, lại không có biển quân đội để thoải mái chở vượt trọng tải, Trương Khác và Chu Tiểu Quân ở lại, ngồi trong phòng khách xem đĩa giết thời gian, lúc này mới nhớ ra dù bên công ty quảng cáo mang băng tới cũng chẳng có đầu video để xem. Trương Khác gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình, biết nhà từ học Bình có đầu video không dùng, lại gọi cho Chu Thúc Huệ, nghe nói bên Trương Khác tối nay liên hoan, bà nói sẽ dẫn bà tiểu nha đầu tới ăn cơm, còn nói. Lâu lắm không náo nhiệt như thế rồi. Từ chỗ Tạ Vãn Tình được biết Từ Chí Minh là người rất hiếu khách, thường rủ bạn tới chơi uống say túy lúy, khi ấy Từ Học Bình và Chu Thúc Huệ rất phiền lòng, hiện giờ đột nhiên trở vắng vẻ, Chu Thúc Huệ nói thế ít nhiều có chút thương cảm. Chu Thúc Huệ nghỉ hưu rồi mong mỏi trong nhà trở nên náo nhiệt, hết hè chỉ đồng sẽ trở lại bên mẹ, tới Hải Châu đi nhà trẻ. Tới lúc đó chẳng biết trong lòng bà còn cô đơn lạc lõng thế nào, thêm vào địa vị của Từ Học Bình, làm bà rất đề phòng người bên cạnh. Thế nên thấy bên này náo nhiệt Chu Thúc Huệ rất vui, dù sao Hứa Duy và Giang Đại Nhi tâm cơ đều đơn thuần, Lệnh Tiểu Yến mặc dù hơi khôn khéo thực dụng, nhưng là cô gái tốt nhiệt tình, không khiến người ta ghét. Chẳng biết nhóm Hứa Duy đi mua thức ăn tới lúc nào mới về, Trương Khác bảo Chu Tiểu Quân cùng mình thuê taxi tới Tân Mai Uyển lấy đầu video, thuận tiện đón người. Chu Tiểu Quân tất nhiên là sẵn lòng, hắn sinh ra trong gia cán bộ, nhưng chưa từng tiếp xúc với cán bộ cao cấp. Càng mẫn cảm với chênh lệch giai tầng hơn người khác, không tránh khỏi có chút thực dụng, luôn dè dặt lấy lòng Trương Khác và Chu Thúc Huệ. Chỉ Đông, Tích Xung, Tích Phú đang nô đùa trên bãi cỏ, ba khuôn mặt đáng yêu bị nắng chiếu đó rát đẫm mồ hôi, thấy Trương Khác xuống xe, họ reo quấn lấy y. Trương Khác nghĩ ba tiểu nha đầu này thế nào mai ra cũng đen đi, kéo chúng vào phòng át, giúp Lý Minh Du rửa mặt ba tiểu nha đầu, đợi Chu Tiểu Quân đem đầu video ra, mọi người cùng tới khu Thanh Sơn. Đột nhiên kéo cả đống người vào nhà Tạ Vãn Tình, Trương Khác hơi ngại, gãi đầu nói. Cháu làm phiền thím Chu rồi. Cháu nói gì thế, thực ra các bác cũng sợ vắng vẻ, lúc nào cũng chỉ mong trong nhà náo nhiệt, bác từ cháu ngồi vào cái vị trí hôm nay, bác muốn tìm người thân cận chẳng dễ, giờ trong nhà có Tích Phú Tích Xung, bác từ cháu tuy không nói ra, nhưng cười nhiều hơn trước đấy. Mà bệnh Hứa Duy có nặng không, giờ bác không thể tùy tiện đi đâu được nữa, tới đâu cũng kinh động cả đống người. Bọn họ tìm đủ mọi người tiếp cận, ôi, làm bác thậm chí không dám gọi điện hỏi thăm chuyện Hứa Duy. Chẳng thể nói Chu Thúc Huệ làm cao, nhưng không có những phiền não này, bà sẽ còn cô đơn hơn nhiều. Nhà Tạ Vãn Tính vốn được tính là rộng, nhưng 7-8 người vào,
lại còn có ba tiểu nha đầu suốt ngày chạy loạn lên, tức thì trở nên hơi chật chội. Đám Hứa Duy mua thức ăn về, trừ Giang Đại Nhi ra thì mọi người đều có thể giúp nấu nướng, bao nhiêu người nóng lòng trổ tài như thế, Trương Khắc vui vẻ khoanh tay nhìn, hỏi Giang Đại Nhi chuyện buổi sáng. Lúc đó chẳng hề thấy sự tồn tại của người khác, cảm giác hết sức nhẹ nhàng tự do, nên thuận lợi quay xong rồi tôi còn chẳng biết. Giang Đại Nhị kể lại, vẻ thẹn thùng của cô quyến rũ vô cùng. City Phi Hồng là do Diệp Kiến Bân tiến cử, đại đa số quảng cáo của Thịnh Hâm do Phi Hồng làm, giám đốc Kính Phi Hồng trước kia làm việc ở DTH tỉnh, sau từ chức lập công ty riêng, có chút tài năng, mối quan hệ hệ không kém, nếu không đã chẳng vừa lập công ty đã nhận được hợp đồng của Thịnh Hâm. Trong lúc mọi người chuẩn bị cơm tối thì Kính Phi Hồng mang băng quảng cáo tới, có Chu Thúc Huệ ở đây, mọi người đều kiềm chế, Trương Khác và Giang Đại Nhi lên tàu bàn công việc, mấy cô bạn không dám quấn lấy. Kính Phi Hồng vừa vào phòng đã oán trách. Khác thiếu gia có nhân tuyển tốt như thế mà lúc đầu còn cứ giấu làm gì. Hại chúng tôi tìm ba bốn người đều không làm cậu hài lòng, chi phí phụ trội này có tính vào không? Trương Khác cười mặc cho ông ta than phiền, dục ông ta bật băng. Thiết kế quảng cáo không thay đổi chút nào, bắt đầu với cặp môi mỏng ướt kiều diễm đầy phong tình lại có chút tinh nghịch đang khẽ ngâm nga, trong tích tắc đó, trái tim Trương Khắc hoàn toàn bị chinh phục, Giang Đại Nhi đúng là cô gái khi chỉ có một mình hoàn toàn giải phóng bản thân mới phát tán vẻ đẹp và khí chất thực sự. Ấn tượng về cô gái lúc nào cũng xấu hổ bẽn lẽn hòa toàn bị ma lực của Giang Đại Nhi trước ống kính xòa nhà, khi cô độc lập đối diện với nội tâm của mình, cho bản thân cơ hội thể hiện. Mỗi một thần thái biến hóa nhỏ đều như lời thổ lộ hoàn chỉnh gửi gắm hết được điều cô muốn diễn đạt với mọi người. Cả giọng nói của cô, mặc dù êm ái dễ nghe, nhưng quá nhu mì, Trương Khắc hoàn toàn không ngờ giọng Giang Đại Nhi trong phim giàu sức biểu cảm như thế, chỉ khẽ hát một khúc ngắn ban đầu như ma âm hút hồn y. Đúng thứ tôi muốn rồi. 15 giây chớp mắt đã qua, Trương Khắc không cần xem lại, Giang Đại Nhi đã thể hiện khá hoàn mỹ ý tưởng của y. Cho các vị thêm một ngày. Tôi muốn thập toàn thập mỹ. Kinh Phi Hồng chưa hết xúc động. Tôi làm quảng cáo bao năm, đây là phim quảng cáo tôi hài lòng nhất. Tôi mong phim quảng cáo này có thể giúp công ty chúng tôi chiếm giải thưởng quảng cáo tổ chức ở Thanh Đảo năm nay. Trương Khắc nhếch mép nói. Chi phí chế tác giảm một nửa thì tôi sẽ suy nghĩ. Kinh Phi Hồng cười nịnh nọt. Người lắm tiền nhiều của Như Khắc thiếu gia sao cần so đo mấy vạn đồng nhỏ nhoi với công ty tí xíu chúng tôi chứ ạ? Trương Khắc mặc xác ông ta lại nhảy, cầm điều khiển thua lại phim quảng cáo. Kính Phi Hồng cuối cùng phải chịu thua. Được, giảm một nửa thì giảm một nửa, ai bảo ý tưởng quảng cáo là của cậu. Vậy đem đi tranh thưởng hoàn toàn lấy danh nghĩa của City Phi Hồng chúng tôi nhé. Tôi so đo mấy đồng nhỏ đấy, phim quảng cáo này sẽ phát trên DTHTW, nếu có thể được phần thưởng năm về quảng cáo của DTHTW thì ông chẳng cười toét miệng. Nếu ông sảng khoải một chút thì phải miễn toàn bộ chi phí cho tôi mới đúng. Kính Phi Hồng tuy cười nhưng tuyệt không chịu miễn phí, hai người khách sáo giả dối một hồi, Kính Phi Hồng lại hỏi. Tất cả quảng cáo của điện tử Ái Đạt sẽ dùng tiểu thư Đại Nhi chứ? Trương Khắc quay sang nhìn Giang Đại Nhi từ đầu đến giờ luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh y, thấy cô không có ý từ chối, liền gật đầu. Đúng, mong các vị làm cho tinh mỹ một chút. Đương nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy người có tiềm chất biểu diễn như tiểu thư Đại Nhi, không chỉ ngoại hình mê hoặc, giọng nói càng mang âm điệu đặc biệt, chỉ là phim quảng cáo không thể làm tiểu thư Đại Nhi thể hiện hết tài năng, nếu cô ấy vào giới biểu diễn, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nếu Khác thiếu gia đồng ý, City Phi Hồng chúng tôi sẽ bao toàn bộ tiểu thư Đại Nhi. Kính Phi Hồng nói với bộ mặt mong mỏi khao khát không thể che giấu. Trương Khác chẳng ưa gì minh tinh điện ảnh, nói là có chút thành kiến cũng không quá. Giờ giới diễn viên còn đỡ một chút, chứ vài năm nữa, ngày nào cũng có vô số chuyện tởm lợm phơi bày ra. Bảo Giang Đại Nhi phát triển trong giới điện ảnh thì Trương Khắc không có tâm tư nào ủng hộ, nhưng bỏ đi sự e lệ giọng ca của cô rất mê hoặc, có khi có tiền đồ phát triển thành ca sĩ. Trương Khắc được Thiệu Tâm Văn trịnh trọng giới thiệu cho City Phi Hồng, Kính Phi Hồng không biết rõ lắm về y và City Ái Đạt, nhưng bạn học cũ giới thiệu, ông không dám có chút qua loa. Trừ hơi khắt khe về việc trình độ chế tác của City Phi Hồng ra thì Trương Khắc là người rất dễ tiếp xúc, nhưng Kính Phi Hồng thấy Trương Khắc có tư cách chê bai, vì chê bai của y giúp City Phi Hồng thu được không ít lợi ích, vì y luôn chỉ ra thiếu sót trong chế tác quảng cáo, đồng thời tuyệt đối không bỏ qua chi tiết nào khiến y không vừa lòng, trình độ chế tác quảng cáo của Phi Hồng thời gian qua bị y ép mà tăng lên một bậc. Có một người như vậy quất roi vào đám chế tác, Kính Phi Hồng ngủ cũng cười được,
chỉ là mỗi lúc phim quảng cáo bị trả về tâm tình không dễ chịu lắm, may mà qua được cửa ải này. Tổng giám chế quảng cáo của Phi Hồng không ưa Trương Khác, hôm nay làm xong phim mẫu, hắn kiếm cớ dẹp luôn cho êm chuyện. Ai mà muốn tác phẩm của mình bị người ta chê bai tối mặt chứ? Sau này chúng ta không nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt nữa được không? Lãng phí thời gian, tốn kém, riêng người mẫu đã đổi 4 cô, căn bản chẳng kiếm được xu nào. Kính Phi Hồng thì quyết định dù có lỗ cũng phải nhận chế tác quảng cáo cho Ái Đạt, Thiệu Tâm Văn có nói với hắn. Trình độ chế tác của các anh mà làm cho Ái Đạt vừa lòng là có tiềm chất của công ty quảng cáo hạng nhất rồi. Hắn không biết lời này của Thiệu Tâm Văn là tôn sùng cá nhân Trương Khác, mà cho rằng ám thị Ái Đạt có khí phách của công ty lớn. Nếu Sony, Philip mà tới tìm Phi Hồng nhờ làm quảng cáo, dù có trả thêm tiền Kính Phi Hồng cũng làm. May mà bọn họ không đề xuất tới Ái Đạt chụp ảnh thực tế, nếu không thế nào cũng tìm Thiệu Tâm Văn oán trách. Cái nhà máy rách nát, lại trả tí xíu tiền còn dám kén chọn như vậy. Kính Phi Hồng nghĩ Ái Đạt là công ty lớn, quay phim xong có thể đem thẳng lên DTHTW phát, nên tất nhiên ra sức lấy lòng Trương Khác. Phó Tuấn đưa Giang Đại Nhi đến thử, hắn nhận ngay ra là giai nhân từng từ chối hắn một cách vô tình, trong lòng hơi bất mãn, cô gái quảng cáo trước đó hắn nhận lời lăng xê lên, chưa chấm mút được gì thì Trương Khác đã nhét người của mình vào, hắn vui thế quái nào nổi. Kính Phi Hồng cho rằng Giang Đại Nhi dựa vào quan hệ đặc thù với Trương Khác cướp lấy vị trí, dù sao cũng không thể trái ý khách hàng, nên đành đồng ý đổi người. Ai ngờ Giang Đại Nhi vừa đứng trước ống kính liền tỏa ánh hào quang chói lọi, giọng ca càng hấp hồn hắn, mỹ nhân thế này không vào giới biểu diễn thì uổng phí của trời. Trong lúc quay phim, Kính Phi Hồng đã dụ Giang Đại Nhi vào giới biểu diễn, công ty sẽ bao cô toàn bộ, Giang Đại Nhi chỉ cần quay phim quảng cáo, không cần nhận lời bất kỳ chuyện gì khác, lúc này thấy Trương Khác lại không nhịn được khuyên nhủ. Bất kể Kính Phi Hồng tâng bốc và cổ động có sức hấp dẫn thế nào, Giang Đại Nhi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Trương Khác, giữ nụ cười điềm đạm. Trương Khác cũng không tỏ thái độ gì, dù sao đó là chuyện riêng của Giang Đại Nhi, lấy băng ra, nói với ý tiễn khách. Chuyện tiếp theo nhờ vào giám đốc Kính. Đương nhiên rồi, chuyện khác thiếu ra sao tôi không tận tâm cho được. Kính Phi Hồng trước khi xuống lầu còn lưu luyến quay lại nhìn Giang Đại Nhi. Khác thiếu ra suy nghĩ lại chuyện tiểu thư Đại Nhi lần nữa đi. Trương Khác cười đưa tay mời Kính Phi Hồng xuống lầu, đang định đi theo thì Giang Đại Nhi ở sau nói nhỏ. Trương Khác, cậu thấy sao? Trương Khác biết cô đang đấu tranh tư tưởng, vậy mà cứ ngồi im không nói, đúng làm khó cô rồi. Nhưng không ngờ Giang Đại Nhi lại hỏi ý kiến mình, quay đầu lại thấy vẻ mong đợi và tín nhiếm trong ánh mắt của cô, Trương Khác động lòng, đợi Kính Phi Hồng xuống thang hẳn rồi mới hỏi. Còn Đại Nhi nghĩ thế nào? Đôi khi tự đem so với đám Hứa Duy, tôi phát hiện mình thật là vô dụng. Giang Đại Nhi khẽ cắn môi, nhưng không tránh ánh mắt của Trương Khác. Tôi lại không tìm được người tâm sự. Trương Khác đoán trước được tâm lý của cô, cười ôn hòa, khoanh tay đợi Giang Đại Nhi nói trước. Tôi. Giang Đại Nhi mở miệng mấy lần mà không phải nói ra thế nào, nhất là phía dưới tiếng cười nói rầm rĩ không phải hoàn cảnh tốt bày tỏ tâm sự, bất ngờ nắm lấy tay Trương Khác kéo vào phòng, chốt cửa lại. Nhìn Giang Đại Nhi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh ẩn nước, bầu ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, làm toàn thân Trương Khác nóng dâm ran, phải lấy hết nghị lực kiềm chế không ôm lấy cô, in dấu lên cặp môi cong gợi cảm kia. Tôi hát cho cậu nghe nhé. Giang Đại Nhi lấy hết dũng khí nói ra một câu, rồi thở hắt ra một hơi, cứ như lấy quyết tâm lên pháp trước. Không biết vì sao, ưu sầu luôn quấn quanh tôi. Mỗi ngày tôi đều mong mỏi, xua đi tịch mịch của ái tình. Từ hôm ấy, anh ấy nói với em, vĩnh viễn yêu em, trăm vạn lời nói theo áng mây trôi đi. Mai tiếp nhớ, chương 187, để tôi làm quản lý. Giọng ca ẩn chưa cô đơn tịch mịch vô hạn của Giang Đại Nhi như bọt nước li ti không ngừng nổi lên từ dòng suối trong vắt, bùng nở mỹ lến, song chớp mắt tan biến, bài thiên ngôn vạn ngữ của Đặng Lệ Quân cứ thế được Giang Đại Nhi diễn lại một cách hoàn mỹ. Hai tay Giang Đại Nhi chắp trước ngực, chiếc cổ thiên nga trắng dướn lên, mắt nhìn về phía trước, từ góc độ của Trương Khác nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt cô. Trương Khác thừa nhận Giang Đại Nhi lúc đó làm lòng y sao động. Ấn tượng trong tích tắc e mãi mãi ghi sâu trong lòng y không phai mờ, thậm chí Trương Khác không còn dũng khí nhìn vào đôi mắt sáng chứa đầy nước mắt đó. Đặng Lệ Quân đã mất ngày 8 tháng 5 năm nay ở Thái Lan sau một cơn hen suyễn, làm người hâm mộ khắp thế giới thương tiếc không thôi.
Giọt nước mắt của Giang Đại Nhi có lẽ vì một ngôi sao lớn đã tắt, có lẽ là hồng nhan tự thương bản thân, Trương Khắc biết dưới vẻ bề ngoài mê người của cô còn chứa một trái tim cũng khiến trái tim người khác rung động không hề thua kém. Trương Khắc khẽ thở ra một hơi, định mở cửa ra ngoài bình phục lại tâm tình, tránh đưa ra quyết định trong lúc thiếu sáng suốt, nhưng thấy Hứa Duy đang đi xuống lầu, chắc cô đi lên nghe thấy giọng ca Giang Đại Nhi lại quay xuống. Trương Khắc quay đầu lại nhìn Giang Đại Nhi, cô ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhưng càng trong hơn, kiên định hơn, Trương Khắc gật đầu nói. Tôi muốn nhìn thấy Đại Nhi mãi mãi thế này. Thực sự có thể được chứ? Mắt Giang Đại Nhi đôi mắt mê ly, Trương Khắc khẽ gọi mỗi tiếng Đại Nhi mà làm trái tim ngây thơ của đập rộn lên. Được mà. Trương Khắc cười, đôi mắt Đại Nhi đẹp tới mức làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Đại Nhi sẽ làm được. Trương Khắc không dám ở lại, vội đi xuống lầu, Giang Đại Nhi khó khăn lắm lấy được dũng khí biểu lộ bản thân, vừa ra khỏi phòng dũng khí đó tan biến hết, lại thành cô gái hay thẹn thùng, Hứa Duy vờ như không thấy gì tự nhiên đi xuống. Kính Phi Hồng vừa đi, Lệnh Tiểu Yến rối rít hỏi hiệu quả phim quảng cáo thế nào, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lấy đầu video xuống phòng khách chiếu ọi người xem, có Chu Thu Huệ ở đây, Lệnh Tiểu Yến cố kiềm chế kích động nói. Thế nào, tôi đã bảo Đại Nhi nhất định sẽ làm được mà. Quảng cáo này đem chiếu trên DTHTW cũng đủ tư cách. Thì quảng cáo này vốn mang tới DTHTW phát mà. Trương Khắc tâm tình rất tốt. DTHTW chỉ phát 5 giây cuối, còn các DTH khác sẽ chiếu trọn vẹn 15 giây. Vậy Đại Nhi chẳng phải sẽ thành danh rồi. Lệnh Tiểu Yến rất hưng phấn. Công ty nhà cậu xác định muốn mời Đại Nhi làm đại sứ hình tượng chứ. Trương Khắc nhìn sang Giang Đại Nhi. Trong mắt cô ẩn chứa ngượng ngùng và mong đợi, liền mỉm cười nói. Người mẫu quảng cáo có tiếng trong nước mỗi năm làm đại sứ chừng 8 vạn, tôi không thể trả giá cao hơn được, công tác sẽ rất vất vả, chỉ có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty tôi, cũng có thể tìm người quản lý. 8 vạn á? Trương Khắc chưa nói hết, Lệnh Tiểu Yến đã ré lên. Chu Tiểu Quân làm việc ở Ủy ban Thương mại, lương cơ bản có 400, chẳng phải làm 20 năm mới bằng một năm lương của Đại Nhi. Lương cơ bản của nhân viên công vụ phổ thông không cao, mỗi năm thêm vào các loại thưởng chừng 1 vạn, có điều nới tới địa phương điều tra nghiên cứu, họp hành thì có chi phí khá khả quan. Tiếng thét Lệnh Tiểu Yến làm Chu Thúc Huệ chú ý, bà hỏi. Tiểu Chu làm việc ở Ủy ban Thương mại à? Vâng ạ, năm nay cháu vừa tốt nghiệp tháng 8 mới đi báo danh. Công việc tốt đấy. Chu Thúc Huệ chỉ thuận miệng nói thế là hết, Chu Tiểu Quân và Lệnh Tiểu Yến đều tỏ ra khá thất vọng. Trương Khắc cười thầm, Chu Thúc Huệ là cán bộ thâm niên, bà hỏi tới là nói rõ để ghi nhớ trong lòng rồi, chẳng lẽ còn mong bà hứa hẹn gì đó sao? Vội gạt bọn họ qua, tránh họ quá nóng vội mà tự hủy tiền đồ của mình. Giang Đại Nhi không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, há miệng đứng ngây ra không biết phải nói gì, lúc này Trương Khắc không nói kỹ hơn được. Ăn tối xong, Trương Khắc sai Phó Tuấn đưa Chu Thúc Huệ và Chỉ Đồng về Tân Mai Uyển, Lý Minh Du và hai tiểu nha đầu đêm nay ở lại đây. Chuyện quảng cáo giải quyết thuận lợi, Trương Khắc quyết định ngày mai về Hải Châu, cố gắng không bỏ kỳ thi cuối kỳ, phải giữ thể diện cho các phía. Đợi Chu Thúc Huệ đi rồi, Trương Khắc nhắc nhở Chu Tiểu Quân. Anh Chu có hơi quá nóng vội đấy. Trương Khắc nói thế làm Chu Tiểu Quân ít nhiều không cam tâm, mặt đỏ bừng, Trương Khắc lắc đầu, hắn còn chẳng bằng mình lúc tốt nghiệp, đại khái là nguyên nhân từ phía gia đình, mặc dù Chu Tiểu Quân lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa, nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo. Nhưng là sự kiêu ngạo khó chấp nhận, nếu vừa tốt nghiệp xong đã để hắn quá thuận lợi, ngược lại sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp của hắn sau này. Song Trương Khắc cũng chỉ nói đến thế. Chuyện nho nhỏ này, người bên cạnh tất nhiên không chú ý tới. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng kéo Giang Đại Nhi tới hỏi Trương Khắc chuyện đại sứ hình ảnh, lương tới 8 vạn một năm, đương nhiên không chỉ đơn giản là quay phim quảng cáo, còn phải tham dự hoạt động tuyên truyền của công ty tổ chức ở các nơi. Các cô đều học mậu dịch quốc tế. Nên hiểu kiến thức cơ bản, Lâm Băng lo lắng hỏi. Công ty nhà cậu sẽ không bắt Đại Nhi làm việc không hay chứ? Ghế sofa ở phòng khách bị hai tiểu nha đầu chiếm cứ, đám Trương Khắc ngồi quanh bàn ăn nói chuyện, nghe Lâm Băng hỏi thế, Trương Khắc hiểu ý, xong nhếch mép hỏi lại với vẻ bỡn cợt. Chuyện không hay gì? Lâm Băng chưa học được quan sát sắc mặt của Lệnh Tiểu Yến, ấp úng nói. Như tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu, hoặc khách hàng. Đề xuất, một số yêu cầu đặc thù. Xã giao thông thường tất nhiên phải có, còn về yêu cầu đặc thù mà chị nói, nếu Đại Nhi đồng ý, công ty sẽ trả thêm tiền.
Bốp còn chưa nói hết đã ăn một đòn vào gáy, Trương Khắc quay đầu lại thấy Hứa Tư hai tay chống nạnh đang nhìn y chừng chừng. Tí cái tuổi đầu nói toàn chuyện bậy bạ, yêu cầu đặc thù là cái gì hả? Thật không hiểu đầu óc bọn nhóc bây giờ chứa cái gì. Còn nữa, cậu gọi đại nhi chống không như thế à? Thấy Hứa Tư sức khỏe hồi phục một chút, quay lại thái độ chỉ cả trước kia với y, Trương Khắc lưng ớn lạnh, cười gượng. Tại Lâm Băng hỏi lung tung trước. Lệnh Tiểu Yến cười khinh khích. Cái khác mình chẳng lo, chỉ lo Trương Khắc thừa cơ đề xuất yêu cầu đặc thù, đại nhi ngốc nghếch rất dễ thiệt thòi lớn, chúng ta phải giúp bạn ấy một người quản lý có thể trấn áp được Trương Khắc, tránh cậu ta sinh mưu đồ xấu với đại nhi. Giang đại nhi không chịu được mọi người chọc ghẹo, mặt đỏ như gấc chín, cô ngồi bên trái Trương Khắc, y ngồi thẳng người lợi dụng ưu thế chiều cao nhìn qua khe hở cổ áo, có thể thấy diềm áo lót tơ màu đen, cùng một khoảng trắng lóa mắt, nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng lúc này thực sự muốn đề xuất yêu cầu đặc thù. Giang đại nhi phát hiện ra ánh mắt lén lút của y, hơi chột dạ nói. Hứa Duy giúp mình được không? Chỉ cần chị muốn, chó mèo gì cũng được, có điều công việc của người quản lý rất phức tạp, sợ chị Hứa Duy không chiếu có được đâu. Trương Khắc lắc đầu ra chiều không tin tưởng. Đến năm đứa bé tôi còn chiếu cố được, một mình đại nhi có gì mà khó. Thấy Hứa Duy dễ dàng sụp bẫy, Trương Khắc chẳng cảm thấy có chút thành tựu nào. Người quản lý không phải giúp việc đâu. Trong nước rất nhiều giúp việc, nhưng người quản lý thực sự rất hiếm có, đừng tưởng cho rằng chỉ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của đại nhi là được, đó là giúp việc không phải quản lý. Hứa Duy không còn mạnh miệng nữa, hỏi. Vậy thế nào mới là một quản lý thực sự? Làm quản lý phải phụ trách lập kế hoạch phương hướng phát triển cho chị đại nhi, phải giúp chị ấy tìm người huấn luyện chuyên nghiệp, quyết định tham gia vào những loại hoạt động nào để tạo dựng hình tượng công chúng. Khi chị đại nhi thực sự vào nghề, người quản lý phải giúp chị ấy xử lý tất cả lời mời, công việc ngoài luồng, để chị đại nhi chuyên tâm nâng cao trình độ biểu diễn. Ví như chị đại nhi hiện giờ còn kém xa một đại sứ hình tượng hợp cách, phải mời nhà thiết kế tới chuyên môn thiết kế trang phục thích hợp, chị ấy phải chủ trì hoạt động thương nghiệp của công ty, cũng cần chuyên gia hướng dẫn. Nếu xác định đi theo hướng ca sĩ, phải liên hệ với người sáng tác, đơn vị phát hành băng đĩa, rồi liên hệ với DTH, đài phát thanh để được lên sóng. Tham gia hoạt động âm nhạc xúc tiến hình tượng công chúng, tổ chức huấn luyện mang tính chuyên môn. Những điều này cần năng lực lập kế hoạch và tầm nhìn bao quát, khi chị đại nhi thành danh rồi, quây quanh chị ấy sẽ là cả một đoàn thể, người quản lý chính là lãnh đạo đoàn thể bao gồm thiết kế trang phục, giúp việc, trợ thủ tuyên truyền, vệ sĩ. Trương Khắc nói thao thao bất tuyệt làm mọi người u tai chóng mặt, mặc dù bọn họ hiểu những lời Trương Khắc nói đúng là định nghĩa về một người quản lý, nhưng trong nước kiếm đâu ra người quản lý xuất sắc như vậy. Đa phần nghệ sĩ nổi tiếng đều dùng người nhà, vai trò giống vai trò giúp việc hay trợ lý tư nhân hơn, không phải là quản lý đúng nghĩa. Theo yêu cầu của cậu, đại nhi muốn tìm một người quản lý không phải là dễ. Hứa Duy suy tư nói. Em chứ ai, chị không thấy em nói đâu ra đó à? Chứ em ra còn ai có tư cách làm quản lý của chị đại nhi? Chị Hứa Duy nhiều lắm chỉ có thể làm trợ lý tư nhân phụ trách chuyện ăn ở. Trương Khắc vỗ ngực nói. Sao tôi cảm thấy không ổn nhỉ? Hứa Duy nhìn Trương Khắc soi mói. Sao cậu lại quen thuộc chuyện này như thế? Không phải cậu có mưu đồ khác, nên đào sẵn hố đợi đại nhi nhảy vào đấy chứ? Lệnh Tiểu Yếu và Lâm Băng đưa mặt nhìn nhau, Lâm Băng nghiêm túc gập ngón tay nói. Trương Khắc chủ động tìm đại nhi làm quảng cáo này, lại mời đại nhi làm đại sứ hình ảnh này, tự xung phong làm người quản lý này, vòng đi vòng lại đều xoay quanh cậu ta, không phải cái bẫy cậu ta dày công thiết kế thì là cái gì? Cuối cùng cảm thán một câu. Tí tuổi đầu nhưng câu phu theo đuổi con gái đúng là hạng nhất đấy. Quay sang nháy mắt với Lệnh Tiểu Yến. Mình còn cho rằng Tiểu Quân nhà bạn lắm trò, chẳng phải mình hạ thấp Tiểu Quân, chứ so với Trương Khắc chỉ có nước sách dép thôi. Lệnh Tiểu Yến buông một tiếng thở dài, làm bộ đau xót. Đáng hận là đại nhi cam tâm tình nguyện nhắm mắt nhảy vào. Té ra lại hè nhau trêu ghẹo đại nhi, Giang đại nhi mặt đỏ bừng bừng. Chỉ biết nghe bọn họ cười vang thích thú, hoàn toàn không phản kích được. Trương Khắc thì nghiêm túc, y biết rõ ràng đại nhi muốn đi lên con đường ca sĩ nổi tiếng chẳng phải là chuyện đơn giản, giọng ca tự nhiên chưa qua mài giũa của Giang đại nhi không thích hợp với trào lưu âm nhạc đang lưu hành trong nước, chỉ có ở Hong Kong mới có môi trường âm nhạc và nhà sáng tác thích hợp cho Giang đại nhi, nhưng trước năm 97 Hong Kong quay về, giao lưu ở hai bên không tự do lắm. Đương nhiên không phải là không có con đường tắt để di. Chỉ là hiện giờ Trương Khắc không thể phân thân ra làm các chuyện khác. Bất kể bị Lệnh Tiểu Yến,
Lâm Băng trêu ghẹo như thế nào, Giang Đại Nhi vẫn chấp nhận an bài của Trương Khác, trước tiên an tâm quay quảng cáo cho Ái Đạt ở Phi Hồng, tiếp đó phối hợp hoạt động tuyên truyền của Ái Đạt, đồng thời tham gia bồi huấn âm nhạc và hình thể, Hứa Duy cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận vai trò trợ lý tư nhân cho Giang Đại Nhi. Tóm lại, chi phí của đại sứ mặc dù 8 vạn đồng, nhưng Trương Khác nói nhà quản lý phải chủ tính chung khoản chi tiêu, tước giảm phí sinh hoạt của Giang Đại Nhi, Hứa Duy xuống còn 600 mỗi tháng. Lại nói chị Đại Nhi còn chưa thành danh, không thể hưởng thụ đãi ngộ nghệ sĩ có tiếng lại tước giảm chút nữa, bảo Giang Đại Nhi báo danh tham gia bồi dưỡng quần chúng hóa, phí bồi huấn lại giảm một phần nữa. Làm người ta hoài nghi một năm còn được 1/3 số tiền 8 vạn đồng kia không? Hai hôm sau Trương Khác mới cùng Phó Tuấn về Hải Châu, để có cái ăn nói với cha mẹ, liền về nhà trọ ôn thi, mặc dù nội dung ôn tập đều học qua, nhưng chỉ 2-3 ngày thì sao mà đủ, ngày 30 tháng 6 thi xong. Đường Thanh hỏi y thế nào, Trương Khác trả lời. Tạm được, cảm giác không khó bằng thi giữa kỳ. Đường Thanh thấy y trả lời lửng lơ như vậy thì đau đầu, nhưng không quên an ủi. Dù sao mọi người chẳng hy vọng gì vào thành tích của bạn, bạn đừng quá lo. Cô nàng này chẳng biết là an ủi hay nói móc mình đây, Trương Khác cười méo miệng. Kỳ nghỉ hè này bạn an bài thế nào? Trường cao trung trọng điểm học tập rất nặng. Gần như toàn bộ thời gian của học sinh đều bị bài tập chiếm dụng, đặc biệt học sinh ngoan được mọi người kỳ vọng, tính cách lại háo thắng, còn là lớp trưởng như Đường Thanh, gần như chẳng có thời gian để quấn quýt bên Trương Khác. Nhưng suốt kỳ nghỉ hè dài, dẫu thể nào cũng không thể bỏ mặc Đường Thanh được. Ôi, trừ học thêm hè ra, mẹ mình còn báo danh họ mình rất nhiều lớp bồi dưỡng, chẳng chịu nghĩ xem con gái mình có chịu nổi hay không. Đường Thanh than vãn. Mùa hè này định sẵn Trương Khác phải bôn ba không ngừng giữa hoa đông, hoa nam, không phải là không thể mang theo Đường Thanh, chỉ sợ cô không chịu nổi khổ cực. Cô Kiến Bình an bài nhiều lớp bồi dưỡng làm Đường Thanh không thoát thân được cũng tốt, nhưng không dám nói ra, hỏi. Lần trước nhờ bạn giúp lập kế hoạch công bố sản phẩm mới, bạn đã làm xong chưa? Đường Thanh mở cặp ra, lấy một tờ giấy đưa cho Trương Khác. Nếu vì cái này mà thành tích thi tụt xuống thì mình thảm mất. Chiếc đầu đĩa đầu tiên của Ái Đạt đưa ra thị trường giao cho Thịnh Hâm tổ chức lễ giới thiệu, dù sao bọn họ có kinh nghiệm thành công giới thiệu Ericsson 398 rồi, giới truyền thông ở tỉnh thành đều vui vẻ hợp tác với họ. Trương Khác bảo Đường Thanh lập kế hoạch tương tự chỉ là muốn cô có cơ hội rèn luyện thêm, với lại vô duyên cô cớ ném cô nàng qua một ai, ai biết trong lòng cô nàng oán trách thế nào, lỡ không thèm để ý tới mình nữa thì sao? Trương Khác nhận lấy tờ giấy xem hết một lượt. Đường Thanh đúng là rất chú tâm vào việc này, khiến y lo cô sao lãng học tập. So với người chuyên môn làm việc này còn chu toàn hơn, để mình bảo bọn họ lấy nó tham khảo. Vậy mình tham gia lễ giới thiệu được không? Bị đôi mắt trong vắt nhưng mang vẻ mị hoặc trời sinh của Đường Thanh nhìn chằm chằm, Trương Khác nào nhẫn tâm từ chối cho được. Lễ giới thiệu sẽ tổ chức ở tỉnh thành, cũng không xa lắm, tới khi đó mình sẽ sai người đưa xe tới đón bạn. Đường Thanh đưa ngón út xinh xinh ra đòi ngoắc tay. Quyết định thế rồi nhé, không được thất hứa đâu đấy. Trương Khác móc tay với cô, y nào dám thất hứa với Đường Thanh, có điều nghĩ tối nay còn đi gặp Hứa Tư, nên nói chuyện với Đường Thanh không ưỡn ngực lên được. Hôm nay Hứa Tư chuyển nhà, Hứa Duy còn đặc biệt từ tỉnh thành về. Chuyện bán nhà do thi vệ chung ở giữ chủ tính, chỉ tốn 3-4 ngày là xong, Trương Khác nhờ Thiệu Chí Cương ra mặt mua viện tử nhà Hứa Tư. Khi đi dựa theo tiêu chuẩn giải tỏa của thành phố, mỗi mét vuông kiến trúc bồi thường 800, viện tử của nhà Hứa Tư có 3 gian nhà chính, 1 gian bếp, 1 gian nhĩ phòng, gần 100 mét vuông. Nhưng để giúp nhà cô, nên hồ đồ tính cả sân vườn vào đó, thành 160 mét vuông, Thiệu Chí Trương còn làm bộ nóng ruột muốn nhà Hứa Tư chuyển đi ngay, nâng giá lên 1.000 một mét vuông, cuối cùng trả cho Hứa Hải Sơn 186.000 đồng. Ít nhất sau này có bị vạch không bị vạch trần hay không? Trương Khác bận tâm lắm, nếu chuyện phát triển theo dự tưởng của Trương Khác, chỉ cần thao tác thương nghiệp hóa và tu sửa vùng Đông Sa Điền thỏa đáng, trong vòng 2-3 năm giá nhà nơi này sẽ tăng lên một nấc khá cao, tác là chỉ cần giấu nhà Hứa Tư 2-3 năm là được, quan trọng nhất là lúc này phải giảm bớt áp lực tâm lý cho Hứa Duy. Có số tiền này nhà Hứa Tư gần như có thể trả hết khoản nợ bên ngoài, mặc dù vẫn thiếu vài vạn, nhưng với thu nhập của nhà cô, không cần quá cấp bách nữa. Chương 188 Quán ăn nhỏ làm ăn lớn. Bất kể là Hứa Tư hay cha mẹ cô đều muốn chuyển ra khỏi Sa Điền, mặc dù cả nhà họ sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng có quá nhiều câu chuyện nặng nề và cảm xúc khiến người ta không muốn nhớ lại ở nơi này.
Nhà Hứa Tư thuê một căn nhà ở gần trường trung học Khải Tú, chủ nhà là một quan quân già về hưu, ông ta nghỉ hữu xong theo con trai tới Bắc Kinh ở, gian nhà để trống. Tuy ông ta khoe khoang nghỉ hưu với hàm đại tá, nhưng tiền thuê nhà tính chi ly, mỗi tháng 320 đồng không bớt một xu. Dù sao là nhà an bài cho cán bộ nghỉ hưu nên chất lượng nhà và hoàn cảnh xung quanh đều khá tốt. Cha mẹ Hứa Tư thấy hơi đắt, nhưng Hứa Tư kiên trì muốn thuê, cân nhắc kỹ so với thu nhập gia đình, cảm thấy cũng được, nên đồng ý với cô. Ngày chuyển nhà thi vệ trung mới lên làm giám đốc không rảnh tới giúp, Hứa Hải Sơn mời thêm hai người bạn nhà máy giúp đỡ, tự dùng xe ba bánh chuyển đồ đạc tới nhà mới. Trương Khắc đưa Đường Thanh về nhà xong cũng chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Trần Phi Dung đạp xe đến, chắc cha mẹ cô cũng tới giúp chuyện nhà, ghé xa song song với Trần Phi Dung, Trương Khắc hạ cửa kính xuống chào. Bạn cũng tới nhà mới của chị Hứa Tư à? Á! Trần Phi Dung thấy Trương Khắc thét lên một tiếng, nhưng bất ngờ khẽ gật đầu đáp. Ừ! Không nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Trần Phi Dung, Trương Khắc xoa mặt, tự sướng, chẳng lẽ gật đây sức hấp dẫn lại tăng lên à? Xe chớp mắt là tới nơi, không đợi Trần Phi Dung, y cùng Phó Tuấn vào nhà trước. Tuy nói là nhà kiểu Trung Quốc, nhưng gian phòng đều rất nhỏ, vào nhà thấy mọi người đang ngồi nghỉ quanh chiếc bàn bát tiên kê góc tường, Lưu Phân vừa thấy Trương Khắc niềm nở chào đón. Trương Khắc đầu óc quả nhiên linh hoạt, tiệc lưu thủy mới làm mấy ngày, mỗi ngày đều có 8-9 bàn. Trần Kỳ buổi chiều tới giúp một lúc, giờ lại chạy về quán rồi. Dựa theo kiến nghị của Trương Khắc lần trước, Trần Kỳ hạ quyết tâm, hôm sau lấy 5.000 đồng tới Nhật báo Hải Châu đăng quảng cáo 2 ngày, mỗi ngày làm 8-9 bàn, dựa theo đầu người thu mỗi người 15 đồng, thêm vào rượu và nước giải khát, mỗi ngày doanh thu 1.600 đồng, đó là điều một quán nhỏ vốn chỉ bày được 4 bàn không sao tưởng tượng được. Nghe Lưu Phân kể, quán rượu khi quyết định làm tiệc lưu thủy mời thêm một giúp việc, qua vài ngày thấy được hưởng ứng nhiệt liệt, lại phải tăng thêm một giúp việc khác. Lưu Phân cười tít mắt lại, miệng nói liên tục. Hôm nay thì phải không, Dung Dung nói thi xong sẽ tới chơi, cậu tới đây không nhìn thấy Dung Dung à? Định hỏi Trương Khắc thi cử thế nào nhưng cuối cùng nhìn được, nhưng nhớ nghe đâu anh chàng này không tập trung học hành lắm, chẳng may hỏi tới thẹn quá hóa giận, chẳng phải khéo quá hóa vọng sao? Trương Khắc không nhắc tới chuyện gặp Trần Phi Dung trên đường, nhìn quanh không thấy đôi hoa tỉ muội đâu, chỉ có cha mẹ Hứa Tư đang dọn dẹp ở gian trong chưa biết y tới, liền hỏi Lưu Phân. Chị Hứa Tư và chị Hứa Duy đâu rồi ạ? Hai đứa nó về quán rồi, nghe nói cậu sẽ tới, tôi bảo chú Trần cậu làm mấy món sở trường. Hứa Tư, Hứa Duy mang mấy món ăn về, đợi thi vệ trung tới mới mở tiệc. Gần 8 giờ Trần Kỳ cũng tới, thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Khắc, liền giải thích. Buổi tối chỉ làm 6 bàn, nơi này dùng 1 bàn, còn đưa một nhà tổ chức sinh nhật 1 bàn, trong quán chỉ có 4 bàn, chỉ nhóm đầu tới đã ăn hết rồi, hiện giờ mỗi ngày tăng lên 14 bàn, chỗ nhỏ quá không tăng lên được nữa. Trương Khắc cười nói, chú Trần chỉ cần bỏ công vào 8-9 món ăn này, lại kiên trì mỗi tháng quảng cáo ở Nhật báo Hải Châu, nói không chừng 1-2 năm có thể làm ăn lớn. Trần Kỳ không phải là người không biết suy tính, chỉ là cuộc sống gặp quá nhiều vấp pháp, nên không dám mạnh tay, đợi khi vợ ổn định công tác mới hạ quyết tâm nghe theo chủ ý của Trương Khắc. Chỉ 10 ngày mà thu nhập ngang với non nửa năm trước kia, đó là điều ông ta không dám tưởng tượng, ông ta cũng nghiền ngẫm lại vì sao thành công như thế. Cuối cùng kết luận chủ yếu là do 8 món ăn đều ngon lành thiết thực, 2 là hình thức tiệc lưu thủy mới mẻ thu hút. Làm ông ta toàn thay đổi ấn tượng về Trương Khắc. Trần Kỳ nếu muốn làm lớn, Trương Khắc không ngại giới thiệu Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương cho ông ta. Trương Khắc ăn uống cũng rất kén chọn, nếu không cũng chẳng luyện lên được tài nấu nướng, nhưng không hề có ý mở cửa hàng. Điều Trương Khắc nhắc nhở Trần Kỳ không đơn giản chỉ dùng đi dùng lại một mẫu, mà mỗi tháng nghiên cứu ra 1-2 loại món ăn lớn. Dùng hình thức giới thiệu để quảng cáo. Trương Khắc cũng nhắc Trần Kỳ chuyện đăng ký thương hiệu. Trương Khắc chỉ nhắc 1-2 câu, ông ta nghe thì tốt, không nghe có lẽ quán rượu dừng lại ở đó, không tiến bộ lên nữa. Trương Khắc không phải là người dục vọng khống chế quá mạnh, y giúp người khác quá nửa đều mang thái độ như vậy. Trần Kỳ là người có đầu óc, nếu không đã chẳng khiến một mỹ nhân như Lưu Phân một lòng đi theo cả đời, con người không thành đạt, đa phần là do vận mệnh gây ra. Trương Khắc chỉ nói qua là Trần Kỳ hiểu thấu ngay, thấy mỗi một câu y nói đều tuyệt, bữa cơm tân gia nhà Hứa Tư, hào hứng uống tới say ngắc. Ngay cả ấn tượng của Trần Phi Dung về Trương Khắc cũng có chuyện biến, thừa nhận y không phải là hạng hoàn khố ăn chơi vô tích sự, chỉ được mỗi cái mặt bảnh trai, nhất là một học kỳ qua,
Trần Phi Dung càng không còn lý do hiểu lầm Trương Khác đang đeo bám mình nữa. Năm ngoài mặc dù phát sinh một số chuyện không vui, nhưng không thể không phủ nhận, những chuyện đó giúp cô thoát khỏi phiền não vô tận, làm cô có thể an tâm học tập không lo ai quấy rầy. Tuy cũng có tin đồn cô là nữ nhân của Trương Khác, nhưng điều này cũng không tạo thêm cho cô chút phiền toái nào. Cả nhà Trần Kỳ đều đi xe đạp chơi, Trương Khác đưa thị vệ về nhà, lên xe liền cười hỏi. Cậu lên giám đốc được một tuần rồi, gần đây có cảm xúc gì không? Thị vệ Trung thở dài. Năm ngoái vì duy trì sinh tồn của nhà máy nên cục nông khí trợ cấp cho 300 vạn, làm giá xuất xưởng của máy nông nghiệp rẻ hơn các nhà máy khác một bậc, nhưng lượng tiêu thụ vẫn thua kém các nhãn hiệu khác, chất lượng sản phẩm rất tồi. Năm nay cục nông khí đổi phương thức trợ cấp tiền cho nông hộ mua máy móc canh tác, nhưng mà nhà máy căn bản không được lòng người dân, chỉ sợ năm nay còn gian nan hơn. Cục nông khí thay cách hỗ trợ từ nhà máy cho nông hộ, nói cách khác nhà máy một năm thiếu đi mấy trăm vạn. Người thông minh đều nhìn ra đó là vì chu kiện bị kéo xuống, có kẻ ở cục nông khí ghi hận trong lòng, ngầm hạ đòn sát thủ với nhà máy nông khí không còn trực thuộc bọn họ nữa. Bỗng nhiên thiếu đi 300 vạn, đúng là khó cho nhà máy. Trương Khác gật đầu cười. Tỉnh thi hành trợ cấp máy nông nghiệp là để mở rộng ứng dụng máy móc trong sản xuất, bồi dưỡng thị trường máy nông nghiệp, chứ không phải mà nâng đỡ cho nhà máy nào đó, chỉ là chính sách tới địa phương thành đương nhiên phân chia cho nhà máy quốc hữu. Còn thị trường máy nông nghiệp thực chất tấp nập nhất nhờ xí nghiệp dân doanh, họ gần như chẳng được hưởng chút lợi lộc nào từ chính sách, mà tựa hồ đâu tới mức không duy trì nổi. Thị vệ Trung đỏ mặt, may mà trong xe rất tối, ông ta than vãn là mong thành phố gây áp lực với cục nông khí để kiếm lại 300 vạn này. Cậu, một số lời vốn cháu không nên nói, mục đích thành lập công ty cổ phần Hải Châu không phải để cứu sống tất cả nhà máy thua lỗ, nếu cải cách nhà máy nông khí thất bại, công ty cũng chỉ coi là một kinh nghiệm mà thôi. Hả? Thị vệ Trung lần đầu tiên nghe thấy lời như vậy. Thế mục đích của City cổ phần Hải Châu là gì? Làm sống lại tài sản xí nghiệp thuộc về Hải Châu, cứu được thì cứu, không cứu được thì gây dựng lại, giống như mấy nhà máy dệt, thông qua gộp tài sản, chỉnh hợp thành nhà máy lớn. Cho nên cháu có thể nói một cách rõ ràng cho cậu, City Hải Châu sẽ không đi tranh thủ 300 vạn tiền trợ cấp cho nhà máy đâu, nếu nhà máy thiếu 300 vạn này là không sống nổi. City Hải Châu sẽ không nương tay cho nhà máy phá sản ngay. Còn nhà máy có tồn tại được hay không không phải điều City Hải Châu suy tính đầu tiên, mà suy tính làm sao sử dụng tài sản của nhà máy. Thì ra là thế à? Thị vệ Trung chưa từng nghĩ xa như vậy. Chương 189, giải tỏa bạo lực. Đúng vậy ạ, hoàn cảnh sinh tồn của quốc sĩ vừa và nhỏ ngày càng khó khăn, chẳng phải là kỳ thị gì, mà chỉ nói chính sách ưu đãi với quốc sĩ vừa nhỏ sẽ ngày càng ít. Vì hiệu suất của nó thực thất vọng cực độ rồi, gần đây chuyện chuyển nhượng tài sản đắc bắt đầu nới lỏng, đồng thời khuyến khích tư nhân mua quốc sĩ vừa và nhỏ, truy cầu lợi ích cao hơn. Cho dù City cổ phần Hải Châu không tiếp nhận nhà máy nông khí, để nhà máy tiếp tục thế này, không tránh khỏi số phận bán cho tư doanh với giá thấp, mà bọn họ sẽ chẳng hứng thú an bài cho công nhân viên nhà máy, lúc đó nghỉ việc là lối thoát duy nhất. Để City cổ phần Hải Châu tiếp nhận, ít nhất cũng hứa hẹn xử lý tốt vấn đề bố trí công nhân viên. Ít nhất đại bộ phận không phải lo thất nghiệp. Thấy thị vệ Trung cau mày, Trương Khác nói thêm. Tuy nói City Hải Châu sẽ không nương tay, nhưng sẽ nhà máy quyền tự chủ kinh doanh lớn hơn, trước kia sự khống chế cục nông khí, mô thức sản xuất cố định, quản lý cứng nhắc, hiện giờ nhà máy có thể lựa chọn mô thức quản lý hữu hiệu hơn, cháu thấy nhà máy không phải không có khả năng tìm được đường sống. Đây không chỉ vấn đề một mình nhà máy nông khí. Mà gần như tất cả quốc sĩ vừa nhà nhỏ rơi vào khốn cảnh đều có vấn đề mô hình kinh doanh sản xuất bị sơ cứng. Xe đi qua phố thì chỗ đất được cấp cho Cẩm Thành đã giải tỏa ngổn ngang bừa bãi, không nhìn thấy được một căn nhà nào hoàn chỉnh, còn có cả xe ủi cỡ lớn đang làm việc, tiếng máy chạy rầm rầm nhất định làm cư dân xung quanh không dễ chịu chút nào. Lần trước qua đây mới 11-12 ngày, tốc độ của công ty giải tỏa này nhanh thật đấy. Trong đống đổ nát của hiện trường giải tỏa còn thấy cả đồ nội thất. Dân cư ở nơi này khẳng khái tới mức bỏ luôn cả đồ nội thất lại sao? Thấy Trương Khác chăm chú quan sát hiện trường giải tỏa bên ngoài, thì vệ Trung căm phẫn nói. Đây đã là ngày cưỡng chế giải tỏa thứ ba rồi, 79 hộ dân, nghe nói chưa tới 30 hộ ký hợp đồng giải tỏa. Vạn Dũng đích thân dẫn đội tập hợp cục thị chính, cục quốc thổ, đại đội chấp pháp, cảnh sát vũ trang và người công ty giải tỏa, tổng cộng hơn 1.000 người, bao vây khu đất này. Sau đó đuổi gần 40 hộ chưa chấp nhận đền bù ra khỏi nhà, ném hết đồ gia dụng của họ ra ngoài, rất nhiều thứ chưa được vận chuyển ra đã bị xe ủi,
xe nâng vào cưỡng chế giải tỏa. Mấy ngày qua trường khác tới trường tập trung cho kỳ thi, tới ngay cả Cẩm Hồ cũng không tới, không ngờ rằng nơi này xảy ra chuyện ầm ĩ lớn như thế. Trường khác không hay biết gì, gián tiếp nói rõ thái độ của thành phố về chuyện này, đại khái rất nhiều người cho rằng, vì tăng tốc kiến thiết thành phố, quyền hợp pháp của gần 40 hộ dân bị cưỡng chế kia có thể bỏ qua, có thể hy sinh. Đó chính là thái độ, hy sinh cái nhỏ vì cái lớn của đám ăn trên ngồi chốc. Có điều cái lớn đây là lợi ích đút vào túi các ngài mà thôi. Thị vệ trung tiếp tục bực tức nói. Mấy ngày trước trên cái gọi là hội nghị động viên giải tỏa, phó thị trưởng Vạn tuyên bố kẻ nào ngáng chân việc giải tỏa đánh gãy chân kẻ đó, kẻ nào làm ảnh hưởng phát triển của Sa Điền một phút, tôi ảnh hưởng tới kẻ đó cả đời. Trường khác hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt ngang ngược của Vạn Dũng, nghe bên ngoài trừ tiếng máy rầm rầm, tựa hồ còn có động tĩnh khác, liền vỗ vai Phó Tuấn, bảo hắn dừng xe lại. Hiện trường giải tỏa trang dây ngăn cách, đứng bên ngoài nhìn vào, có dấu vết của vòi rồng. Vậy là lịch sử không hề thay đổi, chỉ là đem cảnh giải tỏa bạo lực năm 97 giờ tới năm 95 mà thôi. Trương Khắc thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh những hộ dân nhược tiểu định đoàn kết với nhau chống lại đám lưu manh của công ty giải tỏa xông vào nhà cửa của bọn họ, nhưng bị vòi rồng của cảnh sát vũ trang đánh tan. Khi chính quyền kết hợp cả lưu manh, người dân làm gì còn cơ hội? Có vài tòa tiểu lâu chưa bị đập, nhưng tường bao đã bị san bằng, lẻ loi đứng trong đống đổ nát, như âm thầm tố cáo tội ác của người người luôn miệng nói một lòng vì người dân. Tiếng động lạ chính truyền ra từ trong một tiểu lâu như thế, bên trong có ánh đèn và bóng người. Hai thanh niên từ bên trong đi ra, thấy có xe đỗ cạnh tuyến cảnh giới, liền chạy tới, vung tay quát thét. Nhìn cái gì, có cái gì mà nhìn? Áo ba lỗ màu đen, vai u thịt bắp, mặt mày bặm trợn, tóc húi cua, bả vai xăm loang lổ, cứ như sợ người ta không nhận ra bọn chúng là lưu manh vậy. Trương Khắc chống tay lên cửa sổ xe, nhìn thấy một người loạng choạng từ trong nhà lao ra, phía sau có hai tên lưu manh đuối theo đá vào lưng, người đó ngã rúi rụi vào đống gạch ngói vỡ. Hai tên lưu manh kia thấy có xe bên ngoài mới không đánh nữa, tóm lấy người kia từ đằng sau, người đó muốn phản kháng nhưng bị chúng bẻ quạt tay không vùng vẫy nổi, tiếp theo đó trong nhà lại có hai tên nữa đi ra. Hiện trường giải tỏa được đèn cao áp công suất lớn chiếu sáng như ban ngày, Trương Khắc nhận ra một trong hai người vừa đi ra là Triệu Cẩm Vinh, người bên cạnh ăn mặc gần tương tự, nhưng không nhận ra là ai. Triệu Cẩm Vinh không hề ngại ngần đi thẳng về phía này, cau mày quát hai tên lưu manh bên tuyến cảnh giới. Ai ở ngoài đó đấy, sao còn không đuổi đi? Xem ra trong mắt ông ta, ở Hải Châu không còn ai ngăn được ông ta hoành hành ngang ngược rồi. Hai tên lưu manh khác áp giải người bị đánh đi theo, người đó mặt mày bầm dập, máu me be bét, tay lủng lẳng, có vẻ bị gãy xương rồi. Tóc hắn bị một tên lưu manh giật ngược ra đằng sau, khuôn mặt đầy máu trông dữ tợn, mắt nhắm nghiền, thi thoảng bị tên lưu manh đằng sau đẩy đi, đôi mắt đó mở ra, ánh mắt hung hãn kiên cường, không hề khuất phục. Hải Long. Phó Tuấn khẽ thốt lên, hắn nhận ra người bị đánh, tay nắm chặt nắm đấm cửa, gân xanh mờ u bàn tay nổi hết lên, nhưng nhịn không mở cửa xe không ra ngoài. Trương Khắc hỏi. Anh nhận ra người đó à? Chiến hữu trước kia. Ồ, vậy không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Chỉ đợi câu này của Trương Khắc, Phó Tuấn đẩy cửa xe, lao ra như một con báo săn, thừa lúc hai tên đứng ngoài cửa xe trở tay không kịp, đẩy ngã văng một tên, gần như không dừng lại một giây. Phó Tuấn vươn tay về phía Triệu Cẩm Vinh, mấy tên lưu manh khác còn chưa kịp phản ứng thì tay trái Phó Tuấn đã bóp lấy yếu hầu ông ta. Quá tuyệt, Phó Tuấn cũng biết phải trấn áp nhân vật quan trọng trước tiên, Trương Khắc kêu khoái trong lòng, đẩy cửa xuống xe, vờ trầm giọng quát. Buông tay ra, sao vô lễ với giám đốc Triệu như thế? Phó Tuấn buông lỏng tay đẩy Triệu Cẩm Vinh về phía đám lưu manh đằng sau. Triệu Cẩm Vinh bị Phó Tuấn tập kích bất ngờ, trong lúc kinh hoàng quên cả chống đỡ. Đợi Phó Tuấn buông tay mới hoàn hồn nhìn thấy Trương Khắc cười tủm tỉm đứng sau, lòng nổi giận, nhưng đứng sau nhà họ Trương là Từ Học Bình, không thể không kiêng dè, ánh mắt âm lãnh nhìn Trương Khắc. Ra là bạn học của Ti Minh, cậu làm gì ở đây? Đêm dài buồn chán, không muốn đi ngủ, nghe thấy có động tĩnh, muốn dừng xe lại xem náo nhiệt giải khuây, ai ngờ giám đốc Triệu hạ mình xuống đây làm việc. Tôi đang lấy làm lạ đây. Vị chiến hữu của lái xe của tôi rốt cuộc năng lực cỡ nào khiến giám đốc Triệu phải đích thân ra tay xử lý. Trương Khắc đánh miệng về phía Hải Long bị đánh không còn ra hình người, không hiểu sao Phó Tuấn nhận ra khuôn mặt biến dạng này là chiến hữu của mình. Muốn xin một ân tình của giám đốc Triệu đây, người này tôi mang đi. Trương Khắc nói là xin nhưng giọng điệu rõ ràng là ra lệnh.
Triệu Cẩm Vinh tức tím mặt, ở Hải Châu ai cũng phải nhường nhà họ Trương ba phần, nhưng Triệu Cẩm Vinh sao chịu nổi một thằng trai trai mười mấy tuổi chỉ tay ra lệnh ình. Nếu giám đốc Triệu thấy ủy khuất không giao người cũng được, chúng tôi cũng chẳng tới mức sợ ông có bản lĩnh hô biến người này. Chỉ là để tới ngày mai giám đốc Triệu còn phải giải thích vết thương trên người anh ta, chậc chậc, đúng là vất vả. Trương Khắc ung dung mỉa mai. Chương 190, phát huy tinh thần tự nguyện hy sinh. Triệu Cẩm Vinh 46 tuổi đầu, có thể xưng kiêu hùng ở Hải Châu, trong tay tập đoàn dân doanh lớn nhất thành phố, nhưng tác phong kiếm lợi không từ thủ đoạn của ông ta khiến người ta căm hận, khinh bỉ. Triệu Cẩm Vinh mặt mày vặn vẹo, nhưng Trương Khắc quyết xen vào vụ này thì ông ta chỉ có thể nhịn, nếu không chẳng còn có thể hô biến như lời y nói sao. Tức tối đi tới trước mặt Mã Hải Long túm cổ áo hắn hầm hừ. Hôm nay xem như mày gặp may, mày nhớ kỹ cho tao, người nhà họ Triệu không phải dễ uy hiếp đâu. Rồi đẩy mạnh Mã Hải Long đi, phủi tay nói với Trương Khắc. Chuyện hôm nay cậu không hiểu nên tôi không trách, người cậu có thể mang đi, lần sau không để cậu bắt gặp chuyện tương tự nữa đâu. Trương Khắc cười ha hả, mặt tỏ vẻ quan tâm cực kỳ giả dối. Tên này dám uy hiếp người của giám đốc Triệu à, đúng là hạng bạo dân không nói lý được, phá mấy ngôi nhà thôi mà. Có đáng phải mạo hiểm thế không? Có điều nói đi cũng phải nói lại, dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi. Cẩm Hồ không có tâm tư với hạng mục cải tạo thành cổ là sợ gặp phải vài người không sợ chết liều mạng đó. Khi dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết làm cho họ sợ được? Triệu Cẩm Vinh hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, lúc này Trương Khắc lại thấy trong nhà có bốn kẻ nữa đi ra, nhìn cách ăn mặc thì đều cùng một bọn với Triệu Cẩm Vinh. Đều bị thương đang dìu nhau, xem ra Mã Hải Long chẳng phải thiệt thòi lắm. Trương Khắc không châm chọc nữa, phải khẩn trương đưa Mã Hải Long tới bệnh viện, vừa lên xe thấy hắn nằm trên đầu gối thi vệ chung, không có động tĩnh gì, xem tình hình thì ngất rồi. Làm Khắc thiếu gia bị liên lụy rồi. Phó Tuấn vừa khởi động xe vừa xin lỗi, ánh mắt hắn lúc nhìn Triệu Cẩm Vinh rời đi rất bất thiện. Triệu Cẩm Vinh hoành hành ở Hải Châu quen rồi, thế nào cũng cần người xử lý bọn chúng. Trương Khắc cười khẩy, chẳng coi vào đâu. Mau tới bệnh viện, rồi xem có liên hệ được với người nhà không. Cậu giúp cháu cởi cổ áo anh ta ra, rồi nghiêng đầu đi, trong miệng anh ta có máu, đừng để máu làm bị sặc. Đây là tri thức cấp cứu đơn giản, mọi người có lẽ từng thấy trên báo, đài hoặc TV, nhưng không phải ai có thể bình tĩnh xử trí như thế. Thi vệ chung lúc nhìn thấy Triệu Cẩm Vinh còn hơi run, không ngờ Trương Khắc dám chỉ mặt đòi người, dù bối cảnh gia đình y có sâu thế nào. Nhưng cách xử xử trấn tĩnh như thế không phải ai cũng làm được. Thi vệ chung làm theo lời Trương Khắc, không ngại bẩn dùng ngón tay cậy miệng hắn ra lấy máu đọng, tới bệnh viện lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Phó Tuấn mượn di động của Trương Khắc, tranh thủ lúc điện thoại chưa thông giải thích. Lúc tôi nhập ngũ thì anh ấy là đội trưởng đội trinh sát, vì là người cùng quê nên bình thường rất hay chiếu cố cho nhau. Hai năm qua anh ấy và vợ đều nghỉ việc, có hai đứa con học tiểu học. Thịnh ca cũng quen anh ấy thời ở bộ đội. Mời anh ấy trông coi quán bar, anh ấy nói mình là đảng viên không làm những việc đó, bày hàng sửa xe ở trước cửa nhà. Phó Tuấn gọi 2-3 cú điện thoại mới liên hệ được với người nhà của Mã Hải Long, hai em vợ của hắn chạy tới, trong lúc hắn nằm trong phòng cấp cứu, nghe vợ hắn khóc lóc, Trương Khắc mới hiểu nguồn cơn sự việc. Mã Hải Long ở rể, sống trong nhà cha vợ, cùng người nhà hai đứa em vợ, cha mẹ vợ sống trong tiểu lâu 2 tầng ở chỗ giao cắt giữa phố thị và Tiền Nhai. Cái gọi là lễ động viên giải tỏa của thành phố chẳng có công tác động viên gì hết, công ty giải tỏa chỉ phát một tờ thông báo cho các hộ trước ngày 1 tháng 7 sẽ phá bỏ toàn bộ, yêu cầu các hộ phải ký hợp đồng giải tỏa trước ngày đó, đánh giá phí giải tỏa căn bản không hề qua thương lượng hai bên, chỉ do công ty giải tỏa tự ý quyết định, còn không có hộ bị giải tỏa ý kiến. Vì Mã Hải Long làm lính mấy năm, các hộ giải tỏa liền đề cử hắn và mấy người khác giao thiệu với đại biểu công ty giải tỏa. Giám đốc công ty giải tỏa là kẻ ngang ngược, nói với bọn họ. Súng bắn chim đầu đàn, hôm nay tao cho chúng mày biết ý nghĩa của câu đó. Thế là phí đền bù của nhà bọn họ bị công ty tước giảm 2 vạn mà không hề có lý do, còn tuyên bố. Tên nào dám đến cửa ý kiến thì giảm của đứa đó 2 vạn, giảm đến khi bọn mày không còn xu nào thì thôi, bọn mày ngoan ngoãn cho tao. Mã Hải Long không chấp nhận, lại lần nữa tới công ty giải tỏa nói lý lẽ, vừa khéo gặp Triệu Cẩm Vinh. Mã Hải Long và công ty giải tỏa tranh cãi rồi xảy ra xung đột, Mã Hải Long không đấu nổi số đông, bị giam ở công ty giải tỏa, Triệu Cẩm Vinh sai người ép Mã Hải Long ấn dấu tay lên hợp đồng giải tỏa, rồi thông báo cho cảnh sát bắt hắn đi.
Thường thì công ty giải tỏa là tay sai của thương nhân, nhưng công ty này lại là công ty gia đình của Vạn Dũng, nên có chuyện gì Triệu Cẩm Vinh phải đích thân giải quyết. Mã Hải Long lúc bị cảnh sát bắt đi có dọa dẫm Triệu Cẩm Vinh cẩn thận người trong nhà, trong thời gian hắn bị bắt giam, khu vực nhà hắn bị cưỡng chế giải tỏa, người trong khu phản đối, bị Vạn Dũng lệnh mang vòi rồng tới, cha vợ hắn và mấy người già trẻ nhỏ bị đội cảnh sát vũ trang dùng vòi rồng bắn cho hôn mê. Mã Hải Long được thả thì tiểu lâu nhà hắn chưa bị phá, lúc bị cưỡng chế giải tỏa nhà hắn chưa kịp chuyển đồ ra, hắn muốn lẻn vào lấy đồ, cụ thể gặp phải Triệu Cẩm Vinh và mấy tên lưu manh ra sao thì phải đợi hắn tỉnh lại mới biết. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa thi vệ chung về nhà, y và Phó Tuấn đợi ở bệnh viện tới 2 giờ sáng cấp cứu mới xong. Mã Hải Long bị gãy tay trái, hai cái xương sườn, mặt bị sưng nhưng không trọng thương. Chẳng phải là Triệu Cẩm Vinh không đủ tàn nhẫn mà lúc đó Trương Khắc đỗ xe bên ngoài, hai tên lưu manh định ra đuổi y đi bị Mã Hải Long thừa cơ chạy khỏi phòng, nếu không đã chẳng đơn giản như thế. Theo Mã Hải Long kể lại, nhà Mã Hải Long và hai căn nhà phụ cận không tạm thời giữ lại, quá nữa là cái bẫy Triệu Cẩm Vinh sắp đặt, chuyện Mã Hải Long đắc tội với ông ta chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có uy vọng rất cao ở khu vực xung quanh, mặc dù nơi đó đã bị giải tỏa. Nhưng Triệu Cẩm Vinh lo lắng các hộ dân sẽ tiếp tục gây chuyện, có lẽ Chu Phú Minh và Vạn Dũng yêu cầu ông ta giết gà dọa khỉ, cho nên mới nghĩ lấy Mã Hải Long ra giết gà dọa khỉ. Mã Hải Long về nhà lấy đồ, bị chặn ở trong nhà vu cho ăn trộm, hắn võ giỏi đánh với 4 tên lưu manh không hề thua thiệt, tới khi Triệu Cẩm Vinh dẫn 4 tên lưu manh khác, đặc biệt là tên vĩ sĩ của ông ta tới, Mã Hải Long mới bị thua. Trương Khắc nghe xong nói, tạm thời anh đừng nghĩ tới đòi lại lẽ công bằng gì cả. Chi phí thuốc men chữa trị cũng không cần lo, tôi sẽ bảo Phó Tuấn đưa tới. Khu vực này bị cưỡng chế giải tỏa quá nửa là được Chu Phú Minh ngầm cho phép, nếu không Vạn Dung đã chẳng dám không kiêng nể gì như thế, khi bị cưỡng chế cũng không có tư liệu ảnh chụp gì, nếu theo trình tự đi khiếu nại, khó mà tra ra. Cho dù Từ Học Bình muốn điều tra sự kiện này cũng gặp phải cản trở lớn, không chỉ ở phương diện Hải Châu, mà rất nhiều kẻ sẽ lo lắng lợi ích của nhà đầu tư bị tổn thất. Nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của Mã Hải Long, Trương Khắc cũng chẳng biết khuyên giải ra sao, y chẳng tin vào thủ tục luật pháp bình thường, nếu muốn chính nghĩa được dương cao, cũng phải đợi tới lúc dập tắt khí thế của kẻ ác mới có khả năng. Tới khi trời tờ mờ sáng Trương Khắc và Phó Tuấn mới rời bệnh viện, tới nhà trọ nghỉ ngơi, buổi tối về nhà nói với cha chuyện này. Nghe xong câu chuyện Trương Chi Hành cũng chỉ thở dài, đầu đuôi sự kiện này ông ta cũng biết. Nghị quyết đẩy mạnh cải tạo thành cổ Sa Điền là do thường ủy quyết định, Chu Phú Minh còn nói, vì đại cục kiến thiết thành thị, phải đề xướng phát huy tinh thần tự nguyện hy sinh của bộ phận nhỏ. Chương 191, âm mưu trên tiệc rượu. Trương Khắc không biết thái độ của Đường Học Khiêm ra sao, cho dù ông ta có phẫn hận vì việc này cũng chắc gì sẽ giúp Mã Hải Long và những hộ dân kia đòi lại lẽ công bằng, vì như thế sẽ làm mâu thuẫn ở thành phố trở nên gay gắt. Lúc này chiếc đầu đĩa của Ái Đạt sắp ra đời. Trương Khắc cũng không muốn gây thêm rắc rối, hiện giờ y chẳng rảnh quản quá nhiều chuyện. Trương Khắc không phải là người lòng chính nghĩa dư thừa, y có lợi ích mà y truy cầu, nếu Mã Hải Long chẳng phải chiến hữu của Phó Tuấn, quá nửa y sẽ đứng bàng quan xem một lúc rồi đi như không hề có việc gì. Khu vực Cẩm Thành khai phát mới có 70 hộ gia đình, cả vùng Tây Sa Điền có tới hơn 4.000 hộ, nếu để bọn chúng tiếp tục mặc sức làm sằng làm bậy có trời mới biết sẽ xảy ra bao nhiêu bi kịch gia đình. Trương Khắc nhìn cha hỏi. Chuyện cải tạo thành cổ Sa Điền có phải cũng là bất đắc dĩ? Ý kiến ủng hộ áp đảo, dù có một số cá biệt dị nghị cũng không tiện đề xuất ra. Nếu xảy ra chuyện lớn, phải chăng cả chính phủ lẫn thành ủy đều phải chịu tội thay người khác? Trương Khắc tin Đường Học Khiêm dù có thỏa hiệp với Chu Phú Minh cũng tuyệt đối không chịu gánh tiếng oan cùng ông ta ở sự kiện quần chúng. Nhưng là thị trường đều để xảy ra sự kiện quần chúng, Đường Học Khiêm cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Ừ, hiện giờ khí thế của bọn chúng rất mạnh, chuyện cải tạo Sa Điền, phía chúng ta không thể xen vào. Cho dù có người đi khiếu nại cũng sẽ bị bọn chúng khống chế thôi. Trương Chi Hành không thể không nghĩ tới nhân tố hiện thực. Thành phố đều ham cải tạo thành cổ, thế thì đành chịu, song nếu muộn bọn chúng kiềm chế bớt, ít nhất muốn chân áp khí thế của Vạn Dụng. Trương Khắc dừng lại một chút, cười gằn. Cũng chẳng phải là chuyện khó. Chu Phu Minh lôi kéo Vạn Dũng. Vạn Hướng Tiền là kế quyền nghi đối phó với Đường Học Khiêm. Vạn Dũng ỷ vào đó mà hoành hành, chuyện cải tạo thành cố phía có lợi nhất là Cẩm Thành. Mối quan hệ không phải là không thể phá vỡ. Trương Chi Hành ngẩn ra. Sao lại không khó? Ba nói xem,
Vạn Dũng nếu có lựa chọn thì ông ta chọn Chu Phú Minh hay Bác Đường. Chu Phú Minh năm nay 57 tuổi, Đường học khiêm ít hơn hẳn ông ta 12 tuổi, tiền đồ chính trị hai người chênh lệch cực lớn, nếu Vạn Dũng được lựa chọn, đương nhiên sẽ chọn Đường học khiêm. Trương Chi Hành không cho rằng như vậy. Vạn Dũng không có sự lựa chọn. Con và ba biết Bác Đường là người sống rất có nguyên tắc, nhưng người khác không nghĩ như thế đâu, trong mắt bọn chúng vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Trương Khắc nỗ lực để nụ cười của mình trông không quá âm hiểm. Tất cả đều quy kết từ lợi ích, trong mắt bọn chúng không có nguyên tắc, không có tính đảng. Hiện giờ chuyện cải tạo Sa Điền nằm hết trong tay Vạn Dũng, dù Cẩm Hồ muốn tham gia cũng không thể vòng qua ông ta, nếu Bác Đường hòa hoãn quan hệ với Vạn Dũng, có lẽ một số kẻ sẽ cho rằng là ý của Bác Từ. Liệu Chu Phú Minh có chấp nhận Vạn Dũng ngả sang phe khác không? Ha ha ha, chú con nói không sai chút nào. Trương Khắc chẳng nhớ chú mình nói gì, nếu công ty Hoành Viễn cũng muốn tham gia cải tạo Sa Điền, không bằng để chú tích cực hơn một chút. Đường học khiêm đưa ra thiện ý chiêu dụ, dù Vạn Dũng có băn khoăn cũng không kiên quyết cự tuyệt. Có lẽ ông ta sẽ muốn lấy lòng cả hai bên, nhưng Chu Phú Minh tuyệt đối không cho phép. Ngày 3 tháng 7 City cổ phần Cẩm Hồ tổ chức tiệc, thay đổi thái độ kín tiếng trước kia, mời các lãnh đạo chính phủ như Đường học khiêm, Vạn Dũng tham gia, nhưng lại quên lãnh đạo thành ủy. Vạn Dũng mặc dù thường ngày không hòa hợp với quan viên chính phủ thuộc phe Đường học khiêm, nhưng lời mới của Cẩm Hồ thì ông ta không thể từ chối, ở Đông Hải số người dám không nể mặt Từ Học Bình không nhiều, trong số đó không có Vạn Dũng. Tạ Vãn Tình chính thức mời Thiệu Chí Cương, Chu Du cùng tham gia đầu tư vào Cẩm Hồ. Từ đó Cẩm Hồ chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn, tài sản đăng ký lên tới 2.000 vạn, Tạ Vãn Tình, Trương Khắc, Thiệu Chí Cương, Chu Du, Chu Phục được đăng ký là cổ đông, lập nên hội đồng quản trị do Tạ Vãn Tình đứng đầu. Thiệu Chí Cương mặc dù không tham gia chuyện kinh doanh thường nhật của Cẩm Hồ, cổ phần cũng chưa tới 1%, nhưng được làm thành viên hội đồng quản trị, làm hắn hưng phấn không ngửi ra mùi âm mưu. Trương Khắc lấy cớ mình và Tạ Vãn Tình không thích ứng với nơi náo nhiệt, liền ủy thác hắn chủ trì bữa tiệc lần này. Với Thiệu Chí Cương mà nói đây là cơ hội tuyệt hảo để giao du với giới quyền quý Hải Châu, tất nhiên sẽ sử dụng toàn bộ bản lĩnh ứng phó. Mặc dù thời gian Tạ Vãn Tình quyết định mở tiệc hơi gấp gáp, tới giữa trưa mới thông báo, nhưng Thiệu Chí Cương tin mình sẽ không làm các phương diện phải thất vọng. Trương Khắc và Đường Thanh nấp ở một góc thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, thấy mắt Đường Thanh loạn lên, liền hỏi. Nhìn cái gì mà lấm la lấm lét thế? Đường Thanh không thu ánh mắt lại, giọng rất nguy hiểm. Sao cô ta không ở đây? Trương Khắc giật mình, y đã biết sớm muộn gì Đường Thanh thế nào cũng nhớ ra cô gái vô tình gặp được ở nhà trọ lần đó là Hứa Tư Một, vẫn tỉnh queo giả ngốc. Ai không ở đây? Bạn biết mình nói ai mà? Đường Thanh liếc xéo y. Trương Khắc xoa mũi, đang tính cách đối phó thì Đường Thanh cười tủm tỉm. Lại nghĩ cách lừa mình chứ gì? Khi bạn đó bạn sẽ xoa mũi. Mắt nhìn xuống ngón tay, tưởng mình không biết sao. Cô giở môi lên. Bạn không muốn nói thì thôi, mình không muốn bạn phải nói dối mình, chẳng qua mình muốn gặp cô ta. Trương Khắc thấy sống lưng lạnh toát, cô nàng này ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén rồi, không ngờ nắm rõ từng thói quen nhỏ của mình nếu đưa tới tỉnh thành tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt. Gặp phải Giang Đại Nhi, chỉ e giới thiệu đây là đại sứ hình tượng của công ty sẽ không qua nổi mắt cô nàng. Bữa tiệc hôm nay mời hết lãnh đạo chính phủ, Trương Khắc tất nhiên không thể để Hứa Tư xuất hiện, đã phái cô tới tỉnh thành xử lý tuyên truyền quảng cáo cho lễ giới thiệu sản phẩm rồi. Trương Khắc nghĩ không ra Đường Thanh làm sao lại muốn gặp Hứa Tư, cười gượng gạo. Có gì hay mà gặp, cũng chỉ là người một mắt một miệng thôi mà. Cô ta xinh đẹp như thế, bạn không thích sao? Đường Thanh bước tới gần Trương Khắc thêm một bước, nụ cười càng lúc càng khó lường. Trương Khắc đưa tay lên sờ mũi. Nửa chừng nhớ ra lời vừa rồi của cô liền dừng lại, nhìn đôi mắt trong veo nụ cười hiền lành của Đường Thanh, chẳng hiểu sao máu cháy dần dật, mới nhớ Đường Thanh từ đầu tới cuối chỉ nói cô ta, đủ hiểu cô nàng oán hận Hứa Tư thế nào, tuyệt không giống vẻ bề ngoài vô hại kia, y cố cười nhưng chính bản thân cũng nhận đó là biểu cảm ít giống nụ cười nhất. Bạn nghĩ lung tung rồi. Đường Thanh mím chặt môi không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay y. Trương Khắc phát hiện mình đứng chết lặng tới gần nửa phút. Trực giác của nữ nhân thực quá khủng bố. Suốt cả bữa tiệc, Trương Khắc thấy chân tay giá lạnh, chẳng còn tâm tư đi chú ý tới chuyện của Thiệu Chí Cương và Vạn Dũng, tới tận khi Trương Chi Phi tới trước mặt mới sực nhớ ra bữa tiệc hôm nay còn mang ý đồ khác. Tiểu Khắc, người lên tiếng gọi là Trương Dịch, con trai Trương Chi Phi, quan hệ giữa hai nhà chẳng hề hòa quán hơn,
Trương Dịch tuy tới công ty Hoành Viễn làm việc, nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trước mặt Trương Khác. Ừ. Trương Khác quay sang đáp rất lãnh đạm. Trương Chi Phi thấy Đường Thanh ngượng ngùng buông tay Trương Khác ra, mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói. Có phải chú phá đám đôi vợ chồng nhỏ tình tứ không? Chú toàn nói lung tung. Đường Thanh ngúng ngẩy nói, nhưng đó chỉ là bản tính e thẹn của thiếu nữ thôi, từ lâu rồi cô không còn phủ nhận quan hệ với Trương Khác khi bị mọi người trên nữa. Là bề trên Trương Chi Phi biết dừng đúng lúc, nói qua chuyện khác. Gần đây Thiệu Chí Cương lập nên một công ty địa ốc, Cẩm Hồ có tham gia không? Ở ngoài hắn hay lấy danh nghĩa Cẩm Hồ. Cẩm Hồ không tham dự, lão Thiệu là cổ đông của Cẩm Hồ, nếu có thể để anh ta làm việc thuận tiện hơn, công ty không so đo nhiều. Trương Khác tạm thời dứt mình ra khỏi chuyện tình cảm với Đường Thanh và Hứa Tư, khôi phục thần thái tự nhiên vốn có, để kéo Vạn Dũng xuống ngựa, phía chú mình cũng phải giấu. Phía công ty chú tiến triển thế nào rồi ạ? Chương 192, thay đổi đường lối. Hiện giờ tiến triển gì được, chuyện duy nhất có thể làm là đi lấy lòng vị thổ địa của Hải Châu kia. Trương Chi Phi lúc nói câu này ánh mắt liếc sang phía Vạn Dũng đang đứng cạnh Thiệu Chí Cương, hiện giờ Vạn Dũng nắm đại quyền kiến thiết thành thị, thẩm duyệt hạng mục nhà cửa, mua bán đất đai, chẳng là thổ địa của Hải Châu hay sao? Trương Khác thấy chú quyết tham gia vào ngành địa ốc, y không thể khoanh tay ngồi nhìn được, không nói tới thân sơ khác nhau, thì chú là người thực sự đáng được mình tín nhiệm. Trương Khác nghiêm túc nói. Chú nóng lòng quá nhỉ. Trương Chi Phi cười khổ. Viện thiết kế và công ty kiến thiết Hải Châu sốt ruột lắm rồi, nếu bên chú mà chậm chân, có khi bị họ đá ra khỏi ghế mất. Trước kia Hoành Viễn vì nhanh chóng khai phá cục diện nên mời họ tham gia cổ phần, lại còn đóng cổ phần lớn, giờ lộ ra vấn đề rồi, công ty cứ nắm trong tay mình thì tốt hơn. Chuyện gì chẳng có hai mặt. Trương Chi Phi nhún vai. Ít nhất bọn họ không dám quá trắng trợn. Trương Chi Phi là người có tiếng nói trước mặt Đường Học Khiêm, ông ta chẳng lo người khác có gian kéo đổ mình. Trương Khác uống cạn ly rượu vang, đưa ly cho Trương Dịch nói. Rượu được lắm, anh rót cho em và chú một ly nữa đi. Đợi đuổi Trương Dịch đi rồi mới nói. Chú khống chế Hoành Viễn yếu quá, có thể đưa vào hai cổ đông khác, làm giảm cổ phần của những cổ đông kia. Chỉ là dẫn hổ đuổi sói thôi, đưa họ vào, cổ phần của chú cũng bị giảm. Trương Khác cắt ngang. Nghe nói Hoành Viễn đang phân chia hoa hồng. Chừng 300 vạn. Trương Chi Phi không giấu giếm. Trương Khác tặc lưỡi, làm xây dựng đúng là kiếm tiền nhanh. Tính sơ qua cổ phần của Hoành Viễn, chẳng phải một năm đã có hơn 1.000 vạn hoa hồng. Đấy là còn chưa kể khoản giữ lại làm quỹ phát triển. Vậy theo tỷ lệ 300 vạn này mà tăng tỷ lệ tài sản, chú phải kiên quyết không giảm cổ phần, còn phải đưa vào hai cổ đông nữa, nếu hai nơi kia mà có dị nghị, cùng lắm thì đường ai nấy đi, lập ra tân Hoành Viễn, chút việc này bác Đường sẽ ủng hộ chú thôi. Trương Khắc kiên định nói, hiện giờ quan trọng là phải giúp chú chiếm quyền khống chế thực sự ở Hoành Viễn. Tuy Trương Chi Phi là tổng giám đốc, nhưng cổ phần so với cổ đông thứ hai, thứ ba không chênh nhau mấy. Ông ta tuy đánh giá cao ngành địa ốc của Hải Châu, nhưng sau vài lần giao lưu ông ta cũng muốn chỉ hoãn lại, hiện giờ chỉ có cổ đông khác là cấp thiết muốn vào Sa Điền phân chia một chén canh. Trương Khắc tính, chỉ cần chú khống chế được Hoành Viễn, cả Hoành Viễn và Cẩm Hồ đã có quy mô, đợi Ái Đạt bay vọt lên, tới khi đó có thể đường đường chính chính chọi cứng với Cẩm Thành cũng không cần sợ gì hết. Trương Chi Phi hớn hở nói. Nếu cháu mà sớm nói với chú những lời đẹp lòng đẹp dạ như thế chú đã chẳng cần làm khó cháu, sao thế, Cẩm Hồ muốn tham gia vào hả? Cẩm Hồ mà tham gia vào, Trương Chi Phi có gan ép cổ đông thứ hai thứ ba chủ động rút vốn đầu tư. Đường Thanh nghe hai người họ thảo luận chuyện mình nghe không hiểu, che miệng ngáp một cái. Thật nhàm chán, mọi người nói chuyện nhé, cháu đi tìm chị Vãn Tình. Trương Khác chỉ mong có thế. Tối nay y không biết phải đối diện với Đường Thanh ra sao, vừa áy náy, lại vừa sợ cô hỏi tới chuyện Hứa Tư, không khéo trái tim mềm yếu của mình chịu không nổi. Đường Thanh đi rồi, liền kéo chú vào chỗ khất. Cẩm Thành tạm thời không thể tham gia, chú tìm hai cổ đông ở Thành Nam, Tây Thành, đảm bảo họ đứng cùng phe với chú, lại còn làm mê hoặc kẻ khác. Trương Chi Phi sao chẳng biết quan hệ khăng khít giữa Tống Bồi Minh và Cẩm Hồ, nhưng ở Tây Thành là ai? Trương Khác chủ động tiết lộ. Bí thư Đỗ có thể giúp chú tìm một công ty đáng tin cậy. Y và Đỗ Phi là bạn bè thân thiết, nhưng không ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nhờ tầng quan hệ này hoàn toàn ngả theo Đường Học Khiêm. Trương Chi Phi cũng không ngờ điều này, Đỗ Tiểu Sơn còn là thường ủy thành phố,
hiện địa vị còn quan trọng hơn Vạn Dung một chút. Trương Chi Phi phấn khích xoa tay, bất kể hai người kia tiến cử người vì công vì tư, có được họ ủng hộ, ông có thể tự tin khống chế chắc chắn Hoành Viên, Hùng cứ một phương ở Hải Châu, liền vội hỏi cháu. Bao giờ có thể nói với Bí Thư Đỗ, khu trưởng Tống chuyện này? Phải làm nhanh, nhưng cháu thấy đường lối tiến vào hạng mục cải tạo Sa Điền của chú phải thay đổi một chút. Thay đổi thế N. Thấy Trương Dịch cầm hai ly rượu vang tới, Trương Chi Phi phẩy tay, bảo hắn tạm thời không nên lại đây. Đứa cháu này không nhạy bén chút nào, còn chưa hiểu vừa rồi Trương Khác chỉ kiếm cớ bảo hắn tránh mặt đi. Trương Khác cười thần bí. Cháu còn nhớ chuyện người Mỹ phát minh ra quần jean mà chú kể, chú còn nhớ không? Trương Chi Phi ngẩn người, chưa hiểu Trương Khác quay ngoắt sang chủ đề này làm gì. Trước kia thời kỳ nước Mỹ phát hiện hàng loạt mỏ vàng, thu hút nhiều người đào vàng tới, Levi Strauss một người Do Thái cũng tham gia, nhưng vàng không phải rơi đầy đất cứ nhặt là được. Levi mở cửa hàng tạp hóa ở khu mỏ vàng, phát hiện công nhân mỏ y phục rách rất nhanh, liền dùng vải thô dựng lều khi ấy làm thành quần, vừa bền vừa chắc, rất được công nhân mỏ hoan nghênh, cuối cùng trở thành loại trang phục lưu hành toàn cầu. Levi phát hiện ra cơ hội kinh doanh nhờ người đào vàng là ví dụ kinh điển, hiện giờ mọi người đều muốn chen chân vào Sa Điền khai phát địa ốc, nhưng không nghĩ tới vì thế khiến cho phải giải tỏa quy mô lớn, nhu cầu mua nhà giá rẻ của hộ bị giải tỏa tăng mạnh. Tại sao Hoành Viễn không tranh thủ làm hạng mục xây nhà này, chưa nói tới thành phố ủng hộ cũng đã có thể kiếm lợi rồi. Trương Khác đưa ra ý kiến này không phải vì mục đích, cùng cách làm việc bạo lực tàn khốc của Cẩm Hồ khiến Trương Khác không nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện giờ tiến trình giải tỏa không thể cản được nữa, rất nhiều nhà cầm mấy vạn đồng tiền đền bù, căn bản không thể kiếm được chỗ ở trong thành phố, sinh hoạt lâm vào cảnh khốn cùng. Xây dựng nhà diện tích nhỏ, giá thấp, chất lượng tốt ở gần thành phố mới có thể hóa giải bớt mâu thuẫn xã hội này. So với việc tiến vào Sa Điền kiếm cơm thì hạng mục này nhìn qua lợi nhuận ít hơn, nhưng ai cũng chen nhau vào Sa Điền, Hoành Viễn liệu có thể kiếm được miếng bánh lớn sao? Xây nhà định cư mặc dù lợi nhuận thấp, nhưng nhu cầu lớn, tổng lợi nhuận rất khả quan. Đặc biệt là Hoành Viễn đứng ra giảm bớt mâu thuẫn xã hội, ai dám đứng ra phản đối, ngáng chân. Đường Học Khiêm công khai ủng hộ, ai có thể dị nghị được. Vạn Dũng hiện là thổ địa của Hải Châu thật đấy, nhưng Đường Học Khiêm mới là người chủ trì chính phủ, đây cũng là cái cớ chính đáng để ông xen vào việc cải tạo Sa Điền. Những cổ đông khác phản đối thì sao? Chỉ cần lấy được đất ở Sa Điền, cho dù không khai thác phát triển, đem sang tay thôi cũng kiếm được khoản lớn rồi, các cổ đông khác không dễ chịu từ bỏ miếng thịt béo bở này đâu. Trương Chi Phi vẫn còn do dự. Quan trọng là ý chú thế nào? Trương Khác hỏi lại. Tranh đất bán kiếm lời. Truyền ra thanh danh sẽ không tốt, Hoành Viễn muốn làm ăn lớn, thì phải bước đi chắc chắn, không phải là không mở ra được lối đi riêng. Trương Chi Phi biết phải chọn phe cánh thế nào, tham lợi trước mắt là hành vi ngu xuẩn. Trương Khác giang tay cười thoải mái. Vậy là được rồi, rất nhiều người đang hy vọng chú thực sự khống chế được Hoành Viễn đấy. Chuyện này Trương Khác đã trao đổi với cha và Đường Học Khiêm rất lâu, không thể để Vạn Dũng mặc sức làm sằng được, song giờ không thể xung đột trực tiếp với Chu Phú Minh. Cách thích hợp nhất là lý gián quan hệ giữa Chu Vạn, chỉ cần Vạn Dũng mất đi sự tín nhiệm của Chu Phú Minh, ông ta sẽ là người đầu tiên đứng ra trấn áp Vạn Dũng. Chương 193, cuối cùng cũng tới lúc tỏa sáng. Trương Khác liếc nhìn thấy Đường Học Khiêm tươi cười cùng cha cầm ly rượu đi về phía Vạn Dũng, thậm chí Vạn Dũng hơi há mồm không giấu nổi kinh ngạc trên mặt. Trương Khác đánh miệng về phía đó. Thị trưởng Đường vì Hoành Viễn mà chủ động tỏ thiện chí với Vạn Dũng đấy. Trương Chi Phi gật đầu, nếu thế ông ta còn ngại ngần gì nữa. Đường Học Khiêm tay cầm ly pha lê cao trong suốt, khe khẽ lắc rượu váng sóng sánh bên trong, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tháng 4 khi tuyển phó thị trưởng, Chu Phú Minh chen vào việc nội bộ của chính phủ, phân cho Vạn Dũng đại quyền đất đai và kiến thiết, khiến mảng này thực chất thoát ly khỏi sự quản hạt của chính phủ, chuyện nhỏ do Vạn Dũng tự quyết, chuyện lớn đưa lên thường ủy thảo luận. Từ lúc lên làm phó thị trưởng tới già, Vạn Dũng chẳng nhớ mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Học Khiêm và các phó thị trưởng khác chưa, hình như là có, nhưng không nhớ ra. Nên nụ cười của Đường Học Khiêm lúc này ít nhiều làm Vạn Dũng cảm thấy hơi rùng rợn. Trương Chi Hành giữ đúng bổn phận, theo sau Đường Học Khiêm, càng làm ông có thể ung dung quan sát biến hóa trên mặt Vạn Dũng. Trương Khác nói không sai, Vạn Dũng kiềng Đường Học Khiêm, trong lòng có hy vọng hòa hoãn quan hệ. Lâu lắm không uống rượu với phó thị trưởng Vạn rồi. Đường Học Khiêm nâng ly lên,
ở Hải Châu đã không còn mấy người thên chữ phó khi gọi chức danh của Vạn Dũng nữa rồi, Đường Học Khiêm nhắc nhở ông nhớ thân phận của mình, vừa đề cao ý nghĩa hành động của bản thân. Thiệu Chí Cương thấy Đường Học Khiêm nâng ly lên, vội hơi hạ mình xuống, nâng ly đáp ý, uống một ngụm, hắn được gặp Đường Học Khiêm một lần, không biết ông còn ấn tượng hay không. Đường Học Khiêm làm ra vẻ rất quen thuộc, giới thiệu thay Vạn Dũng. Phó thị trưởng Vạn cũng biết giám đốc Thiệu chứ nhỉ, quảng trường ẩm thực là thành công lớn của giám đốc Thiệu, rất đáng để bên Sa Điền học tập đấy. Thiệu Chí Cương không biết vì sao Đường Học Khiêm nói giúp mình, nhưng cảm động rơi lệ, Sa Điền học tập kinh nghiệm của trung tâm ẩm thực, chẳng phải cái cớ tốt nhất để tham gia vào hạng mục cải tạo Sa Điền sao. Hơn nữa còn đích thân do thị trưởng lên tiếng chiếu cố. Liếc nhìn Trương Khác đang nháy mắt với mình đằng xa, Thiệu Chí Cương kích động run tay, thiếu chú nữa làm số rượu còn lại ra ngoài. Trương Khác cười rạng rỡ thuần khiết như thánh đồ, nhìn Đường Học Khiêm và Vạn Dũng thân thiết trò chuyện, thầm nghĩ, chắc không bao lâu nữa chuyện này tới tai Chu Phú Minh. Chị xem Trương Khác cười gian chưa kìa. Giọng Đường Thanh đột ngột vang lên làm Trương Khác giật nảy mình, không biết Đường Thanh và Tạ Vãn Tình tới bên cạnh lúc nào, đang thảo luận nụ cười của y. Thế sao? Trương Khác đưa tay sờ lên mặt. Có phải là quá đắc ý? Bạn tự biết mình đấy nhỉ? Đường Thanh nguyết y một cái. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Nghĩ tới chuyện gì mà cười đắc ý thế? Không có gì ạ, em đang nghĩ tới chuyện lễ giới thiệu sản phẩm thôi. Trương Khác chối phát. Tạ Vãn Tình không truy hỏi. Vậy phía tỉnh thành chuẩn bị ra sao rồi? Thể diện của Thịnh Hâm rất lớn, Tổng Giám đốc Trương Á Bình của Philip ở Trung Quốc. Đại biểu C, Q cũng nhiệt tình nhận lời tham dự. Mục tiêu của Trương Khác là trong vòng 2 năm phải thoát khỏi sự khống chế lũng đoạn linh kiện hạch tâm của Philip và C, Q, nhưng hiện giờ phải lấy lòng hai người khổng lồ quốc tế này. Bỏ việc Hải Châu đó, ngày hôm sau Trương Khác lên tỉnh thành, Đường Thanh rất muốn đi theo, nhưng mấy ngày này trường học có tổ chức mấy hoạt động, là lớp trưởng cô không thể thoát thân, đành đợi tới thứ bảy đi cùng Tạ Vãn Tình. Địa điểm diễn ra lễ giới thiệu là tầng 8 tòa nhà Thị Bách. Bên ngoài cửa kính ở phía đối diện là một tấm biển quảng cáo cỡ lớn cao bằng trọn tầng 8, được dùng vải che mưa bọc kín mít. Đến tối, vải che được kéo ra, nhưng đèn chiếu sáng cho biển quảng cáo còn chưa được bật lên, người qua đường ngẩng đầu lên chỉ thấy thấp thoáng hình một cô gái duyên dáng động lòng người và hai chữ lớn không rõ lắm. Đa phần không chú ý tới thay đổi này, nhưng cũng có số ít để ý, đây là con đường tấp nập nhất thành phố, người xe qua lại như nước. Nên có không ít người rảnh rỗi đứng lại thảo luận đoán xem công ty nào chịu chơi làm tấm quảng cáo lớn ở nơi đắt đỏ như thế. Trong tầng 8 tòa nhà Thị Bách đã được bố trí thành nơi tổ chức giới thiệu sản phẩm, điều chỉnh ánh sáng thích hợp, điều chỉnh góc độ thích hợp bật đèn hai bên bức ảnh quảng cáo lên, hình ảnh Giang Đại Nhi hiện lên một cách lộng lẫy. Lệnh Tiểu Yến nhìn mà hâm mộ không thôi, con đường làm ca sĩ của Giang Đại Nhi xem ra còn rất xa xăm, nhưng ngày thành minh tinh quảng cáo thì có thể thấy được rồi. Lệnh Tiểu Yến đang làm việc ở phòng thị trường của Thịnh Hâm, cô được Thiệu Tâm Vân điều tới chuẩn bị cho buổi lễ này, phụ trách liên hệ giữa City Phi Hồng và Thịnh Hâm, cho nên có rất nhiều thời gian ở cùng Giang Đại Nhi và Hứa Duy. Lệnh Tiểu Yến xem giờ, còn một lúc nữa buổi lễ mới bắt đầu, cô rời khỏi hội trường, vào phòng thay y phục, nhìn thấy Giang Đại Nhi đã thay bộ váy trắng, bên trên đính hàng ngàn vảy bạc lóng lánh, mái tóc bồng bềnh xõa xuống đôi vai lộ trần trắng trẻo, yểu điệu đứng đó như công chúa người cá. Giống hệt tấm hình trên biển quảng cáo, chỉ e đến sư nhìn thấy cũng động lòng chân. Làm Lệnh Tiểu Yến thốt lên. Bộ váy này đúng là may dành riêng cho Đại Nhi. Giang Đại Nhi hết sức căng thẳng, cô chưa từng có kinh nghiệm đứng trước đám đông, tim đập loạn xạ, hai bàn tay nhỏ siết lấy nhau tới trắng bệch, nhìn thấy Lệnh Tiểu Yến đi vào, nói rất tội nghiệp. Hay mình nói là đau bụng nhé? Trông dáng vẻ bạn kia. Lệnh Tiểu Yến nhìn quanh. Hứa Duy đâu rồi? Đúng lúc Trương Khác cùng Hứa Duy đi vào, thấy Lệnh Tiểu Yến liền nói. Chị tới đúng lúc lắm, tối nay chị và chị Hứa Duy làm bạn với chị Đại Nhi nhé. Cậu thì sao? Lệnh Tiểu Yến lấy làm lạ. Chẳng phải hôm nay Đại Nhi sẽ ở bên cậu cùng giới thiệu sản phẩm à? Hứa Duy ngọt nhạt nói. Đại thiếu gia người ta phong lưu lắm, đưa cả bạn gái từ Hải Châu tới rồi. Trương Khác cười xòa, đánh võ miệng y không đấu lại đám Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến. Nhìn ngắm Giang Đại Nhi khen. Chị Đại Nhi hôm nay đúng là làm người ta mê mệt. Làm Giang Đại Nhi mặt càng đỏ. Thời gian không còn nhiều, Trương Khác không thể ở lại, nói vài câu rồi đi ra, Khánh Khứ đã đợi ở ngoài hội trường.
Thịnh Hâm thông qua các mối quan hệ mới tổng giám đốc Hoa Kiến Long của Thị Bách cùng hơn 200 giám đốc, trưởng phòng các công ty điện tử gia dụng, làm giới truyền thông trong tỉnh hay tin kéo nhau tới. Trương Á Bình giờ mới là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Ái Đạt, dù Ái Đạt trước kia từng mua linh kiện của Philip, nhưng chưa đủ để lại ấn tượng với hắn ta.